Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 56. Hết tập 56. Lâm Thiên Nam thấy hồng liên của Mạc Phàm không ngừng chấn động, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ hơi suy nghĩ một lát, anh ta thoải mái hơn. Huyết thần đao không dễ tiêu trừ, anh ta vốn đang tò mò huyết thần đao trên người Mạc Phàm chạy đi đâu, không ngờ lại ở trên pháp bảo của Mạc Phàm. Chẳng trách trên người cậu đã không còn huyết thần đao, hóa ra là được cậu chuyển tới pháp bảo, nhưng cậu không sợ bị pháp bảo phản phệ à? Lâm Thiên Nam hỏi. Phương pháp tiêu trừ huyết thần đao của Mạc Phàm khiến anh ta cảm thấy mới mở, trong sách của anh ta biết không có biện pháp này. Nhưng làm như vậy cũng không thể diệt sạch hậu hoạn. Pháp bảo phản phệ không chỉ khiến tu sĩ tổn thất một phần sức chiến đấu, còn có thể nhiễu loạn tâm thần chủ nhân, dù sao pháp bảo cũng tương thông với tâm thần của tu sĩ. Sẽ phản vệ hay không anh thử thì biết, tôi khuyên anh đừng thử, nếu không sẽ khiến anh thất vọng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. À, vậy sao, vậy tôi càng muốn thử một lần. Lâm Thiên Nam hơi nhếch miệng, bàn tay còn lại khẽ chỉ về phía hồng liên, trên huyết liên ở trong bầu trời, huyết quang chiếu lên trên hồng liên. Hồng liên được huyết quang bao phủ, giống như cá mập đói khát nhiều ngày, cắn nuốt huyết quang một cách điên cuồng, đạo huyết quang kia đã bị hồng liên nuốt hầu như không còn. Qua, Mạc Phàm, khẩu vị của kiện pháp bảo này không nhỏ đâu. Trên mặt Lâm Thiên Nam lộ vẻ bất ngờ, trong mắt lóe sáng sắc bén nói. Anh ta cũng từng nghĩ tới chuyện luyện chế pháp bảo, dù sao thực lực có pháp bảo và không có pháp bảo kém nhau rất nhiều. Nhưng nếu những nguyên liệu này không thể chịu được ăn mòn của huyết thần lực, hay không kiên nhẫn ăn mòn, không có biện pháp chỉ có thể luyện ra một thanh huyết thần đao. Chưa có một pháp bảo nào giống như thanh kiếm của Mạc Phàm. Không chỉ có thể hấp thu huyết thần lực, còn hấp thu được nhiều như vậy. Theo lượng lớn huyết quang bị hồng liên hấp thu, trên thanh kiếm hồng liên xuất hiện đường vân như sợi tơ hồng, chảy về các nơi trên thân kiếm. Rất nhanh trên thân kiếm màu bạc, phần lớn đều bị nhuộm thành màu đỏ. Cách hồng liên không xa, Mạc Phàm làm như không nhìn thấy, trên mặt không có một chút gợn sóng. Lâm Thiên Nam cũng giống như không vội ra tay, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, ngoắc tay với hồng liên. Trên hồng liên chớp lóe hồng quang, đứng trước người Lâm Thiên Nam. Thế nào, cậu muốn từ bỏ kiện pháp bảo này của cậu à? Lâm Thiên Nam thấy Mạc Phàm vẫn thờ ơ, cười hỏi. Kiện pháp bảo này của Mạc Phàm còn tốt hơn anh ta nghĩ một chút, anh ta rót vào nhiều huyết khí như vậy, thanh kiếm này vẫn không có chút dáng vẻ bão hòa, nếu rót đầy thanh pháp bảo này, uy lực sẽ mạnh cỡ nào, anh ta rất chờ mong. Tôi nói rồi, anh muốn khống chế thanh kiếm này, nhất định sẽ hối hận. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hối hận sao? Trong mắt Lâm Thiên Nam hiện lên chút khinh thường. Tay anh ta vung lên, huyết liên trên bầu trời khôi phục cân bằng, huyết quang như thác nước rơi xuống. Giữa huyết liên, từng sợi huyết sắc phương từ trong nhụy hoa ra, quấn chặt lấy hồng liên, kéo kiếm hồng liên biến mất vào trong huyết liên. Anh ta rất hài lòng với thanh kiếm này của Mạc Phàm, nhưng không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Thanh kiếm này nhìn như đã phục tùng anh ta. Nhưng không loại trừ khả năng anh ta đút no thanh kiếm của Mạc Phàm, thanh kiếm này sẽ phản ngược lại. Đợi giết Mạc Phàm, rồi tế luyện thanh kiếm này cũng không muộn, nóng vội trái lại sẽ không ăn được đậu hũ nóng. Làm xong những chuyện này anh ta nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. 66 viên kim đan, Mạc Phàm, cậu có cần giết thêm mấy người, rồi ra tay với tôi không? Lúc này tinh vực Mạc Phàm giết lão tổ Thanh Bang, khổ tu thần điện. Hải thần sản sinh ra đã biến mất, số lượng kim đan trên người Mạc Phàm cũng tăng tới 66 viên. Ví dụ như người của tông môn ẩn thế ở bên kia, hay là hội ngũ lão, bọn họ đứng về phía 8 người chúng tôi, từ bỏ cậu và Mạc gia cậu, bây giờ cậu giết bọn họ dễ như trở bàn tay, cậu nên giết bọn họ để tăng chút tu vi nữa, số lượng kim đan của cậu kém tôi quá nhiều. Lâm Thiên Nam chỉ đám Tần Vô Nhai và hội ngũ lão, cười nói. Mạc Phàm giết người tăng thực lực thì thế nào, cho dù để Mạc Phàm giết một đám người thì sao, 66 viên kim đan, số lượng kim đan như vậy anh ta chẳng muốn ra tay. Lúc nói chuyện ý niệm anh ta vừa động. Huyết đan từng xuất hiện một lần lại xuất hiện, những huyết đan này được huyết liên chiếu rọi, thể tích nhanh chóng biến lớn, linh khí dao động trên huyết đao cũng mạnh hơn nhiều. Số lượng nhiều, Mạc Phàm hoàn toàn không thể so sánh được, cộng kim đan của tất cả mọi người ở đây. Cũng không nhiều bằng Lâm Thiên Nam. Ở đây cho dù là đám Tần Vô Nhai vẻ mặt cũng rất khó coi, không thể cao hứng nổi.
Mạc Phàm vốn hy vọng Mạc Phàm bị đám Phượng Hoàng giết chết, bây giờ bọn họ chỉ hy vọng Mạc Phàm có thể giết Lâm Thiên Nam. Mạc Phàm chết, cho dù bọn họ không chết cũng bị Lâm Thiên Nam gieo huyết độc, đến lúc đó cả địa cầu sẽ thành thiên hạ của huyết ma. Nếu Lâm Thiên Nam bị giết, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nhưng chuyện này gần như là chuyện không có khả năng, Lâm Thiên Nam đang đợi thực lực của Mạc Phàm đạt tới đỉnh cao, còn muốn đánh bại Mạc Phàm ở lúc đỉnh phong nổi tiếng thế giới. Nếu Lâm Thiên Nam dám làm như vậy, chắc chắn thực lực trên Mạc Phàm. Xong rồi. Hối hận xuất hiện trên mặt Tần Vô Nhai và Hội Ngũ Lão. Một lần sơ ý, thua cả ván bài, bọn họ thua hoàn toàn rồi, chỉ có mình Lâm Thiên Nam thắng. Lúc này trên đài chiến đấu Bạch Ngọc, gương mặt của Trúc Thiên Cực lại xuất hiện, Lâm Thiên Nam, anh lập tức giết Mạc Phàm, giao linh hồn cậu ta cho tôi, chỉ cần anh không tiến vào sơn ngoại sơn, tôi sẽ thay anh giữ bí mật chuyện anh tu luyện huyết thần công. Mạc Phàm tu luyện sát sinh đại thuật trong truyền thuyết, anh ta lại đắc tội Mạc Phàm, cho dù Mạc Phàm là ai đều không thể giữ lại Mạc Phàm. Trái lại tuy Lâm Thiên Nam nguy hiểm, nhưng anh ta không trở mặt với Lâm Thiên Nam. Chỉ cần Lâm Thiên Nam không tiến vào sơn ngoại sơn, anh ta vẫn có thể chung sống hòa bình với Lâm Thiên Nam. Đợi anh ta đạt được linh hồn của Mạc Phàm, tu luyện công pháp trên người Mạc Phàm, rồi diệt Lâm Thiên Nam cũng không muộn. Tuy loại công pháp huyết thần công này là tà thuật, nhưng sao có thể so được với sát sinh đại thuật. Cho anh ta thuật này, không lâu sau anh ta có thể diệt Lâm Thiên Nam. Nghe thấy lời Trúc Thiên Cực nói, sắc mặt Hội Ngũ Lão và Tần Vô Nhai thay đổi. Trúc Thiên Cực, cậu điên rồi à? Tần Vô Nhai tức giận nói. Tông môn ẩn thế tồn tại, chính là vì xử lý người như Lâm Thiên Nam, Trúc Thiên Cực thân là thần sứ lại từ bỏ trách nhiệm này. Ha ha, Lâm Thiên Nam, anh có thể suy nghĩ những lời tôi nói, tôi đợi anh. Trúc Thiên Cực không để ý tới Tần Vô Nhai, cười lạnh lùng, biến mất trên bầu trời. Trên đài chiến đấu Bạch Ngọc đổ nát, Lâm Thiên Nam cười khẽ, giống như không nghe thấy những lời Trúc Thiên Cực nói. Một con mồi hợp tác với anh ta, nghĩ hay quá nhỉ. Hình như người này rất muốn chết, cậu có muốn giết cậu ta rồi quay về không, tôi có thể đợi cậu một lát. Lâm Thiên Nam hỏi Mạc Phàm. Anh ta sao, sau này tôi sẽ giết, đối phó anh. Thực lực hiện giờ là đủ rồi, còn nữa, anh nói nhiều thật. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tôi nói nhiều là vì cậu không nói lời nào sẽ không có cơ hội nói, cậu đã không muốn nói, vậy cậu đi chết đi. Lâm Thiên Nam vươn tay còn lại ra, đánh về phía Mạc Phàm ở phía xa, trong mắt lóe sáng huyết quang. Xung quanh, huyết đan ở khắp nơi trong đài chiến đấu Bạch Ngọc lập tức bay về phía Mạc Phàm, chỉ trong chớp mắt đã tới bên cạnh Mạc Phàm. Lâm Thiên Nam nắm chặt tay, huyết đan xông về phía Mạc Phàm. Rầm rầm rầm, âm thanh kim thạch va vào nhau vang lên, chỉ trong chớp mắt Mạc Phàm đã bị huyết đan bao phủ. Vô số huyết đan ngưng tụ thành một viên cầu huyết sắc đường kính gần 5 mét, lóe sáng hồng quang nhàn nhạt, xuất hiện ở nơi Mạc Phàm đứng ban đầu. Bạo! Lâm Thiên Nam khẽ quát một câu, hồng quang trên viên cầu huyết sắc đại phóng, huyết cầu biến thành trong suốt, có thể nhìn thấy Mạc Phàm ở bên trong. Ngay sau đó, bùm, một tiếng bùng nổ không ngừng, viên cầu huyết sắc bùng nổ ra. Chỉ trong chớp mắt hồng quang tràn ngập đài chiến đấu Bạch Ngọc vốn bị tàn phá không chịu nổi trực tiếp biến thành bột phấn, một vùng mây hình nấm xuất hiện trên không, khe hở huyết sắc lan tràn ra xung quanh. Kình phong mãnh liệt giống như bão từng tới, gió cuốn mây tan lan ra xung quanh. Xung quanh có không ít người bị gió thổi bay, sắc mặt những người còn lại thì thay đổi. Bạo đan sao? Kim đan của thần cảnh, nếu bị ép đến đường cùng, lúc muốn đồng quy vu tận với đối phương, bình thường sẽ lựa chọn bạo đan. Bạo đan tương đương với kích nổ tất cả lực lượng của mình, uy lực rất mạnh, không thua gì một kích của vũ khí tiên tiến. Một khi bạo đan, người bạo đan không chết sẽ thành phế nhân. Lâm Thiên Nam đi lên không ra tay đối phó Mạc Phàm, trái lại trực tiếp bạo đan, còn không phải chỉ một viên. Điên rồi sao? Quỷ Vô Tà nói, lực lượng huyết cầu bùng nổ không khuếch tán xa, đã biến mất hoàn toàn. Ở chỗ Mạc Phàm lúc trước, lộ ra bóng dáng Mạc Phàm. So với vừa rồi, khí tức trên người Mạc Phàm yếu đi rất nhiều, trường bào màu trắng bị rách khó mà che khuất cơ thể, trên làn da trần trụi ở bên ngoài tràn đầy vết thương, mái tóc đen dài của Mạc Phàm cũng vì nổ mạnh mà đứt một nửa, rơi tán loạn trên vai. Máu tươi xuất hiện trên khóe miệng Mạc Phàm. Lâm Thiên Nam nhìn thấy Mạc Phàm như vậy,
giống như đã sớm dự đoán được. Thần thể không hổ là thần thể, lực lượng như vậy, vậy mà không thể khiến cậu bị trọng thương, chỉ bị thương ngoài da. Mạc Phàm lau máu tươi ở khóe miệng, ý niệm vừa động, vết thương trên người, quần áo và tóc nhanh chóng khôi phục như thường. Có thể khiến tôi bị thương như bây giờ, anh đã xem như rất lợi hại rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn sử dụng sát sinh đại thuật, kim đan trong cơ thể đã được 66 viên, cho dù bây giờ hắn đứng ở đây không động, đám hải thần cũng không thể thương tổn được hắn. Có thể thương tổn được hắn chỉ có một kích vừa rồi của Phượng Hoàng, Lâm Thiên Nam có thể khiến hắn bị thương tới mức này, quả thật rất lợi hại. Vậy sao, vậy tôi xem cậu có thể chống đỡ được bao lâu, quên nói với cậu, trừ phi những người này chết hết, tôi có thể bạo đan với số lượng không hạn chế, 100 viên không giết được cậu. Vậy thì thử 1.000 viên. Lâm Thiên Nam cười nham hiểm. Anh ta vừa dứt lời, những huyết đan biến mất trong khi tự bạo xuất hiện từng viên lại từng viên, nhanh chóng biến thành to như trước. Sắc mặt đám Tần Vô Nhai, Ngũ Lão, Bạch Tử Hàn đều thay đổi. Tuy Lâm Thiên Nam có nhiều kim đan, nhưng chỉ bạo được một vài lần, nếu không giết được Mạc Phàm, vậy người chết sẽ là Lâm Thiên Nam. Hơn nữa theo số lượng kim đan càng ngày càng ít, uy lực của bạo đan sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng tự bạo kim đan lại có thể khôi phục như thường. Chuyện này có vẻ khủng bố rồi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn huyết đan ở xung quanh, khẽ nâng mí mắt rồi nhanh chóng khôi phục như thường. Đây là mục đích anh thi triển huyết liên đại pháp sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Huyết liên đại pháp có thể lấy khí huyết của vật còn sống ở xung quanh, ngưng tụ ra một đóa huyết liên, đây là pháp thuật mà huyết ma thường dùng. Pháp thuật này không những làm suy yếu đối phương, còn có thể tăng, khôi phục thực lực của huyết ma, bản thân huyết liên đã có pháp thuật công kích cường đại, tóm lại là có rất nhiều tác dụng, khiến huyết đan bạo mà không tàn là một trong số đó. Thế nào, có thể khiến cậu hài lòng không? Lâm Thiên Nam thản nhiên nói. Lãng phí. Môi Mạc Phàm khẽ mở, nói. Nếu để hắn dùng huyết liên đại pháp, một kích bạo đan vừa rồi sẽ không chỉ có chút uy lực đó. Vậy sao? Đợi cậu thử bạo 1.000 viên huyết đan rồi nói sau. Trong mắt Lâm Thiên Nam lại lóe lên huyết quang, huyết đan ở xung quanh lại bay về phía Mạc Phàm, số lượng gấp 10 lần trước, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Mạc Phàm không nhiều lời với Lâm Thiên Nam, thân thể hắn nhoáng lên một cái, trực tiếp cách xa 100 mét, đến bên cạnh Lâm Thiên Nam. Hắn vươn một tay ra, đao khí như hoa, đao khí màu vàng dài ra khoảng hơn 10 mét, chém về phía đầu Lâm Thiên Nam. Một kiếm này vừa chém ra, không gian bị bổ ra. Lâm Thiên Nam hơi nhếch miệng, anh ta không chống chọi với Mạc Phàm. Anh ta giơ huyết thần đao trong tay cản, mượn lực của Mạc Phàm lùi về sau, đồng thời đẩy huyết đan bay đi. Tôi trúng một kích bạo đan của anh, vậy anh cũng thử của tôi xem. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong ý niệm của hắn vừa động, 66 hắc cầu ở phía sau đều bay về phía Lâm Thiên Nam. Hửm. Lâm Thiên Nam nhíu mày, trong mắt lóe lên bất ngờ. Anh ta có thể bạo đan vì sau khi anh ta bạo đan vẫn có thể khôi phục, thực ra chỉ tiêu hao lực lượng của những người ở xung quanh. Mạc Phàm cũng bạo đan, anh ta rất tò mò Mạc Phàm dùng thứ gì để bạo. Huyết thần đao trong tay anh ta dừng lùi về sau. 66 hắc cầu lần lượt tới, cùng bùng nổ ra. Bùm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Hắc cầu nổ mạnh sản sinh ra hắc quang bao phủ Lâm Thiên Nam ở bên trong, cũng bùng nổ một cái động đen trong không gian xung quanh. Nhưng hắc quang thu lại, cơ thể Lâm Thiên Nam bị nổ tung, đầu chỉ còn lại một nửa, lộ ra màu đỏ và não trắng bên trong, cơ thể bị nổ tung lộ cả lục phủ ngũ tạng ra bên ngoài, tay cũng bị nổ bay, chỉ còn một chân đứng trong không trung. Nửa người trên và nửa người dưới bị nổ từ giữa, hoàn toàn có thể dùng tứ phân ngũ liệt để hình dung. Dáng vẻ dữ tợn, cho dù là tu sĩ nhìn thấy da đầu cũng run lên, nhất là khi khóe miệng Lâm Thiên Nam còn hơi nhếch lên. Mạc Phàm, cậu đã bạo kim đan rồi, xem ra vẫn không làm được gì tôi, cậu còn gì để nói? Lâm Thiên Nam cười nói. Tiếng cười hung ác nham hiểm, khiến không gian xung quanh run sợ không thôi. Theo tiếng cười này của anh ta, cơ thể nổ tung của anh ta ở xung quanh giống như nước biển rút nhanh chóng hợp lại với cơ thể. Chỉ trong phút chốc, cơ thể anh ta khôi phục như lúc ban đầu, giống như không bị thương chút nào. Anh ta vươn một tay ra, toàn bộ huyết đan ở xung quanh đang bên cạnh Mạc Phàm. Mạc Phàm giống như bị một đám tinh cầu vây quanh, mỗi một viên đều tỏa ra nguy hiểm,
khí tức huyết tinh. Trên mặt mọi người đều trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Kim đan duy nhất của Mạc Phàm bạo hết, tuy quả thật thương tổn đến Lâm Thiên Nam, nhưng cơ thể Lâm Thiên Nam có thể khôi phục như huyết đan của anh ta. Lâm Thiên Nam đã vô địch, không ai có thể ngăn cản anh ta. Đối diện Lâm Thiên Nam, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Huyết thần chi thể sao? Tu luyện huyết thần công, cơ thể có thể thoát thai thành huyết thú, linh hồn biến thành huyết thần tử, cũng có thể là huyết hồn không phân biệt được, tu luyện đến cao thâm có thể tu thành huyết thần chi thể. Huyết thần chi thể có được sức khôi phục rất mạnh, mỗi một chỗ bị hủy đi, cho dù nổ thành mảnh cũng có thể khôi phục đầy đủ. Trừ phi có pháp thuật càng tỉ mỉ hơn, nếu không rất khó giết được người luyện thành huyết thần chi thể, đối phó loại người này biện pháp duy nhất là phong ấn. Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối, vẫn có biện pháp diệt trừ huyết thần chi thể, chỉ là rất ít, còn do một số người nắm trong tay. Không tệ, có phải rất bất ngờ hay không? Lâm Thiên Nam cười nhạt nói. Có một chút, nhưng không nhiều lắm. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Bởi vì ngọn nguồn của huyết ma có đi kèm huyết thú, hắn luôn đợi huyết thú này xuất hiện, muốn diệt cả huyết thú này luôn, không ngờ Lâm Thiên Nam lựa chọn tu luyện huyết thần chi thể. Nếu Lâm Thiên Nam không giết huyết thú đi kèm, giết huyết thần tử của Lâm Thiên Nam cũng vô dụng, không lâu sau Lâm Thiên Nam sẽ lại xuất hiện. Nếu huyết thần tử xuất hiện, lần này không cần đợi nữa. Lâm gia Giang Nam là cậu diệt đúng không? Lâm Thiên Nam cũng không tức giận, hỏi. Vấn đề này không cần phải hỏi, mọi người ở đây đều biết cả, nếu không biết, nói lên Lâm gia quá yếu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lâm gia quá yếu hay không đều không liên quan tới tôi, nếu cậu diệt Lâm gia, hẳn là có một thứ ở trong cơ thể Lâm Khuynh Thiên đang ở trên người cậu. Lâm Thiên Nam hỏi tiếp. Ân tình hắn nợ Lâm gia đã sớm trả xong. Mạc Phàm làm gì Lâm gia anh ta đều không chớp mắt một cái, nhưng thứ kia thì khác. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lộ ra dị sắc. Quả thật trên người Lâm Khuynh Thiên có một thứ như chìa khóa, giống như liên quan tới một bí cảnh nào đó, bởi vì luôn không rảnh, hắn không đi nghiên cứu thứ này. Vì thứ này, hắn còn đưa tới thủ hộ nhất tộc. Nếu Lâm Thiên Nam không nhắc tới thứ này, hắn sẽ quên mất. Anh nói thứ này sao? Mạc Phàm lấy chìa khóa trong nhẫn ra, nói. Không sai, nếu đang ở trên người cậu, vậy cậu có thể đi chết đi, không biết dùng kiếm của cậu giết cậu, sẽ có cảm giác gì. Lâm Thiên Nam liếc mắt nhìn chìa khóa một cái, vươn một tay ra. Trong huyết liên trên bầu trời, xúc tua huyết sắc bọc hồng liên vươn ra, hồng liên rơi vào trong tay anh ta. Kim đan của Mạc Phàm đã bị phế, bây giờ đã như châu chấu sau thu, không nhảy được lâu đâu. Dùng kiếm của Mạc Phàm giết Mạc Phàm, không chuyện gì thú vị hơn chuyện này. Sắc mặt không ít người ở xung quanh trắng bệch. Mạc Phàm vừa chết, bọn họ khó mà thoát được một kiếp. Mọi người đều trông mong nhìn về phía giữa đài chiến đấu, trong mắt đều là tuyệt vọng. Ngay cả Phượng Hoàng cũng lặng lẽ lùi đến bên cạnh đài chiến đấu Bạch Ngọc, đợi đài chiến đấu Bạch Ngọc mở ra, bà ta sẽ lập tức rời đi. Hiện giờ Lâm Thiên Nam quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể rơi vào tay Lâm Thiên Nam. Đối diện Lâm Thiên Nam, Mạc Phàm nhìn Lâm Thiên Nam bước từng bước tới, trên mặt không có chút gợn sóng. Lâm Thiên Nam, anh lấy đâu ra tự tin lớn như vậy, cho rằng anh cầm kiếm của tôi thì có thể giết tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Hửm, vậy cậu để tôi nhìn xem, tôi không giết được cậu thế nào. Lâm Thiên Nam chỉ khẽ nâng mí mắt, không có một chút sợ hãi nói. Ha ha, Mạc Phàm cười khẽ, ý niệm vừa động. Vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công. 66 hắc cầu xuất hiện xung quanh hắn, linh khí dao động ngưng thực chất như cũ, không có một chút suy yếu. Lâm Thiên Nam hơi híp mắt, tươi cười trên mặt anh ta cứng ngắc, bước chân cũng dừng lại. Không phải vừa rồi cậu tự bảo kim đan sao, vì sao vẫn còn? Lâm Thiên Nam cảm thấy khó hiểu nói. Một kích vừa rồi của Mạc Phàm tuyệt đối là công kích cấp bậc bạo đan, không kém lực lượng anh ta nổ tung 100 viên huyết đan. Nhưng Mạc Phàm là một tu sĩ bình thường, sao sau khi bạo kim đan vẫn có thể khôi phục như bình thường? Phải biết rằng tu sĩ ngưng tụ kim đan cần thiên thời địa lợi nhân hòa, một khi nát, gần như khó mà ngưng tụ lại được. Bởi vì đan vỡ, đồng thời đan điền cũng bị phế bỏ. Tôi từng nói tôi ngưng tụ kim đan sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hắn nhìn như có thực lực của kim đan thần cảnh, quả thật bây giờ hắn chỉ có cảnh giới tiên thiên. Bởi vì đến nay hắn còn chưa ngưng tụ ra kim đan,
ngưng tụ trong cơ thể đều là tam nguyên. Nếu bạo kim đan, hắn cũng có thể ngưng tụ lại, nhưng cần tốn chút thời gian. Tam nguyên thì khác, tam nguyên hợp nhất đơn giản hơn kim đan nhiều, cũng dễ khống chế hơn. Cộng thêm cửu chuyển hỗn nguyên công vô cùng bá đạo trong cơ thể hắn, cho dù nát ngưng tụ lại chỉ là một ý niệm trong đầu hắn, đơn giản như hòa thượng niệm kinh. Có ý gì, cậu còn chưa tới thần cảnh sao? Lâm Thiên Nam nhíu mày, bán tín bán nghi nói. Xem như là vậy, nhưng mà tôi nói đối phó anh, thực lực này là đủ rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói. Nhưng hắn vừa nói câu này, trong chớp mắt xung quanh vô cùng hỗn loạn. Mạc Phàm đại chiến tông môn ẩn thế, thần điện và hắc ám giáo đình, thậm chí thần điện và hắc ám giáo đình đều hàng lâm thiên sứ và ác ma. Hiện giờ đám cao thủ này còn vượt qua thần cảnh bán nguyên anh, vẫn bị Mạc Phàm giết 6 người như trước. Một người hung hãn tuyệt thế như vậy, coi thần cảnh như không có gì, thậm chí ngay cả thần cảnh còn chưa tới. Một đám người vội vàng nhìn hắc cầu xung quanh Mạc Phàm, từng đạo cảm ứng được phóng ra. Một lát sau, sắc mặt cả đám đều thay đổi. Sao lại có chuyện này được? Có người nói với vẻ khó mà tin. Nếu không nhìn kỹ hắc cầu xung quanh Mạc Phàm sẽ không nhìn ra, nhìn kỹ mới thấy khác biệt trong đó. Hắc cầu có tổng cộng 3 loại, trong 3 loại này không chỉ lớn nhỏ không đều, đường vân bên trên lại càng khác biệt, bên trên lộ ra 3 loại lực lượng tinh khí thần. Nếu là kim đan mà nói, tất nhiên sau khi tam nguyên hợp nhất sẽ sản sinh ra một lực lượng khác, tên là đan lực. Cho nên quả thật Mạc Phàm chưa phải là cường giả thần cảnh. Trong lúc này, cho dù là người xung quanh, hay là người quan sát bằng các phương thức khác nhau đều khó coi, vẻ mặt khác nhau. Không thể giữ lại người như vậy. Có người nghĩ thầm, một cao thủ tiên thiên đã đáng sợ như vậy, đợi Mạc Phàm tới thần cảnh, vậy chẳng phải càng vô địch. Người như vậy là bảo vật đối với Hoa Hạ, nhưng tuyệt đối là uy hiếp với bọn họ. Có lẽ bây giờ còn có thể diệt trừ, đợi Mạc Phàm cường thịnh hơn một chút, vũ khí mũi nhọn cũng khó mà đối phó được Mạc Phàm. Ngũ lão thì hối hận không thôi, sớm biết Mạc Phàm chỉ ở cảnh giới tiên thiên, cho dù liều mạng dùng vũ khí tiên tiến, liều mạng cũng phải ngăn cản tông môn ẩn thế. Tiểu tử, vậy thì càng không thể để cậu sống, trên mặt Lâm Thiên Nam lộ vẻ nghiêm trọng, trong mắt lóe sáng sắc bén, anh ta nắm chặt huyết thần đao và Hồng Liên nói. Quả thật Mạc Phàm bạo đan không có gì phải sợ, sau khi Mạc Phàm bạo đan mà vẫn có năng lực ngưng tụ, thì phải cẩn thận. Ngoài ra Mạc Phàm chỉ ở cảnh giới tiên thiên, đã có thực lực cỡ này, không thể không cẩn thận. Hai tay anh ta nắm chặt, huyết thần lực trong cơ thể rót vào trong huyết thần đao và Hồng Liên một cách điên cuồng. Dùng kiếm của tôi giết tôi sao, tôi nhớ tôi nói rồi, dùng kiếm của tôi, anh sẽ hối hận. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lâm Thiên Nam một cái, bình tĩnh nói. Hối hận hay không phải thử mới biết. Lâm Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, dưới chân vừa động. Trên người chớp lóe huyết quang, liền đến bên cạnh Mạc Phàm. Huyết quang trên Hồng Liên và huyết thần đao đại phóng, đao khí huyết sắc dài 10 trượng và kiếm khí dài ra, chém về phía Mạc Phàm. Dưới đao phong cuồng liệt và kiếm khí sắc bén, huyết thần đao và Hồng Liên còn chưa tới, không gian đã tự động nứt ra hai khe hở lớn nhỏ không đồng đều. Hắc cầu ở phía sau Mạc Phàm có thể khôi phục thì thế nào, chỉ cần hủy cơ thể của Mạc Phàm. Cơ thể Mạc Phàm còn có thể khôi phục hoàn toàn như huyết thần chi thể của anh ta sao? Cho dù Mạc Phàm đã tu thành thần thể, cũng chỉ có mức hạn, chỉ có cơ thể mạnh hơn thể tu bình thường, không phải không thể phá hủy. Dưới đao phong kiếm khí, Mạc Phàm làm như không nhìn thấy một đao một kiếm của Lâm Thiên Nam, không chỉ không ra tay ngăn cản, thậm chí còn không cử động. Xung quanh, mắt không ít người mở to, vẻ mặt mờ mịt. Mạc Phàm đang làm gì thế? Cho dù sau khi Mạc Phàm tự bạo tam nguyên đều có thể khôi phục, nhưng lấy lực tiên thiên chi cảnh đè cao thủ thần cảnh, thì không thể đủ, vậy mà không tránh một kích này của Lâm Thiên Nam. Lâm Thiên Nam vốn nhíu mày, sau đó trong mắt hiện lên sắc bén. Rõ ràng là Mạc Phàm đang coi thường anh ta thật sự muốn xem kiếm này của Mạc Phàm thần kỳ chỗ nào, vậy mà khiến Mạc Phàm có lá gan lớn như vậy, không thèm để ý một kích này của anh ta. Cánh tay anh ta hạ xuống. Đao kiếm nhanh chóng chém về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Nhưng ngay lúc đao phong thổi tóc dài của Mạc Phàm thành hai, khi muốn chém lên ra đầu Mạc Phàm. Keng, âm thanh kim thạch chạm vào nhau vang lên, mọi người sửng sốt. Chỉ thấy Hồng Liên trong tay Lâm Thiên Nam vốn đang chém về phía Mạc Phàm, lại chắn trước huyết thần đao.
Không chỉ như vậy, chuôi kiếm còn đang ở trong tay Lâm Thiên Nam. Chuyện này, mắt không ít người mở to, mãi mà không nói nên lời. Linh tính của pháp bảo cường thịnh mấy cũng chỉ là đồ vật, rời khỏi người pháp bảo sẽ làm việc có hạn. Lâm Thiên Nam là cao thủ cấp bậc thần cảnh, thậm chí là vượt qua thần cảnh, là cao thủ cấp bậc nguyên anh. Cho dù pháp bảo của Mạc Phàm nặng 10 vạn cân, cũng không thoát được tay Lâm Thiên Nam. Nhưng sự thực là pháp bảo này thoát khỏi khống chế của Lâm Thiên Nam, hay là nói Lâm Thiên Nam không khống chế được pháp bảo này. Đây thật sự là pháp bảo sao? Lâm Thiên Nam khiếp sợ, đồng thời nhíu mày càng chặt hơn. Những người khác chỉ thấy thanh kiếm này chặn huyết thần đao của anh ta, nhưng anh ta biết rất rõ, cái tay cầm kiếm của anh ta bây giờ đang bị thanh kiếm của Mạc Phàm hút chặt. Hơn nữa thanh kiếm này còn đang không ngừng hấp thu huyết thần lực trên tay anh ta, giống như không có điểm dừng. Bây giờ anh biết rồi chứ, đồ của người khác thì đừng lấy bừa. Đôi mắt Mạc Phàm trong veo mà lạnh lùng, thản nhiên nói. Phẩm cấp của Hồng Liên trên hắn dự đoán rất nhiều, tuy hắn là chủ nhân của Hồng Liên, nhưng bây giờ không thể phát huy ra uy lực của nó. Nếu không cho dù là đám Phượng Hoàng hay Lâm Thiên Nam, hắn đều không thể ngàn dặm tới địch, một kiếm chạm. Một thanh kiếm như vậy, Lâm Thiên Nam có thể khống chế tùy thích được sao? Sở dĩ Hồng Liên không phản kháng, đó là vì Hồng Liên nhìn trúng huyết thần lực trên người Lâm Thiên Nam, Lâm Thiên Nam có thể dùng Hồng Liên chém những người khác. Nhưng Lâm Thiên Nam tấn công hắn thì khác, bởi vì hắn là chủ nhân của Hồng Liên. Khi nói chuyện một tay hắn vươn ra, văn tự bằng chữ phạn xuất hiện trên tay hắn, Phật lực hùng hậu xuất hiện, ấn về phía ngực Lâm Thiên Nam. Lâm Thiên Nam hơi híp mắt. Trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Anh ta cầm lấy huyết thần đao không chém về phía Mạc Phàm nữa, trái lại chém một đao về phía cánh tay cầm Hồng Liên của anh ta. Phập, nửa cánh tay bị chém đứt. Cánh tay bị chặt đứt, trên người anh ta chớp lóe huyết quang, vội vàng lùi về sau, đôi mắt tràn đầy dữ dằn nhìn chằm chằm kiếm trong tay Mạc Phàm như hổ rình mồi. Anh ta thật sự không sợ một chưởng của Mạc Phàm, anh ta có huyết thần chi thể ở đây, cho dù Mạc Phàm đánh nát mấy trăm lần. Cơ thể của anh ta cũng có thể khôi phục lại, chuyện này không có ý nghĩa đối với anh ta. Nhưng thanh kiếm kia của Mạc Phàm thì khác, anh ta có cảm giác nếu không chém đứt cánh tay mình, có khả năng anh ta sẽ bị thanh kiếm này hấp thu toàn bộ. Trên người anh ta sáng lên hồng quang, chỉ trong phút chốc chỗ cánh tay bị chém đứt, một cánh tay mới nhanh chóng giải ra. Cái tay đứt bị Hồng Liên hấp thu không còn lại gì. Hồng Liên giống như tinh linh ăn no, trôi nổi xung quanh Mạc Phàm. Thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu ong ong, giống như đang nói chuyện với Mạc Phàm. Đi đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nói với Hồng Liên. Hồng Liên chỉ về phía Lâm Thiên Nam cách đó không xa, do dự một lát, lúc này mới bay về phía huyết liên trên bầu trời. Chỉ trong chớp mắt liền biến mất trong huyết liên. Hồng Liên vừa biến mất vào trong huyết liên, trên người mọi người ở xung quanh buông lỏng, huyết tuyến nối mọi người với huyết liên biến mất. Đồng thời hoa sen máu nhanh chóng nhỏ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phía dưới huyết liên, Lâm Thiên Nam nhíu mày, rất nhanh liền khôi phục như thường, tham lam xuất hiện trong mắt anh ta. Mạc Phàm, vận khí của cậu thật sự rất tốt, tìm được một thanh kiếm tốt như vậy. Lâm Thiên Nam cũng không che giấu, nói với vẻ hâm mộ. Tuy anh ta bị chém một tay, nhưng ít nhất cũng biết được phẩm cấp của Hồng Liên, không tính là đáng tiếc. Nếu không có khả năng anh ta đã bỏ lỡ dịp tốt với thanh kiếm tuyệt thế như vậy. Tìm được sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Nếu Hồng Liên do hắn tìm được, vậy vận khí của hắn đúng là cực kỳ tốt. Nhưng mà hôm nay thanh kiếm này sẽ là của tôi. Lâm Thiên Nam nói với vẻ vô cùng tự tin. Không có huyết liên trên bầu trời, lực lượng của hắn yếu đi một chút, nhưng chỉ giới hạn ở việc hắn không thể không hạn chế bạo đan, huyết thần chi thể của anh ta vẫn còn đó. Trên người Mạc Phàm ngoại trừ thanh kiếm có thể thương tổn đến huyết thần chi thể của anh ta ra, những công kích khác đều không có ý nghĩa. Cho dù là Hồng Liên, hẳn là Mạc Phàm không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nếu không có khả năng anh ta đã chết rồi. Như vậy người chết vẫn là Mạc Phàm. Mạc Phàm chết, pháp bảo tuyệt thế này sẽ là của anh ta. Ý niệm của anh ta vừa động, tất cả huyết đan trong không khí thay đổi, từ hình viên cầu biến thành một thanh phi kiếm. Đi! Anh ta chỉ về phía Mạc Phàm. Phi kiếm huyết sắc vốn lùi về phía sau, sau đó toàn bộ lóe sáng hồng quang đâm về phía Mạc Phàm. Trong kim quang, một đám chữ vạn bay ra, lan tràn ra xung quanh theo kim quang.
Rõ ràng Mạc Phàm mặc trường bào nho sinh, ở trong kim quang này lại giống như một cao tăng, toàn thân tỏa ra khí tức trang nghiêm, vĩ đại, hiền hòa. Những huyết đan biến thành kiếm của Lâm Thiên Nam gặp những kim quang này, giống như bươm bướm gặp phải hỏa diễm, chỉ trong chớp mắt đã thành tro tàn. Chỉ trong phút chốc, trên trăm huyết đan bị đốt. Không chỉ như vậy, trên người Lâm Thiên Nam cũng tỏa ra khói đen. Vẻ mặt Lâm Thiên Nam ngẩn ra, sắc mặt thay đổi vội vàng lùi về sau. Những huyết đan kia như chim nhỏ về rừng, toàn bộ lùi vào trong cơ thể anh ta. Đây là cái gì? Lâm Thiên Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, vô cùng khiếp sợ nói. Trên người Mạc Phàm đúng là công pháp Phật môn không thể nghi ngờ, nhưng anh ta từng thử dùng huyết thần công chống lại công pháp Phật môn. Công pháp Phật môn vốn không có tác dụng gì với huyết thần công của anh ta. Anh ta tìm tới Lão Hòa Thượng là chủ trì trong kim cương tự của tông môn ẩn thế, đã tu thành La Hán Kim Thân và Pháp Tướng của Bồ Tát, tu vi không kém Tần Vô Nhai bao nhiêu. Phật lực của Lão Hòa Thượng này chỉ chống cự lâu hơn những người khác một lát, đã bị huyết độc của anh ta xâm nhiễm, thành huyết nô của anh ta. Vậy mà Phật quang này của Mạc Phàm tổn thương anh ta lớn như vậy, đáng sợ hơn thanh kiếm kia nhiều. Cái này sao? Mạc Phàm nhìn kim quang quanh hắn, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Nể mặt anh có thể chống đỡ đến cuối cùng, cho anh chết rõ ràng, công pháp này tên là Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh, là một trong số những công pháp không nhiều có thể diệt huyết tổ là ai tôi cần giải thích với anh không? Mạc Phàm hỏi. Không có nhiều công pháp đối phó được huyết thần chi thể, nhưng không có nghĩa là không có, Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh là một trong số đó. Nếu không có Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh, có khả năng huyết tổ không ngã xuống dễ dàng như vậy. Ngay cả huyết tổ đều có thể diệt, một người tu luyện huyết thần công như Lâm Thiên Nam, có thể thoát được sao? Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh. Lâm Thiên Nam nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Tất nhiên anh ta có biết huyết tổ, trên truyền thừa anh ta đạt được có nhắc tới huyết tổ, chính là huyết tu tổ, lúc hưng thịnh là tu sĩ cường đại thống nhất vạn giới. Vô số người nghe thấy tên mà sắc mặt thay đổi, cho dù là tu sĩ hiện giờ nhắc tới huyết tổ cũng câm như hến, vậy mà công pháp của Mạc Phàm có thể diệt huyết tổ. Chỉ trong chớp mắt sắc mặt Lâm Thiên Nam khó coi, âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Mạc Phàm, tôi thật sự xem thường cậu rồi, lúc trước hẳn là cậu không dùng được công pháp này đúng không? Trong mắt Lâm Thiên Nam lóe sáng ánh sáng lạnh, trầm giọng hỏi. Nếu Mạc Phàm có thể sử dụng Phật quang này, hẳn là đã sớm sử dụng. Sẽ không thăm dò như vậy, thậm chí còn trúng một kích của anh ta. Chuyện này anh biết hay không đều không có ý nghĩa. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, không có ý giải thích. Lâm Thiên Nam nói không sai, quả thật lúc trước hắn không dùng được. Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh là sau khi hắn giải trừ huyết độc ở Kiêu Long thì bắt đầu tu luyện, nhưng yêu cầu của Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh rất cao, tâm kinh và tu vi thiếu một chút đều không được. Lúc hắn gặp Trương Siêu chỉ có thể sử dụng một phần rất ít, sau khi hắn ngưng tụ 66 viên chân nguyên, lực lượng hắn có thể sử dụng vẫn chưa đủ thương tổn được huyết thần chi thể của Lâm Thiên Nam. Nhưng mà vừa rồi, lần này hắn lĩnh ngộ Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh đệ nhị trọng, lúc này mới có thể đủ sử dụng Phật quang phổ chiếu vừa rồi. Được lắm, xem ra công pháp này chỉ có mình cậu có thể sử dụng, quyết đấu hôm nay cậu thắng, sau này chúng ta còn gặp lại. Lâm Thiên Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trên người chớp lóe hồng quang, sau đó bay về phía sau. Anh ta có cảm giác, kim quang trên người Mạc Phàm có thể giết chết anh ta. Lúc này lại cố chống chọi với Mạc Phàm, thật sự sẽ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Còn nữa, chìa khóa kia để trên người cậu một khoảng thời gian, đến lúc đó cậu sẽ tự mình đưa tới cho tôi. Lâm Thiên Nam lùi đến bên cạnh đài chiến đấu Bạch Ngọc, cười âm hiểm nói. Anh ta không cần phải liều mạng với Mạc Phàm, muốn diệt Mạc Phàm, những phương pháp khác là đủ. Nói xong bóng dáng anh ta nhoáng lên một cái, trực tiếp ra khỏi đài chiến đấu Bạch Ngọc. Sinh tử chú xuất hiện trên người hải thần lúc trước lóe lên vài cái trên người anh ta, liền biến mất không thấy, không thể làm gì được anh ta. Vẻ mặt không ít người ở xung quanh sửng sốt. Lâm Thiên Nam thân là cao thủ tuyệt thế chịu thua thì không nói, vậy mà còn bỏ chạy như vậy. Anh ta là nguyên nhân của huyết độc, để anh ta chạy thoát, chỉ sợ trên cả địa cầu đều nguy hiểm rồi. Tần Vô Nhai và Hội Ngũ Lão chỉ nhíu mày, một đám người bày pháp khí phóng khí tức trên người ra, đuổi theo Lâm Thiên Nam. Trước đây Lâm Thiên Nam lén lút truyền bá huyết độc, hiện giờ thân phận của anh ta đã bị bại lộ, không cần thiết phải che giấu nữa,
như vậy chắc chắn Lâm Thiên Nam sẽ phóng thích huyết độc. Cho dù Lâm Thiên Nam không phải đối thủ của Mạc Phàm, không lâu sau địa cầu sẽ thành thiên hạ của huyết ma. Dù sao Mạc Phàm chỉ có một mình, hẳn là Mạc Phàm không đến mức một kiếm diệt toàn cầu. Mà Lâm Thiên Nam chạy đi thì như ném một giọt nước vào trong biển rộng, tuyệt đối không dễ tìm như vậy. Lâm Thiên Nam liếc mắt nhìn đám Tần Vô Nhai một cái, khóe miệng hơi nhếch lên. Đài sinh tử không thể làm gì tôi, mấy lão già các ông có thể làm gì tôi. Nếu là anh ta chưa tu luyện huyết thần công lúc trước, anh ta gặp bất luận một ai trong đám Tần Vô Nhai, có khả năng đều phải nhượng bộ lui binh. Bây giờ sao? Huyết thần đao trong tay anh ta dài ra, ánh đao huyết sắc hơn 10 trượng nổi lên cuồng phong cuồn cuộn, chém thẳng về phía đám Tần Vô Nhai. Đám Tần Vô Nhai nhíu mày, ánh đao kiếm khí tung hoành bốn phía, nghênh đón một đao này của Lâm Thiên Nam. Bùm, một tiếng thật lớn, ánh đao kiếm khí của đám Tần Vô Nhai bị đao của Lâm Thiên Nam phá. Huyết thần đao xuyên qua người đám Tần Vô Nhai. Phốc, không thấy trên người đám Tần Vô Nhai xuất hiện vết thương, huyết dịch phun từ miệng bọn họ ra. Đồng thời một ấn ký tiểu đao huyết sắc xuất hiện giữa lông mày đám Tần Vô Nhai. Mấy người đã trúng huyết thần đao của tôi, hình như Mạc Phàm có thể phá giải, nhưng mấy người đã đoạn tuyệt với cậu ta có giải giúp mấy người hay không thì tôi không biết. Nếu cậu ta không chịu, mấy người có thể tới tìm tôi, làm thuộc hạ của tôi cũng không tệ. Lâm Thiên Nam cười đắc ý nói. Lâm Thiên Nam, cậu. Sắc mặt Tần Vô Nhai khó coi, ôm ngực nói. Mấy người trúng huyết độc của tôi, không biết tông môn ẩn thế sẽ đối phó mấy người thế nào, còn có ngũ lão nữa, mấy người muốn tự sát không, nếu bị tôi khống chế, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu, khà khà, nếu không muốn tự sát, hoan nghênh tới tìm tôi. Lâm Thiên Nam cười nói. Lâm Thiên Nam, cho dù lão phu chết cũng không thành huyết nô của cậu. Sắc mặt Hiên Viên Vô Kỳ rất khó coi, lạnh lùng nói. Ngũ lão không hổ là ngũ lão, vậy tôi đợi mấy người tự sát, tôi cáo từ trước. Trên người Lâm Thiên Nam tỏa ra huyết quang, muốn rời đi. Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng truyền từ sau lưng anh ta tới. Anh cảm thấy đóa liên hoa của tôi ở trong không trung chỉ để trang trí sao, Lâm Thiên Nam. Lâm Thiên Nam nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tươi cười trên mặt anh ta cũng lập tức cứng đờ. Liên hỏa lam văn kim sắc vốn trôi nổi trên không đài chiến đấu bạch ngọc, không biết xuất hiện trên không chỗ đỉnh đầu anh ta từ lúc nào. Trong liên hỏa lam văn kim sắc có một đạo kim quang chiếu ra, chiếu lên đầu anh ta. Tất nhiên anh ta vẫn luôn để ý tới đóa liên hoa này, anh ta ngưng tụ huyết liên chính là vì đối phó đóa liên hoa hỏa diễm. Nhưng Mạc Phàm vẫn không sử dụng đóa liên hoa này đối phó anh ta. Anh ta cho rằng đóa liên hoa sử dụng vì uy hiếp Phượng Hoàng, lúc này mới không chú ý nữa. Ai biết lúc này đóa liên hoa lại động rồi. Không đợi anh ta có động tác, bùm một tiếng, hỏa diễm lam văn kim sắc giấy lên. Những hỏa diễm này cũng có trên người anh ta, không làm cháy quần áo, cũng không đốt hủy cơ thể, trực tiếp biến mất vào trong cơ thể anh ta. Ngay sau đó Lâm Thiên Nam như thấy được chuyện vô cùng khủng bố, trên mặt hiện lên sợ hãi. Không. Sao? Anh ta thét lên giận dữ, nhưng mới mở miệng, hỏa diễm lam văn kim sắc phun từ trong miệng anh ta ra, khiến anh ta không thể phát ra âm thanh. Những hỏa diễm này vừa phun ra, lại bị Lâm Thiên Nam đè ép trở về. Càng ngày càng có nhiều hỏa diễm xuất hiện trên người Lâm Thiên Nam, biến mất vào trong cơ thể anh ta, tỷ lệ hỏa diễm phun từ trong tai mắt mũi miệng Lâm Thiên Nam ra càng lúc càng lớn, khuôn mặt Lâm Thiên Nam cũng càng ngày càng dữ tợn hơn. Mạc Phàm. Đây là thứ quỷ gì thế, cậu dám dùng lên trên người tôi phải giết cả nhà cậu. Lâm Thiên Nam vừa đè hỏa diễm trong cơ thể, vừa nguyền rủa Mạc Phàm. Không biết sao hỏa diễm của Mạc Phàm lại thế này, lại có thể gợi lên tà ác trong lòng anh ta, những tà ác này vừa xuất hiện trong đầu óc anh ta, mỗi chỗ trong cơ thể anh ta sẽ dấy lên hỏa diễm lam văn kim sắc. Hơn nữa đóa hỏa liên này hủy không được cũng trốn không được, theo anh ta như hình với bóng. Không ngừng dấy lên hỏa diễm trên cơ thể anh ta. Dù anh ta có huyết thần chi thể, cũng không chịu được loại hành hạ này. Đây là đặc biệt chuẩn bị cho anh muốn giết người nhà tôi, hẳn là không có khả năng rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh cần đến tầng thứ hai, hắn mới có thể giết Lâm Thiên Nam. Có đến tầng hai hay không, hắn cũng không biết, tất nhiên hắn sẽ không gửi gắm hết hy vọng vào tham ngộ đến tầng thứ hai.
Liên hỏa này mới là thứ chân chính hắn dùng để diệt Lâm Thiên Nam, liên hoa này là tam muội chân hỏa thì không nói, chỉ cần trong lòng có tham sân si đều bị đốt cháy. Ngoài ra liên hoa này còn dung hợp hồng liên nghiệp hỏa của hắn, toàn bộ tội nghiệt đều không thể che giấu dưới liên hỏa. Sau khi dung hợp tuy hỏa diễm có đủ đặc tính của hai loại hỏa diễm, nhưng đối phó với huyết thần chi thể vẫn hơi khó khăn. Sở dĩ hắn để hỏa liên xuất hiện, không phải dùng để đối phó Phượng Hoàng. Đối phó Phượng Hoàng, hắn dựa vào tu vi là được, hắn phóng hỏa liên ra chỉ vì luyện hỏa. Luyện hỏa tên cũng như nghĩa là luyện hỏa diễm, giống như luyện binh khí. Kim khí trải qua luyện chế có thể lấy một địch trăm, hỏa diễm cũng như vậy. Hắn phóng hỏa liên ra, chính là vì luyện chế hỏa diễm có thể giết chết Lâm Thiên Nam. Đừng nói là Lâm Thiên Nam trốn khỏi đài sinh tử, cho dù Lâm Thiên Nam chạy trốn tới chân trời góc bể, một khi hỏa diễm này luyện thành cũng sẽ lấy Lâm Thiên Nam làm mục tiêu, không đốt cháy Lâm Thiên Nam sẽ không dừng lại. Mạc Phàm, cậu nhất định phải giết tôi sao? Lâm Thiên Nam nhíu mày, trong mắt lóe lên hung quang, hỏi. Hỏa diễm này sẽ không lập tức đốt cháy anh ta, nhưng càng đáng sợ hơn chết cháy. Anh có lý do tôi không thể giết anh sao? Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi. Có, là chiếc chìa khóa kia. Lâm Thiên Nam do dự một lát, vẫn quyết định nói ra. Mạc Phàm nhíu mày, nhìn thoáng qua chìa khóa trong tay. Chắc là chìa khóa này dùng để mở một bí cảnh nào đó, cụ thể là bí cảnh gì hắn cũng không biết. Tuy Lâm Thiên Nam còn chưa kết thành huyết anh, nhưng thực lực đã gần nguyên anh kỳ rồi. Nơi ngay cả Lâm Thiên Nam đều động tâm, phần lớn không phải bí cảnh bình thường. Chìa khóa này có thể mở được nơi này. Mạc Phàm hỏi. Bí cảnh này là nơi thông tới phong thiên chi địa. Lâm Thiên Nam cũng không giấu giếm, nói thẳng. Nếu hỏa diễm của Mạc Phàm không tắt, khả năng anh ta bị chết cháy rất cao, chẳng bằng cùng chung bí mật này với Mạc Phàm, có khả năng còn sống sót. Phong thiên chi địa. Lâm Thiên Nam vừa nhắc tới bốn chữ này, không ít người mờ mịt, hoàn toàn chưa từng nghe nói tới bốn chữ này, chỉ có sắc mặt đám Tần Vô Nhai và hội ngũ lão đột nhiên thay đổi. Đó là nơi nào? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn Lâm Thiên Nam hỏi. Chuyện này sao? Lâm Thiên Nam thấy hấp dẫn được chú ý của Mạc Phàm, hơi thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ linh khí trên địa cầu loãng như vậy, thứ nhất là vì tiêu hao nhiều năm. Thứ hai là vì một số người tham lam tụ lại và hủy hoại. Linh khí hoa hạ loãng còn có một nguyên nhân khác, có người phong thiên. Tuy hiện giờ linh khí ở hoa hạ là từ linh mạch lắng đọng lại dưới nền đất, nhưng ngọn nguồn là thiên ngoại thiên. Có người vì phòng ngừa linh khí nồng đậm sẽ tạo ra rất nhiều tu sĩ cường đại không tiện quản lý, cho nên đã tiến hành nghi thức phong thiên. Phong thiên lần đầu tiên là hoàng đế Hiên Viên Thị, sau khi ông ta đánh bại Sivu. Liền tiến hành phong thiên lần đầu tiên. Từ đó về sau, hoa hạ hiếm có đại năng thượng cổ có thể phiên sơn đảo hải. Phong thiên lần hai là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, sau khi ông ta thống nhất Cửu Châu, tiến hành phong thiên lần hai. Sau đó ngoại trừ Hạng Vũ có chút năng lực ra, thì không còn ai có năng lực như vậy. Lần thứ ba là mấy trăm năm trước, một vị cao nhân Lâm gia trong tông môn ẩn thế tiến hành phong thiên lần cuối cùng, lần này dẫn tới linh khí ở hoa hạ khô kiệt. Hạng Vũ muốn tiến vào thần cảnh cũng khó như lên trời, nguyên anh sau thần cảnh thì càng đừng nghĩ. Cao nhân Lâm gia này là tổ tiên của Lâm Khuynh Thiên, vì cao nhân này qua đời, Lâm gia nhanh chóng xuống dốc, không thể không rời khỏi tông môn ẩn thế, ngụ ở Giang Nam Hoa Hạ. Chìa khóa kia là mấu chốt tiến vào phong thiên chi địa, chỉ dựa vào chìa khóa này mới tiến vào đó được. Một khi tiến vào phong thiên chi địa, không chỉ có tích lũy linh khí ngàn năm, còn có vô số thiên tài địa bảo. Trừ chuyện đó ra, nơi này còn là số mệnh của hoa hạ, chỉ cần đến nơi đó, cậu không những có được cơ duyên khiến Mạc gia ngàn năm không suy, còn có thể tăng thực lực tới thần cảnh, ở trên địa cầu này, ngoại trừ nơi đó ra hẳn là không còn nơi có thể khiến cậu ngưng đan rồi. Lâm Thiên Nam cười nói, ngưng đan như khởi động máy móc, thể tích máy móc càng lớn, khởi động càng khó khăn. Mạc Phàm ở cảnh giới tiên thiên đã có thực lực mạnh như vậy, chắc chắn muốn ngưng đan cũng không được. Chỉ có phong thiên chi địa mới được. Mạc Phàm, đừng nghe lời cậu ta, nơi đó không thể mở dễ dàng. Phương Hạo Thiên cau mày khuyên. Phong thiên chi địa không chỉ phòng ngừa cao thủ không nghe quản giáo xuất hiện, càng vì nguồn gốc xa xưa của hoa hạ, nếu không một khi dùng hết linh khí, hoa hạ sẽ trở thành hoang mạc. Mạc Phàm, cậu cảm thấy thế nào, chuyện này có thể khiến cậu không giết tôi không?
Lâm Thiên Nam nhìn Mạc Phàm hỏi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Quả thật nơi này không tệ. Mạc Phàm nhìn chìa khóa trong tay, nói. Giết Lâm Thiên Nam, chân nguyên trong cơ thể hắn mới tới cực sổ, bước tiếp theo là ngưng tụ cửu chuyển kim đan. Ngưng tụ kim đan cần bao nhiêu linh khí hắn không biết, nhưng ở địa cầu, hẳn là không có nơi có thể chống đỡ để hắn ngưng đan. Cho dù là ở tu chân giới, cũng phải tìm vật phẩm hay động thiên phúc địa cực phẩm mới được. Dù sao hắn muốn ngưng tụ cửu chuyển kim đan, lúc hắn nhất nguyên cửu phân, đã dùng hết linh khí trong ngọn núi ở Bồng Lai Tiên Đảo, lần này sẽ càng nhiều hơn. Nói không chừng phong thiên chi địa này có thể ngưng tụ cửu chuyển kim đan, khi hắn tới tu chân giới mới có năng lực tự bảo vệ mình. Mạc Phàm vừa nói những lời này, Lâm Thiên Nam nhíu mày, sắc mặt đám Tần Vô Nhai khó coi. Mạc Phàm, không thể đi vào nơi đó, nếu không đừng trách hội ngũ lão chúng tôi không khách sáo với cậu, nhất là cùng đi vào với Lâm Thiên Nam. Hiên Viên Vô Kỳ lạnh lùng nói. Mạc Phàm cùng tiến vào phong thiên chi địa với người như Lâm Thiên Nam, tuy còn chưa tới mức lấy hết linh khí bên trong, nhưng sẽ khiến Hoa Hạ thiếu thốn linh khí trầm trọng mấy chục năm, do đó sản sinh ra thiên tai địa nan vô cùng nghiêm trọng. Hiên Viên Lão Gia Tử. Tôi nhớ hội ngũ lão các ông đã lựa chọn đứng bên phía tông môn ẩn thế, chuẩn bị trơ mắt nhìn Mạc Phàm bị giết, các ông đã không khách sáo với Mạc gia, còn muốn không khách sáo thế nào nữa? Lâm Thiên Nam mỉm cười nói. Lâm Thiên Nam, cậu! Hiên Viên Vô Kỳ nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp, lập tức không biết phải nói gì. Không phản đối nữa à, Hiên Viên Lão Gia Tử? Lâm Thiên Nam hơi nhếch miệng, nói. Chúng tôi đứng về phía tông môn ẩn thế. Nhưng chúng tôi vẫn bảo vệ người Mạc gia. Không đợi Hiên Viên Vô Kỳ mở miệng, Âu Dương Phi Long chen miệng nói. Bảo vệ Mạc gia cần các ông bảo vệ à, tôi thấy các ông đang chờ đợi, một khi Mạc Phàm thua sẽ ra tay giết, nếu Mạc Phàm thắng còn có chút đường sống quanh co, dùng thủ đoạn như vậy ở trước mặt tôi và Mạc Phàm, có tác dụng sao? Lâm Thiên Nam cười khinh thường, nói. Lâm Thiên Nam, đây là thủ đoạn cậu quen dùng đúng không? Phương Hạo Thiên lạnh lùng nói. Có lẽ Mạc Phàm không biết Lâm Thiên Nam, nhưng bọn họ hiểu rất rõ về anh ta. Tuy Lâm Thiên Nam là cao thủ số một Hoa Hạ, nhưng chuyện am hiểu nhất là đứng nhìn đợi thời cơ và suy tính, còn là người có được giãn được, điều kiện bên nào có lợi nhất với anh ta sẽ lựa chọn bên đó. Mạc Phàm, chỉ cần cậu thả tôi có thể thề với huyết tổ không tiến vào Hoa Hạ, còn có thể dẫn cậu tiến vào phong thiên chi địa. Lâm Thiên Nam không để ý tới Phương Hạo Thiên, nói tiếp. Thề với huyết tổ sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Không sai. Lâm Thiên Nam nói. Huyết tổ tự mình đưa ra lời thề, khế ước, tam cương ngũ thường và một số quy tắc đều không lọt vào mắt ông ta. Anh thề với ông ta, cho dù vi phạm, ông ta sẽ trừng phạt sao? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Yêu cầu của huyết tổ đối với thuộc hạ là, chỉ cần không làm trái, phản bội. Phản phệ ông ta sẽ không trừng phạt thuộc hạ, trừ phi lúc nguy hiểm cần lấy thuộc hạ giúp ông ta thoát thân, ông ta mới không do dự giết thuộc hạ của mình. Lâm Thiên Nam thề với huyết tổ, xem hắn là đứa bé 3 tuổi à. Ở tu chân giới, đứa bé 3 tuổi nói dối đều thề với huyết tổ, còn nữa, nếu chìa khóa này ở trong tay tôi, vì sao tôi phải dẫn anh tiến vào phong thiên chi địa? Mạc Phàm lại nói tiếp. Vẻ mặt Lâm Thiên Nam ngẩn ra, sắc mặt lập tức khó coi. Mạc Phàm, cậu không biết phong thiên chi địa ở đâu, cho dù cậu tìm được, không? Huyết mạch Lâm ra sao? Không đợi Lâm Thiên Nam nói xong, Mạc Phàm lại hỏi. Sau khi chìa khóa này rơi vào tay hắn, khí linh từng nói cần huyết mạch Lâm ra. Mạc Phàm, sao cậu biết? Lâm Thiên Nam không biết nên nói gì, trong mắt hiện lên sợ hãi tử vong. Phần lớn là Mạc Phàm không muốn vòng qua anh ta, lần này anh ta gặp phiền phức rồi. Chuyện tiến vào bí cảnh cần huyết mạch Lâm gia không là vấn đề với tôi, vấn đề duy nhất là tôi muốn đi vào phong thiên chi địa, cần tam nguyên trong cơ thể đạt tới số lượng tận cùng, giết anh là đủ, không giết anh, tạm thời nơi đó vẫn không có tác dụng gì với tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nói xong văn tự của yêu tộc cổ lại sáng lên trên người hắn, bao phủ ở không gian xung quanh. Mạc Phàm, cậu đừng giết tôi có thể giúp cậu tìm người để cậu tăng số lượng tới cực hạn. Cậu có thể giết bọn họ để tăng cấp. Lâm Thiên Nam cuống quýt nói. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt,
liếc mắt nhìn Lâm Thiên Nam một cái, sắc bén lóe lên trong mắt hắn. Tôi chỉ giết người nên giết, anh hẳn là người nên giết nhất ở đây rồi. Hắn vừa nói những lời này, bỗng nhiên liên hoa lam văn kim sắc trên bầu trời sáng lên, một đài sen xuất hiện dưới chân Lâm Thiên Nam. Liên hoa, cột sáng và đài sen hình thành một thứ gì đó như hộp chứa, hóa diễm giấy lên từ trong, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ nửa người Lâm Thiên Nam. Lâm Thiên Nam nhíu chặt mày, trên cơ thể xuất hiện hồng quang, muốn chạy thoát khỏi bên trong, nhưng thử vài lần đều không có tác dụng. Anh ta chém huyết thần đao lên cột sáng như tường đồng vách sắt, không nhúc nhích chút nào. Anh ta dùng liên tục nhiều loại phương pháp, không chỉ không có tác dụng, trái lại hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Thấy hỏa diễm sắp nuốt hết anh ta, dữ dằn xuất hiện trong đôi mắt anh ta. Mạc Phàm, đây là cậu ép tôi. Hả? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, đáp. Trong mắt Lâm Thiên Nam lóe sáng điên cuồng, cười hung ác nham hiểm. Một tay anh ta sắp bị hỏa diễm bao phủ vươn ra, ngón tay khẽ búng. Một quang điểm màu đỏ bay từ đầu ngón tay anh ta ra, quang điểm lên giữa tới không trung thì mở ra, biến thành một bản đồ phản chiếu toàn bộ thông tin, trôi nổi giữa không trung. Giữa bản đồ là một ngọn núi cao, trên đó có điểm đỏ không ngừng lóe lên, điểm đánh dấu là nơi này. Nhìn thấy bản đồ này, sắc mặt Tần Vô Nhai và Ngũ Lão thay đổi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lâm Thiên Nam, cậu dám, Mạc Phàm mau giết cậu ta. Bây giờ giết tôi cũng muộn rồi. Lâm Thiên Nam cười gằn nói. Tuy hỏa diễm của Mạc Phàm có thể giết anh ta, nhưng hiệu quả không tốt như Phật Quang kia, cho dù là Phật Quang của Mạc Phàm anh ta cũng chống đỡ được một lát, đủ để anh ta làm xong một chuyện. Anh ta cười âm hiểm lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái. Sau đó rời mắt nhìn người ở xung quanh. Phong thiên chi địa của Hoa Hạ ở đây, có chìa khóa trong tay Mạc Phàm thì có thể tiến vào, Phàm là người tiến vào, không những nắm giữ được huyết mạch Hoa Hạ, còn có thể đột phá tới thần cảnh, ai muốn thì đi tìm đi. Lâm Thiên Nam cao giọng nói, nếu Mạc Phàm không chịu tha cho anh ta, cho dù anh ta chết cũng không thể để Mạc Phàm dễ chịu. Không chỉ có Mạc Phàm, không phải Tần Vô Nhai và hội Ngũ Lão vì chính phái tự cho mình là đúng sao? Cũng gặp tao ương theo cậu ta luôn đi. Lâm Thiên Nam vừa nói xong, mọi người khiếp sợ. Không ít người ở đây sửng sốt, sau đó không do dự dùng thần thức hoặc pháp khí ghi nhớ bản đồ Lâm Thiên Nam mở ra. Tuy lúc trước bọn họ không biết phong thiên chi địa, nhưng sau khi Lâm Thiên Nam giải thích, bọn họ biết một chút về phong thiên chi địa này rồi. Một nơi như vậy, sao có thể bỏ qua? Những người tới đây quan sát chiến đấu cũng không phải kẻ yếu. Cho dù bọn họ không có tư cách tranh đoạt phong thiên chi địa với Mạc Phàm, không có nghĩa cả Hoa Hạ hay bên ngoài Hoa Hạ không có người có bản lĩnh này. Không chỉ ở đây, rất nhiều pháp khí viễn trình và phía trước màn hình lớn. Lưu bản đồ này lại, nhanh lên. Có người ra lệnh. Pháp khí và vệ tinh cùng chiếu về phía bản đồ huyết sắc kia, lưu đồ án trên đó lại. Phong thiên chi địa, nơi tụ tập linh khí và khí vận của Hoa Hạ, sao có thể bỏ qua thứ như vậy? Đối chiếu bản đồ Hoa Hạ cho tôi, tìm khắp mỗi góc Hoa Hạ, cũng phải tìm được nơi này. Vừa nhớ kỹ hình ảnh, lập tức có người ra lệnh. T. Dên không Hoa Sơn, sắc mặt Tần Vô Nhai và Ngũ Lão rất khó coi, tất cả đều nhìn Lâm Thiên Nam với vẻ phẫn nộ, ước gì có thể xé Lâm Thiên Nam ra thành mảnh nhỏ. Có thể nói phong thiên chi địa là huyết mạch của Hoa Hạ, vậy mà Lâm Thiên Nam công bố nơi như vậy cho mọi người biết, chuyện này như để điểm yếu của Hoa Hạ trước mặt mọi người. Sớm biết sẽ như vậy, lúc trước bọn họ không nên bồi dưỡng Lâm Thiên Nam thành người số một Hoa Hạ. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Mạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua bản đồ này, liền thu hồi tầm mắt. Đây là chuyện anh liều chết vẫn còn làm à, chẳng trách anh chỉ là Lâm Thiên Nam, mà không phải Mạc Phàm tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, giống như không để chuyện này vào trong mắt. Tu vi của Lâm Thiên Nam không thua gì hắn. Trước khi chết lại làm ra một chuyện không có quá nhiều ý nghĩa, chuyện này đúng là khiến hắn thất vọng. Hửm, mặt Lâm Thiên Nam tối sầm lại, nhưng lập tức khôi phục như thường. Mạc Phàm, cậu đợi coi, giết tôi, cậu cũng không thể tiến vào phong thiên chi địa dễ dàng đâu. À, anh còn chuyện gì không, nếu không còn, tôi muốn giết anh rồi. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Một câu đơn giản, lại khiến bao gồm cả Lâm Thiên Nam trong đó ngạc nhiên. Lâm Thiên Nam để lộ vị trí của phong thiên chi địa, tương đương khiến Mạc Phàm trở thành người bị mọi người chỉ trích, vậy mà Mạc Phàm lại thờ ơ.
Mạc Phàm, muốn giết thì giết đi, nói nhiều làm gì? Lâm Thiên Nam trầm giọng nói. Tôi cảm thấy anh cũng không làm được chuyện gì, tôi tới đây. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Hắn vốn có thể dùng hỏa thiêu chết Lâm Thiên Nam, nếu Lâm Thiên Nam nói vị trí của phong thiên chi địa, vậy không thể giết Lâm Thiên Nam như vậy. Hắn vươn một ngón ra, một đạo quang bay từ ngón tay hắn ra, trực tiếp chiếu lên mi tâm Lâm Thiên Nam, chỗ mi tâm Lâm Thiên Nam xuất hiện thêm một lỗ máu. Lỗ máu, một giọt huyết dịch bay ra, phát ra âm thanh giống như Lâm Thiên Nam đang vô cùng hoảng sợ. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Tôi chỉ muốn anh chết càng thêm giá trị một chút. Tay còn lại của Mạc Phàm vươn ra, hồng liên hấp thu huyết liên trên bầu trời không còn rơi vào tay hắn. Đi đi, ngoại trừ giọt máu kia, toàn bộ đều là của ngươi. Mạc Phàm nói với hồng liên trong tay. Hồng liên phát ra tiếng bùm bùm, trực tiếp bay vào bên trong cột sáng có Lâm Thiên Nam, đâm về phía anh ta. Bên trong màn hào quang, mặt Lâm Thiên Nam xám như cho tàn. Trong ba thứ của Mạc Phàm, Phật Quang, Hỏa Diễm này, còn cả Hồng Liên của Mạc Phàm nữa, anh ta sợ nhất là Hồng Liên. Mạc Phàm, cậu là ma quỷ. Lâm Thiên Nam quát. Mạc Phàm không thèm để ý tới Lâm Thiên Nam, Hồng Liên lóe lên quang ảnh, không ngừng đâm vào người Lâm Thiên Nam. Mỗi lần Hồng Liên đâm vào Lâm Thiên Nam, sẽ hấp thu một phần khí tức của anh ta. Lâm Thiên Nam giống như gặp quỷ, tiếng kêu thê lương không ngừng phát ra từ miệng anh ta. Chỉ trong phút chốc, Lâm Thiên Nam chỉ còn lại quang ảnh màu trắng, khí tức trên người còn không bằng người bình thường, thậm chí sức lực mắng chửi cũng không có, đôi mắt hung ác trừng Mạc Phàm, giống như muốn ăn thịt người. Hồng Liên không cảm nhận được khí tức huyết thần trên người Lâm Thiên Nam, thì quay xung quanh Lâm Thiên Nam mấy vòng, không có một chút hứng thú rời đi, trở về bên cạnh Mạc Phàm. Mạc Phàm vươn một tay ra, một tảng đá huyết sắc phá thể mà ra trong ngực Lâm Thiên Nam, bay vào tay Mạc Phàm. Tảng đá huyết sắc này vừa tới tay Mạc Phàm, Hồng Liên lập tức bay tới với vẻ đầy hứng thú. Không thể cho ngươi thứ này được. Mạc Phàm vỗ Hồng Liên nói. Đây là ngọn nguồn của Lâm Thiên Nam, dựa vào thứ này hắn có thể diệt tất cả huyết ma bị Lâm Thiên Nam xâm nhiễm. Lâm Thiên Nam chết, không diệt trừ những người này sẽ thành tai họa, không thể để Hồng Liên hấp thu. Hồng Liên cọ vài cái lên người Mạc Phàm, rồi bay sang một bên. Mạc Phàm ném tảng đá lên không trung, một chữ truyền từ miệng hắn ra. Đốt! Liên hỏa lam văn kim sắc nhanh chóng nhỏ lại, biến mất bên trong tảng đá màu đỏ. Liên hoa hỏa diễm này vừa biến mất vào trong tảng đá màu đỏ biến mất trong hư không. Nhưng ở chỗ tất cả những người bị xâm nhiễm huyết độc, một liên hoa lam văn kim sắc xuất hiện xung quanh bọn họ. Lặng yên không tiếng động nuốt hết những người này. Trong lúc này, có không biết bao nhiêu người biến mất bên trong liên hoa. Lâm Thiên Nam cảm nhận được lực lượng của mình nhanh chóng biến mất, hung quang trong mắt càng tăng lên. Mạc Phàm, xem như cậu lợi hại. Lâm Thiên Nam nghiến răng nói. Anh ta từng gặp không ít người tàn nhẫn, nhưng Mạc Phàm tuyệt đối là người đầu tiên. Mạc Phàm vốn có thể giết anh ta, nhưng không chỉ phế tu vi của anh ta. Còn giết tất cả huyết nô của anh ta nữa. Bây giờ anh có thể đi chết đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lâm Thiên Nam vốn có thể chết thống khoái, nhưng Lâm Thiên Nam lại muốn đối nghịch với hắn, vậy hắn không thể khiến Lâm Thiên Nam chết quá lãng phí. Huyết thần lực của anh ta trở thành chất dinh dưỡng của Hồng Liên, huyết đan căn nguyên trong cơ thể anh ta cũng thành công cụ diệt tất cả huyết ma, sau khi anh ta chết cũng không đơn giản như vậy. Ý niệm của hắn vừa động. Phật quang màu vàng lóe lên trên người hắn, Phật quang bao phủ cơ thể trong suốt của Lâm Thiên Nam, chỉ còn lại giọt máu kia của anh ta. Một tinh vực khác to hơn mấy cái khác xuất hiện, một đạo quang chiếu lên người Mạc Phàm. Từng viên hắc cầu xuất hiện quanh người Mạc Phàm, số lượng từ 66 lên tới 99, khí tức trên người Mạc Phàm cũng đến tình hình tuyệt vô cận hữu. Ở phía sau hắn, linh khí dao động ngưng tụ thành một lưu ly như liên hoa. Xung quanh cho dù là ai nhìn Mạc Phàm lúc này, cũng không ngừng nuốt nước bọt. Khí tức trên người Mạc Phàm khiến bọn họ có một loại cảm giác, chỉ cần Mạc Phàm cử động ngón tay, có thể bóp chết bọn họ. Mạc Phàm, cậu có dám thả chút huyết thần này của tôi không? Giọng nói lạnh lùng của Lâm Thiên Nam vang lên trong giọt máu. Mạc Phàm không thèm nhìn Lâm Thiên Nam, ý niệm vừa động, Phật quang lóe lên, giọt máu còn lại kia cũng lập tức hóa thành tro tàn. Lâm Thiên Nam tử vong hoàn toàn. Mạc Phàm rời mắt nhìn Phượng Hoàng trên bầu trời. Người bà muốn dựa vào chết rồi,
bây giờ bà muốn chọn thế nào? Cơ thể Phượng Hoàng hơi run lên, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đang nheo mắt, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Chỉ trong phút chốc bà ta đã có quyết định. Cậu thật sự có thể khiến tôi trở thành người biến dị lục cấp sao? Phượng Hoàng hỏi. Lâm Thiên Nam cường đại tới mức vượt qua suy nghĩ của bà ta cũng chết dưới tay Mạc Phàm, bởi vì Lâm Thiên Nam chết, thực lực của Mạc Phàm lại tăng hơn trước nhiều. Vừa rồi bà ta không phải đối thủ của Mạc Phàm, hiện giờ càng không thể sống sót dưới tay Mạc Phàm, lại đối nghịch với Mạc Phàm sẽ không có bất luận ý nghĩa gì, không bằng cúi đầu trước Mạc Phàm thì hơn. Còn nữa, Nguyệt Hạ Chi Dực mâu thuẫn với Mạc Phàm chỉ vì một cây trường sinh linh thụ mà thôi. Chỉ cần bà trung thành với Mạc gia chúng tôi, thất cấp cũng không là vấn đề. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Biểu cảm lạnh nhạt, giống như không để thất cấp vào mắt. Khi ở tu chân giới, một tay hắn nâng con trai của vương dị nhân cường đại, từ một người không thể trở thành người biến dị thành vua của người biến dị. Dị huyết trên người đứa bé loãng như vậy mà hắn có thể làm được tới mức này, Phượng Hoàng có thể đạt tới người biến dị ngũ cấp ở trên địa cầu, nếu hắn không thể bồi dưỡng Phượng Hoàng thành người biến dị thất cấp, vậy thì không xứng với hai chữ y tiên. Người biến dị thất cấp, thật sao? Vẻ mặt Phượng Hoàng khẽ đổi, hỏi. Có tin hay không tùy bà? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Tôi, Phượng Hoàng, nguyện ý rời khỏi Nguyệt Hạ Chi Dực, trở thành nô lệ của Mạc gia, nếu Mạc tiên sinh có thể tha thứ cho Nguyệt Hạ Chi Dực. Phượng Hoàng khẽ đảo mắt, cơ thể rơi xuống trước người Mạc Phàm không xa, nói. Nguyệt Hạ Chi Dực không làm gì Hoa Hạ, phạm Mạc gia tôi sẽ không so đo với bọn họ, nếu phạm vào, tự bà nhìn mà làm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chỉ là Nguyệt Hạ Chi Dực. Còn chưa lọt vào pháp nhãn của hắn. Phượng Hoàng đều ở trên tay hắn, hắn đường đường là y tiên bất tử chạy tới Bắc Mỹ, lại đi đối phó một đám sâu bọ xích mích với hắn sao? Nếu bọn họ dám đến, Phượng Hoàng tôi nô bộc của Mạc gia sẽ tự mình diệt bọn họ. Phượng Hoàng quỳ một gối trên đất, cung kính nói. Đồng thời một tay bà ta đặt ở ngực, một tảng đá hỏa hồng được lấy ra từ giữa ngực bà ta cúi đầu đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nói như vậy xem như là tha cho Nguyệt Hạ Chi Dực, tất nhiên bà ta không thể keo kiệt. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Hắn rất quen thuộc với nghi thức này, đứa bé hắn một tay bồi dưỡng thành dị vương cũng từng làm vậy với hắn, đây là nghi thức thần phục của dị nhân. Chỉ cần linh lực của người khác động vào dị hạch của bọn họ, người này sẽ thành chủ nhân của dị nhân. Không chỉ năng lượng dị nhân không có tác dụng với chủ nhân, một khi có ý nghĩ hài lòng với chủ nhân. Ý niệm này sẽ lập tức bị chủ nhân cảm nhận được, một ý niệm trong đầu có thể khiến dị nhân tử vong trong chớp mắt, sẽ không hao phí bất luận linh vực gì. Cho nên dị hạch là thứ vô cùng quan trọng của dị nhân, tuyệt đối không thể để người khác động vào dễ dàng. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, một tay hắn vươn ra, đặt lên mặt trên dị hạch của Phượng Hoàng. Linh khí dao động vô cùng cường đại rót vào trong dị hạch của Phượng Hoàng, một đóa liên hỏa lam văn kim sắc cũng dũng mãnh nhập vào trong dị hạch. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất vào trong. Đa tạ chủ nhân. Vẻ mặt Phượng Hoàng khẽ đổi, từ quỳ một gối biến thành quỳ cả hai chân trên đất. Đứng dậy đi. Mạc Phàm trả lại dị hạch cho Phượng Hoàng, nói với vẻ khinh thường. Dưới tình hình chung, lúc tiến hành loại nghi thức này chỉ cần phóng một chút linh khí vào trong dị hạch là được. Nhưng nếu cho linh khí của bản thân hay năng lực khác vượt qua dị nhân, sẽ có chỗ tốt rất lớn đối với dị nhân sau này, đây gọi là ban ân. Nếu Phượng Hoàng thành nô lệ của Mạc gia bọn họ, tất nhiên hắn sẽ không bạc đãi Phượng Hoàng, cho nên hắn cho Phượng Hoàng linh khí vô cùng tinh thuần của hắn và tam muội chân hỏa biến dị. Dạ, chủ nhân. Phượng Hoàng cất dị hạch đi, đứng ở bên Mạc Phàm, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. Bớt lạnh lùng, cao ngạo và yên lặng, có thêm vài phần nhu hòa tôn sùng. Mạc Phàm rời mắt nhìn Tần Vô Nhai và Hội Ngũ Lão cách đó không xa. Đám Tần Vô Nhai bị Mạc Phàm nhìn thoáng qua, sắc mặt đều khó coi. Nhất là Tần Vô Nhai ước gì có thể tìm được một cái lỗ chui xuống, sau khi bọn họ bị Mạc Phàm bắt giữ, vốn định nhân cơ hội này khiến thực lực khắp nơi e sợ tông môn ẩn thế đối phó Mạc Phàm, để Mạc Phàm biết sự lợi hại của tông môn ẩn thế bọn họ. Ai biết những thế lực này bị Mạc Phàm diệt trừ không tốn mấy sức, thậm chí còn thành công cụ để Mạc Phàm tăng tu vi. Hơn nữa nếu không có Mạc Phàm, có khả năng bọn họ đã chết trên tay Lâm Thiên Nam. Mạc Phàm, cậu muốn giết thì cứ giết đi, bảo tôi trở thành nô lệ của cậu đừng mơ.
Tần Vô Nhai trầm giọng nói. Làm nô lệ của tôi. Mạc Phàm lắc đầu cười. Hắn vươn một tay ra, hư không chi lô lập tức xuất hiện, trôi nổi trên tay hắn. Hắn ném lên trên không trung, hư không chi lô chia ra làm chín, bay đến trên không đám Tần Vô Nhai, một đạo quang chiếu ra, chiếu lên người đám Tần Vô Nhai, Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Vẻ mặt Tần Vô Nhai ngẩn ra, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm không thèm quan tâm, một đám pháp ấn xuất hiện trên tay, bay vào trong hư không chi lô. Theo pháp ấn dũng mãnh nhập vào trong hư không chi lô, từng chút huyết khí bay từ trong cơ thể đám Tần Vô Nhai ra, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh huyết đao phía dưới hư không chi lô. Cảm nhận được huyết thần đao trong cơ thể rút ra, trên gương mặt đám Tần Vô Nhai và Ngũ Lão xanh tím bất định. Mạc Phàm đâu muốn giết bọn họ, rõ ràng là đang giải trừ huyết thần đao cho bọn họ. Chỉ sau một chén trà nhỏ, huyết thần đao trong cơ thể đám Tần Vô Nhai được hư không chi lô rút ra sạch. Tôi đã lấy huyết thần đao ra giúp các ông rồi, huyết độc trong cơ thể các ông thì tự mình quay về giải trừ đi, phương pháp giải trừ huyết độc tôi đã nói cho các ông rồi, hẳn là chưa nghiệm chứng, đúng lúc các ông có thể đi làm vật thí nghiệm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm, cậu có ý gì đây, vì sao cậu không giết chúng tôi? Vẻ mặt Tần Vô Nhai âm trầm, nói. Ông ta dẫn người tới cửa địa ngục bao vây Mạc Phàm, bây giờ lại sống chết mặc bay. Nhìn Mạc Phàm bị bát phương quần ẩu, có thể được coi là kẻ địch của Mạc Phàm. Mạc Phàm không giết bọn họ, trái lại còn giải độc cho ông ta, chuyện này còn khó chịu hơn cả việc giết ông ta. Giết mấy ông, các ông có uy hiếp với tôi sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, không đáp hỏi ngược lại. Hội Ngũ Lão đối với hắn không tệ, cho dù Ngũ Lão ra tay hắn cũng không giết Ngũ Lão. Đám Tần Vô Nhai cũng không làm tổn hại tới người nhà hắn. Không chạm tới điểm mấu chốt của hắn, không cần thiết phải tiêu diệt. Cho dù là đám Tần Vô Nhai hay hội Ngũ Lão, nếu hắn giết những người này, Hoa Hạ và Mạc Gia đều mất đi một tầng bảo vệ. Một khi hắn rời khỏi địa cầu, chẳng khác nào Mạc Gia sẽ bại lộ ở dưới khắp thế lực. Trái lại để những người này sống, đều có lợi với Hoa Hạ và Mạc Gia. Cho dù muốn giết, cũng không phải đám Tần Vô Nhai, mà là Trúc Thiên Cực Thần Sứ hiện giờ. Cậu! Tông môn ẩn thế tôi nợ Mạc gia cậu một ân tình, chúng tôi nhất định sẽ trả lại. Tần Vô Nhai nắm chặt tay, vùng ống tay áo, nổi giận đùng đùng xoay người mang theo đám người tông môn ẩn thế rời đi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hắn nhìn những người ở xung quanh, ngón tay sáng lên, chìa khóa được hắn cất đi lại xuất hiện. Các người muốn thứ này đúng không? Mạc Phàm ném chìa khóa trôi nổi trong không trung. Không ít người nhìn chiếc chìa khóa này. Không tự chủ được nuốt nước bọt. Chìa khóa mở phong thiên chi địa, nếu có thể có được, sẽ nắm giữ huyết mạch Hoa Hạ trong tay, trở thành cao thủ thần cảnh trở lên đi trên con đường thông thiên. Thứ này, cho dù là ai đều sẽ động tâm. Nhưng động tâm thì động tâm, không ai dám động vào. Người đến bát phương bị Mạc Phàm giết bảy, một người còn sót lại cũng trở thành nô lệ của Mạc Phàm. Người nào động vào chìa khóa này, đều trở thành vong hồn dưới kiếm của Mạc Phàm. Trong lúc này, ở đây vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió núi vù vù. Muốn cũng được, vậy thì cứ tới phong thiên chi địa, đi, tôi sẽ mở phong thiên chi địa ra, đợi các người đến, nhưng phàm là người tiến vào phong thiên chi địa, đều phải chết. Trên gương mặt lạnh lùng của Mạc Phàm không có chút biểu cảm, lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Hồng Liên bay xung quanh hắn như cảm ứng được, bỗng nhiên kiếm khí tỏa ra một cách tùy ý, trực tiếp hóa thành 99 trường kiếm khí. Sắc bén trùng thiên. Đạo kiếm khí này đảo qua không trung, kình phong như bão cấp 18 lan ra bốn phía. Bốn phương tám hướng, phàm là ngọn núi bị kiếm khí quét chúng thì bị gọt sạch. Sắc mặt mọi người ở xung quanh trắng bệch. Trước một số pháp khí và màn hình lớn, không ít người nhíu mày bất mãn. Mạc Phàm này cũng quá kiêu ngạo rồi, cậu ta mở phong thiên chi địa đợi người tới, đây là coi như không có cao thủ cấp bậc trong truyền thuyết sao. Có người đập bàn đứng dậy, lạnh giọng nói. Ai nói không phải chứ? Có cần mời vị kia ra ngoài không? Đây là phong thiên chi địa của Hoa Hạ đó. Trong một căn cứ bí mật ở châu Âu, một mỹ nữ tóc vàng hỏi. Quả thật thực lực của đám Lâm Thiên Nam rất mạnh, nhưng phía trên bọn họ còn có một số nhân vật trong truyền thuyết. Có khả năng những người này không có hứng thú với chuyện giết một hậu sinh tiểu bối như Mạc Phàm, nhưng phong thiên chi địa của Hoa Hạ không phải nhỏ. Nếu có thể tiến vào, phần lớn thực lực của những người đó sẽ tăng một bước,
vô địch thiên hạ thì không nói, thọ nguyên cũng sẽ dài hơn. Cho dù không có phong thiên chi địa, hẳn là vị kia cũng có hứng thú gặp Mạc Phàm một lần rồi. Một người đàn ông để râu cao lớn oai hùng ở bên cạnh hơi nhếch miệng, cười thần bí nói. Bọn họ đều đã nhìn Mạc Phàm, bí mật trên người Mạc Phàm không kém gì phong thiên chi địa của Hoa Hạ. Nếu có thể có được ký ức của Mạc Phàm, thu hoạch sẽ càng nhiều hơn phong thiên chi địa. Chỉ cần bọn họ truyền những tin tức này cho vị kia trong truyền thuyết, chắc chắn vị kia sẽ đi đối phó Mạc Phàm. Hả, trái lại tôi rất muốn xem khi Mạc Phàm gặp được vị kia còn hung hãn như vậy nữa không? Vẻ mặt mỹ nữ tóc vàng đầy chờ mong nói. Một kiếm chém hơn 10 đỉnh núi xuống, Mạc Phàm cất chìa khóa kia đi. Nhìn cũng nhìn đủ rồi, chuyện tôi muốn nói với các người cũng đã biết rõ, bây giờ các người có thể rời đi, những thứ nhìn về bên này cũng có thể đóng lại. Người xung quanh như được đại xá, nhao nhao rời đi. Những pháp khí và vệ tinh nhìn về phía bên này cũng rút lui, đóng lại. Không lâu sau, trên hoa sơn lộn xộn chỉ còn lại Ngũ Lão, Mạc Phàm và một đám người Mạc gia. Giữa mây trắng, đám người của hội Ngũ Lão ngươi nhìn ta nhìn người, dưới sự dẫn dắt của Hiên Viên Vô Kỳ đi tới một ngọn núi bị diệt đỉnh, đi tới trước người Mạc Phàm. Mạc Phàm, cảm ơn cậu đã không giết, hội Ngũ Lão chúng tôi nợ cậu một ân tình, sau này chỉ cần hội Ngũ Lão chúng tôi vẫn còn, nhất định sẽ bảo vệ Mạc gia cậu. Hiên Viên Vô Kỳ hơi ôm quyền với Mạc Phàm, nói. Hy vọng hội Ngũ Lão ông nói được thì làm được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trái lại hắn không sao cả, hắn chỉ muốn hội Ngũ Lão bảo vệ Mạc gia hắn. Chút danh dự đó hội Ngũ Lão chúng tôi vẫn có, cậu yên tâm đi, nhưng mà... Hiên Viên Vô Kỳ nói một nửa thì dừng lại. Ông muốn nói chuyện phong thiên chi địa sao? Mạc Phàm nhíu mày nhìn thoáng qua Hiên Viên Vô Kỳ nói. Lâm Thiên Nam đã chết, có thể khiến Hiên Viên Vô Kỳ xoắn suýt chỉ có phong thiên chi địa. Không sai, cậu nhất định phải tiến vào phong thiên chi địa à, Mạc Phàm. Hiên Viên Vô Kỳ thấy Mạc Phàm nói ra, không che giấu nữa hỏi thẳng. Ông sợ phong thiên chi địa có sơ suất gì sao? Mạc Phàm không ngại nói. Không sai. Hiên Viên Vô Kỳ gật đầu. Hoa Hạ nối tiếp với Thiên Ngoại Thiên, những khe hở này nối thẳng khắp nơi Hoa Hạ, hiện giờ thông qua khống chế trận pháp thông tới phong thiên chi địa, lại do phong thiên chi địa chảy từng giọt vào khắp nơi Hoa Hạ. Nếu nơi này bị hủy, chỉ trong thời gian ngắn linh khí ở địa cầu sống lại, tu sĩ sẽ xuất hiện như măng mọc sau mưa. Nhưng vì linh khí nhanh chóng tiêu hao, linh khí Hoa Hạ sẽ nhanh chóng khô kiệt. Nếu linh khí bên trong bị Mạc Phàm và tu sĩ hấp thu hầu như không còn, các linh mạch Hoa Hạ không chiếm được bổ sung, linh khí Hoa Hạ sẽ trực tiếp khô kiệt. Cho nên phong thiên chi địa liên quan tới quá lớn, nếu Mạc Phàm không muốn đi vào thì đừng đi vào tốt hơn. Tôi nhất định sẽ vào phong thiên chi địa, nhưng đợi tôi tiến vào tu chân giới, tôi sẽ khiến linh khí ở Hoa Hạ nồng đậm hơn bây giờ mấy chục lần. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chuyện linh khí, một khi hắn quay về Thần Nông Tông lần nữa, hoàn toàn có thể bảo người di chuyển mấy linh mạch tới. Cho nên chuyện này không là vấn đề. Những lời này là thật sao? Trước mắt đám Hiên Viên Vô Kỳ sáng lên, nói. Dựa theo một số sách cổ ghi lại liên quan tới phong thiên chi địa, ngọn nguồn của linh khí Hoa Hạ là 99 linh mạch ở Thiên Ngoại Thiên. Nếu mấy linh mạch này sống lại, quả thật linh khí Hoa Hạ sẽ nồng đậm hơn nhiều, không phải không có khả năng trở về thời thượng cổ. Mạc Phàm tôi cũng có chút danh dự đó. Mạc Phàm cười nhạt nói. Nhưng những nhân vật trong truyền thuyết thì sao? Hiên Viên Vô Kỳ hỏi tiếp. Một câu vừa rồi và một kiếm của Mạc Phàm tuyệt đối là thị uy với cao thủ khắp thiên hạ, phong thiên chi địa lại là nơi có thể kinh động tới những nhân vật trong truyền thuyết. Một khi những thế lực này tìm đến phong thiên chi địa theo bản đồ của Lâm Thiên Nam, chắc chắn những nhân vật trong truyền thuyết sẽ phá quan mà ra, tranh đoạt phong thiên chi địa. Nếu những người này xuất hiện, Mạc Phàm có thể tiến vào tu chân giới hay không ông ta cũng không biết. Tôi chính là muốn để những người đó xuất hiện. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Cái gì, cậu cố ý sao? Vẻ mặt đám Hiên Viên Vô Kỳ sửng sốt, trên mặt đều là khó mà tin. Không sai. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Cao thủ trên địa cầu có rất nhiều, hắn đã cách ngày rời địa cầu càng ngày càng gần, vậy dùng phong thiên chi địa dụ toàn bộ người này ra vậy. Tránh để sau khi hắn rời khỏi địa cầu. Những nhân vật trong truyền thuyết sẽ đối phó Mạc gia. Đương nhiên cho dù những người này không xuất hiện,
hắn cũng tìm cả đám tới. Chỉ trong phút chốc, Hiên Viên Vô Kỳ hiểu rõ ý đồ của Mạc Phàm, trong chớp mắt ánh mắt cả đám thay đổi hơn nhiều. Bọn họ tưởng rằng mình đa mưu túc trí, nhưng so với Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi, hình như kém rất nhiều. Mấy người lại nói chuyện với Mạc Phàm một lát, lúc này mới rời đi. Nhưng sóng gió lại nổi lên cuồn cuộn trong phạm vi toàn bộ thế giới. Trên biển Mây Sơn Ngoại Sơn, Trúc Thiên Cực và Huyết Nô ngây ra như phỗng. Giữa không trung, hư ảnh dừng lại ở hình ảnh Mạc Phàm đang loại trừ huyết thần đao cho đám Tần Vô Nhai. Huyết thúc, bếp lò này, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Sắc mặt Trúc Thiên Cực trắng bệch, hữu khí vô lực nói. Bếp lò này của Mạc Phàm rất giống hư không chi lô của thần Nông Tông, mà không phải hư không chi lô bình thường. Mạc Phàm dùng bếp lò này, chỉ có đệ tử thân truyền của tông chủ thần Nông Tông mới có tư cách ngưng tụ bếp lò này, tên là Bách Thảo Vạn Vật Lô. Hẳn là không sai, là Bách Thảo Vạn Vật Lô của thần Nông Tông. Huyết Nô đeo kiếm nhíu chặt mày, nhìn bếp bò trong ảnh ngược, nói với vẻ gian nan. Thần Nông Tông là tông phái ôn hòa nhất trong thập đại tông môn. Cho nên rất nhiều thế lực nhỏ và tán tu hiểu rất rõ về thần Nông Tông. Ông ta từng tận mắt nhìn thấy một đệ tử nòng cốt của thần Nông Tông dùng hư không chi lô, giống hệt với cái của Mạc Phàm. Trúc Thiên Cực nuốt nước bọt theo bản năng, mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trên trán anh tắc xuống ngực mỹ nhân trong lòng anh ta. Công tử, làm sao vậy? Mỹ nữ trong ngực anh ta hơi nhíu mày, cảm thấy khó hiểu nói. Thiếu gia. Chỉ sợ Mạc Phàm thật sự là đệ tử thân truyền của thần Nông Tông, chúng ta làm sao bây giờ? Huyết Nô đeo kiếm do dự một lát, vẫn nói. Nếu Mạc Phàm là đệ tử thân truyền của thần Nông Tông, vậy mọi chuyện có thể lý giải rồi. Ví dụ như trên người Mạc Phàm có nhiều công pháp như vậy, đệ tử của thần Nông Tông vì y thuật thần kỳ và bản lĩnh chữa bệnh cứu người, mỗi người đều tương đương với một bảo khố di động. Nhất là đệ tử thân truyền, cho dù có thánh thuật trong người cũng không kỳ lạ. Trúc Thiên Cực nắm chặt tay, đôi mắt đảo liên tục. Chỉ trong phút chốc khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nếu tôi nhớ không nhầm, ở phía Tây Tông môn ẩn thế phòng thủ, hẳn là địa bàn của một đám vực ngoại thiên ma đúng không? Trúc Thiên Cực hỏi. Anh ta đã xem như đắc tội Mạc Phàm hoàn toàn, Mạc Phàm sẽ tha cho đám Tần Vô Nhai, nhưng sẽ không tha cho anh ta, nếu không nghĩ biện pháp, chắc chắn Mạc Phàm sẽ giết tới cửa. Có thể nơi này là cơ hội duy nhất để anh ta sống sót. Công tử, anh muốn nói tới Phong Ma Cốc đúng không? Không thể mở nơi đó ra, nếu không sẽ có đại tai nạn. Mỹ nữ ở trong lòng Trúc Thiên Cực ngẩng đầu hỏi. Đại tai nạn lớn tới mức nào? Trong mắt Trúc Thiên Cực lóe sáng ánh lửa, cười mỉa hỏi. Giọng nói lạnh lùng, không chỉ khiến sắc mặt Huyết Nô thay đổi, lại càng khiến vẻ mặt Mỹ nữ ở trong ngực anh ta tái nhợt. Nếu mở Phong Ma Cốc ra, không chỉ khiến tất cả tông môn ẩn thế gặp hạn, có khả năng địa cầu sẽ bị ma tộc xâm lấn, nhập ma là tu sĩ chúng ta trước tiên. Mỹ nữ trong lòng Trúc Thiên Cực cẩn thận nói. Vực ngoại thiên ma có thể mê hoặc tu sĩ, một khi bị mê hoặc sẽ tẩu hỏa nhập ma. Quả thật là đại tai nạn, nhưng mà tôi thích. Trúc Thiên Cực cười nói. Chuyện này, nếu môn chủ biết chắc chắn sẽ tức giận. Ông ấy biết sẽ tức giận. Nhưng nếu ông ấy không biết thì sao, ở đây tôi không nói, cô ấy không nói, ông không nói, không ai sẽ biết là chúng ta làm, đã quên, có vẻ cô không phải là thuộc hạ của tôi. Trúc Thiên Cực hơi nhếch miệng cười tà dị, nắm lấy cổ mỹ nữ ở trong lòng, nâng cô ta lên như sách gà con. Công tử, anh, đây là... Mỹ nữ kia nắm lấy tay Trúc Thiên Cực, vô cùng gian nan nói. Cô biết quá nhiều rồi. Trúc Thiên Cực ném một cái. Ném mỹ nữ này vào trong biển mây. Mỹ nữ này còn chưa rơi vào trong biển mây, một bóng dáng màu đen như cự xà xuất hiện trong biển mây, chỉ chớp lóe một cái liền biến mất cùng mỹ nữ kia nữa, biển mây lại rơi vào trong yên bình. Huyết thúc, chuyện Phong Ma Cốc giao cho ông rồi. Trúc Thiên Cực ra lệnh. Thiếu gia, nhất định phải làm vậy sao? Huyết Nô xác nhận lại. Không làm như vậy, chẳng lẽ còn đợi Mạc Phàm tới giết chúng ta? Trúc Thiên Cực không đáp hỏi ngược lại. Vực ngoại thiên ma được thả ra, phần lớn là đám Tần Vô Nhai không có biện pháp, đến lúc đó chỉ có thể xin Mạc Phàm giúp đỡ. Không phải Mạc Phàm thích làm người tốt sao, chắc chắn cậu ta sẽ đối phó vực ngoại thiên ma, nhưng có thể đối phó được hay không thì không biết. Huyết Nô do dự, vẫn rời khỏi biển mây. Thục Sơn,
thông tin Mạc Phàm đánh bại Bát Phương ở Hoa Sơn mới truyền ra không lâu. Keng, một tiếng kiếm minh vang lên, liên miên không dứt khiến toàn bộ Thục Sơn không ngừng run rẩy, giống như có động đất. Quần Sơn chấn động không lâu, một đạo trường kiếm hơn 10 trượng phóng thẳng lên trời, cắm thẳng tận trời. Trong kiếm khí, có thể thấy mơ hồ một người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh, tóc dài phấp phới. Dưới chân người đàn ông này là một trường kiếm màu xanh 7 thước, giống như kiếm tiên Thục Sơn trong truyền thuyết, biến mất trong không trung. Tin tức kiếm tiên Thục Sơn cũng lan truyền ra. Long Hổ Sơn ở Hoa Hạ, trong công trường đang thi công, một máy khoan nặng 50 tấn đang xuyên qua sơn động. Bất chợt mũi khoan vĩ đại dừng lại. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn truyền từ trong sơn động ra, máy khoan cỡ lớn bắt đầu lùi về sau. Không lâu sau, một lão đạo sĩ mặc đạo bào tay cầm phất trần, một tay đẩy máy khoan bước chậm mà ra. Máy khoan nặng mấy chục tấn, giống như không khí ở trước mặt lão đạo này. Lão đạo chọn một phương hướng, nhanh chóng biến mất. Trên công trường, trong chớp mắt rối loạn hẳn lên. Đồng thời trong mật thất cổ bảo dưới đất màu đen ở châu Âu, một huyết hồ nhanh chóng khô héo, giống như có người hút khô huyết dịch trong hồ. Không lâu sau, huyết hồ đã bị hút khô, lộ ra thạch quan tinh xảo dưới đáy hồ. Không biết thạch quan ngâm trong huyết dịch bao nhiêu lâu, toàn thân như huyết ngọc, tỏa ra hồng quang nhạt, hồng quang chỉ lóe lên một cái thì đột nhiên biến mất, một bàn tay màu xanh như quỷ trảo vươn từ trong ra. Châu Mỹ, bên trong một căn cứ bí mật. Trên cửa căn cứ, ngoại trừ họa đại biểu tử vong, hình đầu lâu ra, còn có hai ký hiệu P4. Hai ký hiệu này nhìn qua hoàn toàn không đáng sợ như đầu lâu, nhưng những người hiểu biết ký hiệu này sẽ biết nguy hiểm hơn đầu lâu. Bởi vì P4 đại biểu cho phòng thí nghiệm an toàn sinh vật cấp 4, nếu thứ gì ở bên trong tiết lộ ra ngoài một chút, đều dẫn tới bệnh truyền nhiễm khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật như Ebola, bệnh độc. Ở địa cầu, không có quá 20 phòng thí nghiệm như vậy. Đương nhiên ở đây cũng không chỉ có những bệnh độc đáng sợ như vậy, còn có một số sinh vật khác. Thực nghiệm thể số 1 thế nào? Trong phòng quản lý trung tâm phòng thí nghiệm, một người đàn ông để râu nói. Đã qua 3 cấp kiểm tra, không phát hiện vấn đề. Một mỹ nữ mặc áo trắng đeo khẩu trang cung kính nói. Vậy thì thức tỉnh cậu ta, thử xem uy lực của cậu ta thế nào. Chuyện này, dạ. 10 ngón tay mỹ nữ này nhanh chóng lướt trên bàn phím, một cánh cửa mở ra, máy móc tiên tiến khởi động, lộ ra nửa người nửa máy móc ở bên trong. Trong lúc này, một đám nhân vật vô cùng cường đại xuất hiện ở khắp nơi trên địa cầu, thêm một trận lửa vào phong ba, phong hỏa đốt toàn thế giới. Lúc toàn bộ thế giới đều đang sôi trào vì một số người xuất thế, Mạc Phàm đã quay về Mạc gia, lặng yên không tiếng động vào phòng Bạch Tiểu Tuyết. Lúc này Bạch Tiểu Tuyết đang ngồi trước cửa sổ, một tay cầm bút, lông mày đang nhíu chặt nhìn chằm chằm văn kiện. Đang nhìn gì đó, nghiêm túc như vậy. Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Bạch Tiểu Tuyết nghe thấy giọng Mạc Phàm, trước mắt vốn sáng lên, vội vàng nhìn nơi phát ra âm thanh, tươi cười xuất hiện trên mặt cô. Anh không đến chỗ bác trai bác gái trước sao? Trong mắt Bạch Tiểu Tuyết hiện lên chút giảo hoạt, hỏi. Anh bảo đám tiểu hiệt qua đó, anh đến chỗ em trước. Mạc Phàm cười nhạt nói. Gần đây hắn luôn bận rộn, đủ mọi chuyện, lần trước quay về cũng vội vàng gặp Tiểu Tuyết một lần. Cho nên hắn vừa về Mạc gia liền tới đây ngay. Đường đường là Mạc tiên sinh danh chấn thế giới tới chỗ Tiểu Tuyết trước, đúng là khiến Tiểu Tuyết thụ sủng nhược kinh. Tiểu Tuyết nghịch ngợm nói. Không dọa Bạch Tiểu Thư chứ? Mạc Phàm cười hỏi. Dọa rồi, anh nói xem làm sao bây giờ? Hai tay Bạch Tiểu Tuyết để trước ngực, giả bộ rất tức giận nói. Bạch Tiểu Thư nói xem làm thế nào bây giờ, thì xử lý thế ấy. Mạc Phàm cũng không phản kháng, dáng vẻ nguyện chịu phạt. Vậy bồi thường thịt đi. Trong mắt Bạch Tiểu Tuyết hiện lên chút giảo hoạt, nói. Bồi thường thịt sao? Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút bất ngờ, còn chưa kịp hỏi bồi thường thịt thế nào, thì cảm thấy ấm áp và mùi thơm vào lòng, trên vai truyền tới bất đắc dĩ, Bạch Tiểu Tuyết cắn lên trên vai hắn. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, cũng không kêu đau, một tay ôm Bạch Tiểu Tuyết vào trong ngực. Đúng lúc này, cửa phòng rầm một tiếng mở ra, giọng nói thanh thúy của Tiểu Vũ truyền từ ngoài cửa vào. Chị dâu, em gọi bàn tử ca ca tới cho chị rồi, anh ấy giỏi buôn bán làm ăn. Chuyện công ty chỉ có thể hỏi anh ấy. Những lời này vừa vang lên, Tiểu Vũ kéo bàn tử đi vào.
nhưng vào phòng thấy Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết thì lập tức ngây ngẩn cả người. Anh và chị dâu ở đây. Tiểu Vũ còn chưa nói hết lời, đã bị bàn tử che miệng bế lên. Hai người cứ tiếp tục đi, chúng tôi không thấy được gì. Bàn tử cười ha ha, ôm Tiểu Vũ muốn rời đi. Bạch Tiểu Tuyết hơi sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ đến mang tai. Còn không buông ra. Cô hơi bất mãn liếc Mạc Phàm một cái, vội vàng rời khỏi lòng Mạc Phàm, chỉnh lại quần áo. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, buông Bạch Tiểu Tuyết ra xoay người lại. Bàn tử, thả Tiểu Vũ xuống đây đi. Bàn tử cười ngượng ngùng, lúc này mới buông Tiểu Vũ ra. Chắc chắn lần sau sẽ chú ý, nhất định. Bóng dáng Tiểu Vũ chấp lóe, nhảy vào trong lòng Mạc Phàm. Anh, em nói sao không nhìn thấy anh, hóa ra là anh ở chỗ chị dâu. Anh đến xem chị dâu em. Mạc Phàm véo má Tần Vô Nhai đầy cưng chiều, cười nói. Đúng lúc anh quay về, gần đây chuyện công ty khiến chị dâu tốn không ít tâm tư, anh và bàn tử ca ca giải quyết chuyện này giúp chị dâu đi. Tiểu Vũ véo mũi Mạc Phàm một cách nghịch ngợm, nói. Chuyện công ty làm sao thế? Mạc Phàm nhíu mày, tò mò hỏi. Xưởng dược của Mạc gia là tâm nguyện trước đây của cha, cho nên vẫn đang kinh doanh. Chẳng qua từ xưởng dược Mạc Thái, bây giờ thành tập đoàn Mạc Thái. Chủ tịch của công ty là cha, nhưng bình thường đều là Lưu Nguyệt Như xử lý. Bởi vì hắn không thấy có người dám đánh chủ ý với tập đoàn Mạc Thái ở Giang Nam, cho nên hắn không để ở trong lòng. Cũng không có chuyện gì, em có thể xử lý được, anh nhanh đi gặp bác trai bác gái đi. Tiểu Tuyết nhíu mày, đẩy Mạc Phàm nói. Không vội, em nói với anh chuyện công ty trước đã. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu Tuyết thấy Mạc Phàm không rời đi, cũng không có ý nói với Mạc Phàm. Cô không có chuyện gì làm ở Mạc gia, nên học Lưu Nguyệt Như xử lý chuyện tập đoàn Mạc Thái. Cô vốn tưởng rằng với uy danh của Mạc Phàm, không ai dám nhằm vào Mạc gia trên thương trường, ai biết trên thương trường cũng không đơn giản như vậy. Chuyện đầu tiên Lưu Nguyệt Như giao cho cô, đã làm khó cô rồi. Quả thật cô có thể bảo Mạc Phàm giải quyết giúp, việc nhỏ như vậy chỉ là chuyện búng ngón tay với Mạc Phàm. Nhưng nếu đây là chuyện cô đã nhận, cô sẽ tự mình hoàn thành, không muốn mượn sức mạnh của Mạc Phàm. Nếu không lúc này sẽ khiến người ta nghĩ cô toàn ỷ lại vào Mạc Phàm, cô không muốn làm người phụ nữ như vậy. Để tôi nói cho, là một đám người uy hiếp tập đoàn Mạc Thái, cho nên muốn lên giá cố định, muốn giành lợi nhuận lớn hơn ở chỗ Mạc gia, chuyện này là vậy đó. Bàn tử thấy Tiểu Tuyết không chịu nói, giống như đứng ra hòa giải. Uy hiếp? Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hiện lên chút bất ngờ. Uy hiếp gì? Nói là uy hiếp, cũng không được tính như vậy, Mạc gia chỉ có phạm vi ở Giang Nam, ra khỏi Giang Nam sẽ cần đại lý khác, nếu không sẽ không an toàn như vậy. Bàn tử nói, trên đường tới Tiểu Vũ đã nói mọi chuyện cho anh ta nghe rồi. Anh nhất định phải thu thập đám người này, dùng thần kiếm của anh khiến mông bọn họ đều có nước tiểu, cũng vì chuyện này mà chị dâu đã một ngày không ăn, còn không cho em tìm phân thân của anh giúp đỡ. Tiểu Vũ nắm chặt đôi tay, tức giận nói. Vậy sao? Á ể Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hiểu ra nói. Hắn thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Không ai dám đối phó Mạc gia về mặt võ lực, nhưng vẫn còn có người động tay động chân với công ty Mạc gia trên thương trường. Lá gan đúng là không nhỏ, biết bọn họ là ai không? Trong mắt Mạc Phàm hiện lên chút ánh sáng lạnh, hỏi. Cậu từng nghe nói gia tộc Rót Kim Khố của châu Âu chưa? Bàn tử hỏi ngược lại. Chưa từng nghe nói, hình như có rất nhiều tiền. Mạc Phàm lắc đầu nói. Nếu được gọi là kim khố của châu Âu, chắc chắn là rất có tiền. Nhưng tiền tài, vàng bạc, châu báu đều là con số và tảng đá đối với hắn mà thôi. Hơn 200 năm trước gia tộc này khống chế mạch máu tài chính của châu Âu, lúc cường thịnh thực lực có ở khắp Âu Mỹ, lúc ấy tài phú mà bọn họ khống chế bằng một nửa thế giới, cho dù hiện giờ cũng phú khả địch quốc, phàm là ngành có lãi cách xù đều có bóng dáng bọn họ. Hiện giờ bọn họ để mắt tới dược của Mạc gia. Bàn tử giải thích, đúng là tinh mắt, nhưng chú ý lộn nơi rồi. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, nói. Hiện giờ Mạc gia bán phần lớn là linh dược, tất nhiên lợi nhuận không tầm thường, nhưng những người này tìm lầm đối tượng rồi. Tiểu Phàm, anh mặc kệ chuyện này đi, em sắp đi gặp bọn họ rồi, để bàn tử đi theo em là được rồi, em có thể tự xử lý được.
Tiểu Tuyết thấy vẻ mặt Mạc Phàm giận dữ, vội vàng nói. Hai bọn anh đi cùng em, Bàn Tử làm thư ký của em, còn anh sẽ là vệ sĩ, chỉ bảo vệ cho an toàn của em, như vậy được không? Mạc Phàm cười nhạt nói. Sao hắn không biết tâm tư của Tiểu Tuyết? Tiểu Tuyết nhìn như một cô gái ôn nhu, nhưng nội tâm lại rất mạnh mẽ, chuyện gì cũng muốn tự mình hoàn thành, chuyện này kiếp trước hắn đã biết. Nhưng nếu hắn biết rõ, sao hắn có thể để người ta bắt nạt Tiểu Tuyết? Được rồi, vậy anh đảm bảo anh chỉ làm vệ sĩ thôi đấy nhé. Tiểu Tuyết vẫn lo lắng nói. Anh đảm bảo. Mạc Phàm cười khẽ nói. Bốn người ngồi một chiếc xe Porsche, rời khỏi trang viên Mạc gia. Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe này chở đám Mạc Phàm tới vùng đất phồn hoa nhất thành phố Giang Nam, phía trước một tòa cao ốc hình kiếm. Cả cao ốc này không chỉ là tòa nhà cao số một tỉnh Giang Nam, cũng là một trong những kiến trúc tốn kém nhất ở đây. Lúc trước là của Tống gia, sau khi Tống gia đưa cho Mạc gia, cả cao ốc này thành tổng bộ của tập đoàn Mạc Thái. Tập đoàn Mạc Thái làm việc ở mấy tầng cao nhất tòa nhà này, phía dưới mới là công ty của Tống gia. Làm việc ở đây phần lớn là thành phần tri thức tỉnh Giang Nam, mọi người ở trong đều mặc đồ công sở giá trị xa xỉ, bất luận là cách ăn mặc hay khí chất không phải thành phố nhỏ có thể so sánh được. Đám Mạc Phàm mới tiến vào đại sảnh màu vàng của tòa cao ốc, Tiểu Vũ bị nhà ăn nhân viên hoa lệ hấp dẫn. Anh, em muốn ăn ice cream kia. Tiểu Vũ chỉ một chiếc ice cream trên biển quảng cáo nói. Mạc Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, rời mắt nhìn về phía Tiểu Tuyết. Vẫn còn thời gian, đúng lúc em cũng muốn ăn ice cream ở cửa hàng này, em và Tiểu Vũ đi tìm chỗ ngồi, hai người đi mua cho bọn em đi. Bạch Tiểu Tuyết nhìn Tiểu Vũ, cười nói. Nói xong cô nắm tay Tiểu Vũ tới một chỗ gần cửa sổ. Mạc Phàm nhìn bóng lưng Tô Hiểu, cười không nói gì. Tiểu Phàm, hay là cậu đi bồi chị dâu và Tiểu Vũ, để tôi đi mua cho. Bàn Tử đến gần cười nói. Không cần phải sốt ruột, chúng ta đi mua với nhau, đã lâu rồi hai chúng ta không gặp, vừa vặn tâm sự. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Trong mắt người ngoài, hắn là người đáng sợ, Mạc tiên sinh cao không thể chạm tới. Nhưng hắn càng hy vọng có thời gian bồi người nhà và bạn bè mình, trải qua cuộc sống nhạt nhẽo như bây giờ. Vậy cậu gọi món đi, tôi thanh toán, tôi cá 5 xu là đường đường Mạc tiên sinh chắc chắn trên người không có tiền. Bàn Tử bóp túi tiền của mình, nói. Đến tình trạng này của Mạc Phàm, đã phá toàn bộ quy củ của thế tục, mang tiền đi đúng là gặp quỷ. Để cậu chọn món đi, do tôi thanh toán. Mạc Phàm tức giận chừng Bàn Tử một cái, nói. Thật hay giả thế, không cho phép dùng bất luận pháp thuật gì, cũng không được dùng pháp bảo, các loại đan dược để thế chấp, càng không thể dùng thanh danh bắt nạt người phục vụ. Bàn Tử cười xấu xa, dáng vẻ như muốn làm khó Mạc Phàm. Còn nữa không? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Tạm thời không còn. Bàn Tử suy nghĩ một lát nói. Vậy cậu xem đây là gì? Mạc Phàm vươn một tay ra, trên tay hắn xuất hiện thêm một chồng tiền. Mà trong chớp mắt túi tiền của Bàn Tử trống rỗng, ở giữa không có một chút pháp lực dao động. Vẻ mặt Bàn Tử sửng sốt, vội vàng lục ví tiền của mình, trong ví ngoại trừ mấy đồng tiền lẻ ra, toàn bộ tiền có giá trị cao đều ở trong tay Mạc Phàm. Mẹ kiếp, Tiểu Phàm, sao cậu làm được chuyện này? Anh ta cũng là tu sĩ, quả thật vừa rồi Mạc Phàm không dùng pháp thuật, nếu không anh ta đã cảm nhận được. Tốc độ của cậu quá chậm rồi. Mạc Phàm cười nói. Không dùng pháp thuật có thể làm khó được hắn, vậy hắn không có biện pháp bình yên trở về từ đỉnh Hoa Sơn rồi. Chuyện này có thể sao, tốc độ sẽ nhanh tới mức này à? Bàn Tử chớp mắt, vẻ mặt mơ màng. Đợi cậu đến cảnh giới như tôi sẽ biết, được rồi, đi thôi, lại không đi một ice cream sẽ khó có thể giải quyết. Mạc Phàm cười nhạt đi đến chỗ bán ice cream. Bàn Tử nhìn thoáng qua Tiểu Vũ đang cầm dao nĩa, bĩu môi, anh ta cười ngượng ngùng. Vội vàng đi theo Mạc Phàm mua ice cream. Chỉ trong phút chốc bốn người ngồi cạnh một cái bàn tròn, nhàn nhã ăn ice cream. Đúng lúc này, một mỹ nữ mặc trang phục công sở màu trắng, dáng người cao gầy, ôm cặp hồ sơ vội vàng đi tới. Vị mỹ nữ này thấy Bạch Tiểu Tuyết còn đang ăn ice cream, lông mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên chút bất mãn. Nếu không phải Bạch Tiểu Tuyết chen ngang vào, cô ta đã ngồi vị trí của Bạch Tiểu Tuyết hiện giờ. Mà không phải trợ lý của Bạch Tiểu Tuyết. Một người phụ nữ như vậy, vậy mà để cô ta phải tìm khắp tòa cao ốc, là ai cũng không vui vẻ. Bạch Tổng,
cuối cùng cũng tìm được cô rồi, đám Bát tiên sinh và Lâm tiên sinh đợi cô đã hơi sốt ruột, bọn họ nói nếu không gặp được cô, chuyện này không cần phải nói nữa, sao cô còn ở đây ăn ice cream? Trong giọng nói vị mỹ nữ này đều là ý trách cứ, hỏi. Mạc Phàm và Bàn Tử nhíu mày, liếc mắt nhìn vị trợ lý mỹ nữ này một cái. Nhất là Mạc Phàm, trong mắt hắn chớp lóe sắc bén rồi biến mất. Hắn vốn định đối phó gia tộc Rót giúp Tiểu Tuyết, xem ra không đơn giản như vậy. Không chỉ người bên ngoài muốn gây khó dễ cho Tiểu Tuyết ở trong tập đoàn Mạc Thái cũng không tốt lắm. Bảo bọn họ đợi thêm một lát nữa, tôi ăn ice cream với em gái xong sẽ lên. Vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết như thường, cầm thìa xúc cho Tiểu Vũ một miếng, vẻ mặt không đổi nói. Chỉ sợ chuyện này không hay lắm đâu, Bát tiên sinh rất quan trọng đối với tập đoàn Mạc Thái chúng ta, hơn nữa anh ấy còn đại diện cho gia tộc Rót, nếu vì ăn ice cream mà thất lễ với bọn họ, chỉ sợ không phải chuyện ăn mấy ice cream có thể giải quyết, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi thì hơn. Bạch Tổng, nhớ đâu Bát tiên sinh thật sự rời đi, đến lúc đó chúng ta muốn mời cũng không thể mời được. Trợ lý mỹ nữ liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái, nhíu mày, bất mãn nói. Cô ta chưa từng gặp đám Mạc Phàm ở công ty, quần áo mặc trên người cũng kém cô ta rất nhiều, phần lớn là người không có thân phận cao quý gì. Bởi vì ba người như vậy mà chậm trễ hội nghị quan trọng, theo ý cô ta là không đáng, ít nhất cô ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế. Đường đường là phó tổng của tập đoàn Mạc Thái lại ăn ice cream với mấy người bình thường, khiến khách hàng tức giận rời đi, đàm phán thất bại, chuyện như vậy chỉ nghĩ thôi đã vô cùng buồn cười. Bạch Tiểu Tuyết không thèm nhìn trợ lý mỹ nữ kia, vẻ mặt phát lạnh, vừa định mở miệng đã bị Tiểu Vũ chen miệng nói trước. Ê ô chị dâu, chị lên với Bàn Tử ca ca trước đi, để anh trai em ở với em được rồi. Tiểu Vũ nháy mắt với Tiểu Tuyết nói. Ý rất rõ ràng, cô đang giúp Tiểu Tuyết ngăn Mạc Phàm lại, để Tiểu Tuyết tự mình xử lý chuyện này. Mạc Phàm lắc đầu không nói gì, khẽ véo gò má như sứ của Tiểu Vũ, trong mắt lộ ra chút cảm xúc. Tiểu Vũ giống như kiếp trước lúc hắn và Tiểu Tuyết còn là người yêu, khuỷu tay Tiểu Vũ luôn hướng về phía Tiểu Tuyết. Tiểu Vũ làm mặt quỷ với Mạc Phàm, vẻ mặt đáng yêu bướng bỉnh. Tiểu Tuyết vốn tâm tình không vui vì trợ lý mỹ nữ kia, thấy Tiểu Vũ làm như vậy thì không nhịn được bật cười. Tiểu Vũ thực ngoan, em ngăn anh em giúp chị một lát, đợi chị làm xong việc sẽ xuống với em. Ừm, cứ để Tiểu Vũ làm cho ạ. Tiểu Vũ cười nói. Anh ở với Tiểu Vũ đi, em sẽ quay lại nhanh thôi. Bạch Tiểu Tuyết hôn lên má Mạc Phàm một cái, nói. Được. Mạc Phàm gật đầu. Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ đã dùng chiêu này rồi, hắn không bồi Tiểu Vũ một lát thì khó mà nói. Đợi Tiểu Vũ ăn ice cream xong, đi lên gặp người của gia tộc Rót cũng không muộn. Chúng ta đi thôi. Tiểu Tuyết đứng dậy đi đến chỗ thang máy với Bàn Tử. Trợ lý mỹ nữ thấy Bạch Tiểu Tuyết hôn Mạc Phàm, trong mắt lại tràn đầy khinh miệt. Đường đường là phó tổng tập đoàn Mạc Thái, có cơ hội gả cho một số thái tử gia, lại nương thân vào một người bình thường. Đúng là một đóa hoa tươi cắm bãi phân châu. Cô ta khẽ thở dài, đuổi theo Tiểu Tuyết và Bàn Tử. Mấy phút sau, trên đỉnh chóp cao ốc Thiên Kiếm, trong phòng họp trang trí xa hoa. Trước bàn hội nghị hình bầu dục, ngoại trừ Bạch Tiểu Tuyết, Bàn Tử và mỹ nữ đeo kính ra, còn có một đám người khác đang ngồi. Những người này ngoại trừ một người thanh niên ra, những người khác đều là người châu Âu. Tuy tuổi không đều từ 20 đến 50, mỗi một người không tính là soái ca, nhưng trên mặt đều lộ ra kiêu ngạo tài trí hơn người cùng với nhàn nhã, thanh nhã của quý tộc. Người dẫn đầu chỉ gần 20 tuổi, mặc tây trang màu xám bạc, trên tay đeo đồng hồ Patek Philippe theo phong cách cổ xưa. Trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn cạo sạch râu, nhìn không có bất luận tì vết gì, trái lại còn có thành thục, ổn trọng của người đàn ông trung niên châu Âu. Người đàn ông này là đại diện của gia tộc Rót, Pat. Bên cạnh người đàn ông này là một người đàn ông hoa hạ đeo kính gọng vàng, tuy diện mạo và khí chất của người đàn ông này kém Pat một chút, nhưng tuyệt đối là soái ca khiến vô số thiếu nữ thiếu phụ si tâm vọng tưởng. Pat tiên sinh, Bạch Tổng chúng tôi đã tới, hay là bây giờ chúng ta bắt đầu nhé? Mỹ nữ đeo kính nói bằng tiếng Anh, vô cùng lễ phép nói. Cho dù là giọng điệu hay vẻ mặt, hoàn toàn như một sắc mặt khác, giống như nhìn thấy tình lang lâu ngày không gặp. Mỹ nữ đeo kính vừa nói xong, người của gia tộc Rót không phải đang nhìn máy tính, di động của mình, thì mấy người nhỏ giọng thảo luận,
thậm chí có người nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, giống như không nghe thấy những lời mỹ nữ đeo kính nói. Chỉ có Lâm Hải bên cạnh Pat, người đàn ông đeo kính gọng vàng nói tiếng Hoa Hạ, bất mãn nói. Bắt đầu thì bắt đầu, nhưng Bạch Tổng cũng quá không tuân thủ giờ hẹn rồi, nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta hẹn 2 giờ, lúc này Bạch Tổng mới tới, chẳng lẽ đây là thói quen làm việc của tập đoàn Mạc Thái, nếu là như vậy, tôi cảm thấy hội nghị này không có gì hay để nói. Lâm Hải vừa nói xong, trong mắt mỹ nữ đeo kính lóe lên đắc ý, trong lòng ngầm vui vẻ. Gia tộc Roth vốn uy hiếp tập đoàn Mạc Thái, nhân cơ hội này khiến tập đoàn Mạc Thái không chống đỡ được. Tập đoàn Mạc Thái vì chuyện này mà xử lý rất cẩn thận, Bạch Tiểu Tuyết không tới đúng giờ lại cho gia tộc Roth thêm một cái cớ. Lần này hay rồi, xem Bạch Tiểu Tuyết xử lý thế nào. Nếu Bạch Tiểu Tuyết không làm được, đến lúc đó vị trí phó tổng sẽ lại là của cô ta. Tiểu Tuyết nhíu mày, đôi tay nắm chặt lại. Cô còn chưa mở miệng, trên cổ tay Bàn Tử sáng lên, anh ta cầm một cái ice cream ăn một miếng, mỉm cười nói xen vào một câu. Vị tiên sinh này, xin hỏi anh là người Hoa hay là người Pháp? Những người khác vẫn bận việc của mình, chỉ có Lâm Hải nhíu mày, liếc mắt nhìn Bàn Tử với vẻ ghét bỏ. Trong trường hợp nghiêm túc như vậy, Bàn Tử không chỉ không mặc hẳn hoi, còn cầm ice cream ăn ở đây, nếu người gia tộc Roth làm vậy chắc chắn sẽ bị đuổi ra. Cho dù không phải người của gia tộc Roth, ở trong hội nghị đàm phán với gia tộc Roth, làm ra hành động không có cấp bậc lễ nghĩa như vậy, cũng không được phép. Anh ta không trả lời Bàn Tử, trái lại nhìn về phía Bạch Tiểu Tuyết. Bạch Tiểu Thư, vị này là... Anh ấy là trợ lý tôi mời tới, giúp tôi xử lý chuyện này, có vấn đề gì sao? Bạch Tiểu Tuyết khẽ nâng mí mắt, hỏi. Người của công ty các cô lại ăn thứ như vậy ở trong trường hợp này, chỉ sợ không hay lắm đâu. Lâm Hải lạnh lùng liếc Bàn Tử một cái, hỏi. Anh ấy là bạn tôi mời tới, không phải người của công ty chúng tôi. Như vậy không có vấn đề gì chứ? Bạch Tiểu Tuyết lạnh lùng nói. Được rồi, tôi sinh ra ở Hoa Hạ, hiện giờ là người của gia tộc Roth ở Pháp Quốc. Lâm Hải cũng không xoắn suýt chuyện này, trả lời. Hóa ra là như vậy, vậy thì chẳng trách, vừa rồi anh nói Bạch Tổng chúng tôi thất hẹn, hội nghị này mời anh là dựa theo thời gian hẹn ở Hoa Hạ, hay là thời gian Pháp Quốc, nếu dựa theo Pháp Quốc, hội nghị phải 9 giờ tối ở Hoa Hạ mới mở. Cho nên Bạch Tổng chúng tôi không tính là thất hẹn, chỉ là mấy người không nói rõ ra, tính ra là Bạch Tổng chúng tôi từ bỏ dành thời gian bồi người nhà, tới họp với mấy người, cũng không tính là thất hẹn. Bàn Tử như hiểu ra, mỉm cười nói. Còn nữa, anh nói tôi ăn ice cream là không lễ phép, tôi thừa nhận con người tôi thật sự không tiếp thu giáo dục quý tộc, tuy mất mấy ngàn tiền huấn luyện, vẫn không thể học được, nhưng gia tộc Roth là đại quý tộc không biết truyền thừa ở châu Âu bao nhiêu năm. Lúc mấy người đang họp lại châu đầu ghé tai, lực chú ý không dành cho hội nghị, đây là thái độ và lễ nghi gia tộc Roth các anh đối đãi với công ty khác à, tôi thấy không hơn gì tôi làm thẻ hội viên ở chỗ dạy lễ nghi bao nhiêu, nếu là như vậy. Tập đoàn Mạc Thái cũng không có gì để nói với mấy anh, hội nghị này có thể kết thúc, mời các vị về cho, chúng tôi còn phải ăn ice cream tiếp. Bàn Tử nghiêm túc nói, anh ta không phải là Tiểu Tuyết, gia tộc Roth thì thế nào? Không phải bây giờ tập đoàn Mạc Thái muốn giao sản phẩm cho gia tộc Roth làm đại lý, mà là gia tộc Roth vừa muốn làm đại lý vừa muốn lấy giá thấp, Mạc gia không thiếu chút tiền đó, anh ta không cần phải khách sáo với mấy người này. Anh ta vừa mới nói xong, sắc mặt Lâm Hải khó coi, ngay cả những thành viên của gia tộc Roth cũng nhíu mày, liếc mắt nhìn Bàn Tử với vẻ đầy hứng thú. Anh là... Bắt cũng để di động xuống, liếc mắt nhìn Bàn Tử một cái hỏi. Tôi chỉ là người bán hàng rong. Nói ra mấy người cũng không biết, nhưng hình như mấy người có hứng thú với tôi, vậy tôi hỏi nhiều một câu, các vị có định họp hay không? Bàn Tử cười hỏi. Có, đương nhiên là có rồi, nếu không phải mang theo thành ý muốn hợp tác với tập đoàn Mạc Thái, chúng tôi sẽ không mang nhiều người tới tham gia hội nghị này như vậy, nhưng mong anh giới thiệu về mình, nếu không có khả năng không có biện pháp đàm phán, bởi vì gia tộc Roth chúng tôi có quy củ, chúng tôi chỉ đàm phán với người mình biết, tuy quy củ này rất vô lễ. Nhưng chúng tôi nhất định phải tuân thủ, cho nên anh nói cho chúng tôi biết tên anh, hoặc chỉ có thể mời anh rời đi, đương nhiên cho dù anh nói cho chúng tôi biết tên. Anh cũng có khả năng rời đi, tự anh chọn đi. Bắt nhếch môi cười tự tin, nói thẳng. Anh ta thân là người của gia tộc Roth, nếu cứ bị Bàn Tử làm khó như vậy, vậy không xứng trở thành huyết mạch chính của gia tộc tài chính Âu Mỹ. Đúng là lắm quy củ,
tôi là chủ tịch tập đoàn Quang Huy, hiện giờ tôi cần ra ngoài không? Bàn Tử oán giận một câu, vẫn trả lời. Tập đoàn Quang Huy, hóa ra anh là thiên tài buôn bán của Hoa Hạ, siêu thị 24 giờ nhanh và tiện lợi của anh rất sáng tạo, có thể gặp được bản nhân đúng là vinh hạnh của tôi. Vẻ mặt Bát kinh ngạc vui mừng, vươn tay về phía Bàn Tử. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu đàm phán rồi chứ? Bàn Tử cười khẽ, không có ý bắt tay với Bát, hỏi. Bát nhún vai, cũng không tức giận thu tay, nhưng những lời nói tràn đầy khinh thường truyền từ miệng anh ta ra. Mục tiên sinh đừng có gấp, quả thật ý sáng tạo của anh rất tốt, nhưng không biết anh có biết hay không, bây giờ tập đoàn Quang Huy còn chưa có giá trị 50 triệu. Nói mấy câu đơn giản, bầu không khí trong phòng họp lập tức thay đổi. Một đám người của gia tộc Rod và trợ lý mỹ nữ bên cạnh Bạch Tiểu Tuyết mỉm cười, Bạch Tiểu Tuyết thì nhíu mày lại. 50 triệu, tuyệt đối là con số vô số người cả đời không dám nghĩ, nhưng ở trước mặt gia tộc Rod, có khả năng chỉ như tiền tiêu vặt của người lớn cho đứa bé, vốn dĩ không đáng nhắc tới. Người của gia tộc Rod không hổ là người của gia tộc Rod, công ty của tôi có giá trị thế nào mấy người đều biết rõ, chẳng lẽ gia tộc Rod các anh còn có quy củ khác, ví dụ như không đàm phán với công ty có giá trị dưới 1.000 triệu. Bàn Tử hơi nhếch miệng cười khinh bỉ, không thèm để ý hỏi. Anh ta đã thành tu sĩ, sở dĩ vẫn muốn mở siêu thị, chỉ vì nửa đêm đi mua đồ ăn không mua được, lập tức nghĩ ra nên mở thôi. Còn giá trị thị trường 50 triệu, hay là 500 triệu, anh ta không thèm quan tâm, chuyện này thì mục tiên sinh yên tâm, tuy gia tộc Rod chúng tôi có nhiều quy củ, nhưng không có quy củ như anh nói, chỉ cần là người gia tộc Rod chúng tôi biết, cho dù là ăn xin chúng tôi cũng sẽ nói chuyện cùng, càng không nói tới người có giá trị 50 triệu. Bát hơi nhếch miệng, cười nói. Nhìn thì như nâng địa vị của Bàn Tử lên, thực ra là không khác gì nói Bàn Tử giống ăn xin. Không có thì tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Bàn Tử cười với vẻ khinh thường. Có thể, đây là hợp đồng tôi mới nghĩ xong, bởi vì mục tiên sinh có nhắc tới vấn đề múi giờ, tôi cố ý kiểm tra vấn đề về tiền, không ngờ đúng là có vấn đề thật, tôi đã chỉnh sửa xong rồi, mọi người xem còn vấn đề khác không? Bắt đưa một phần hợp đồng dưới tay anh ta cho Lâm Hải ở bên cạnh. Lâm Hải gật đầu với Bát, cầm hợp đồng kia đến chỗ đám Bạch Tiểu Tuyết. Bạch Tổng, Mục Tiên Sinh, hai người nhìn hợp đồng này một cái đi. Lâm Hải lạnh lùng nói. Vừa rồi anh ta xuất sư bất lợi, bị Bàn Tử giẫm hai chân, Bát xuất mã, còn không đùa đám người này chết. Trợ lý mỹ nữ nhận hợp đồng trong tay Lâm Hải, cười lạnh lùng, mở ra đưa cho Bạch Tiểu Tuyết. Bạch Tiểu Tuyết và Bàn Tử lấy hợp đồng lật vài tờ, sắc mặt hai người khó coi. Chỉ trong phút chốc Bàn Tử khép hợp đồng lại. Bát tiên sinh, giá euro trên hợp đồng biến thành tiền Hoa Hạ là sao đây? Bạch Tiểu Tuyết hỏi. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ đàm phán, bởi vì linh dược Mạc Gia từng được bán đấu giá, giá trên hợp đồng gần như không có thay đổi, không thể ký hợp đồng vì vấn đề phân chia. Nhưng trên phần hợp đồng này, gia tộc Rod đã sửa giá euro thành Hoa Hạ, giá sẽ kém hơn chục lần. Chuyện này sao, không phải vừa rồi Mục Tiên Sinh đã nói rồi à, Paris kém Giang Nam 7 múi giờ, nói cách khác linh dược chuyển từ Hoa Hạ tới Paris cần mấy tiếng, nếu chúng tôi cho toàn bộ linh dược đồng giá euro thì không đúng lắm. Theo tôi được biết, linh dược Hoa Hạ các cô có một đặc tính chung, dược hiệu sói mòn quá nhanh, vì suy nghĩ cho người tiêu dùng, giá tiền này chỉ có thể là giá tiền Hoa Hạ. Chuyện này phải cảm ơn Mục Tiên Sinh đã nhắc nhở, nếu không tôi đã quên còn vấn đề chênh lệch múi giờ. Mục Tiên Sinh không hổ là thiên tài buôn bán, chuyện gì cũng nằm trong phạm vi suy xét của anh. Hai tay Bát giang ra, cười thân sĩ nói. Tươi cười trên mặt Bàn Tử cứng đờ, trong chớp mắt đã biến mất không còn, lông mày anh ta hơi nhíu lại. Vừa rồi anh ta chỉ phản bác chuyện chênh lệch múi giờ với Lâm Hải, Bát này lại dùng chênh lệch giờ để giảm giá linh dược thấp hơn 10 lần. Không chỉ như vậy, Bát còn hắt nước đục lên người anh ta. Không thể không nói, người của gia tộc Rod này đúng là rất có thủ đoạn. Bát tiên sinh, nếu nói là vấn đề giờ chênh lệch, vậy có phải mời anh giải thích chuyện chia tỷ lệ hay không? Bàn Tử nhíu mày hỏi. Không chỉ giá trị bị đổi từ euro thành Hoa Hạ, chia tỷ lệ 6-4 cũng biến thành 8-2, nói cách khác lợi nhuận linh dược tập đoàn Mạc Thái bán thông qua gia tộc Rod, gia tộc Rod sẽ nhận được 8 phần. Còn tập đoàn Mạc Thái là 2 phần. Chuyện này sao, vừa rồi Mục Tiên Sinh hỏi Lâm Hải là người nước nào khiến tôi nghĩ tới một vấn đề, theo tôi được biết trước đây Hoa Hạ có hoàng đế.
Bát Như sớm dự đoán được Bàn Tử sẽ hỏi vấn đề này, cười nói. Không sai. Vậy Hoa Hạ cổ đại, nếu một hoàng đế muốn hợp tác với thương nhân không thể rời xa nhà, anh cảm thấy hoàng đế sẽ chia với thương nhân này thế nào, là 8 phần hay 6 phần? Bát hỏi. Chuyện này. Bàn Tử nheo mắt lại, không trả lời. Câu hỏi này của Bát là một cái hố, nếu anh ta nói thật sẽ rơi vào trong hố của Bát, nói dối thì không có bất luận ý nghĩa gì trong hội đàm phán. Bát tiên sinh, anh cảm thấy gia tộc Rod các anh là hoàng đế trước mặt tập đoàn Mạc Thái chúng tôi sao? Tiểu Tuyết thấy Bàn Tử khó xử, lạnh giọng hỏi. Bát nghe Bạch Tiểu Tuyết nói vậy, khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết với vẻ thưởng thức. Bạch Tổng không hổ là phó tổng của tập đoàn Mạc Thái, không chỉ xinh đẹp như thiên tiên, còn vô cùng thông minh, ở trước mặt người Mạc gia tộc Rod chúng tôi không dám tự xưng là hoàng đế, gia tộc Rod chúng tôi chỉ là một đám thương nhân. Cho đến bây giờ làm việc đều xuất phát từ góc độ thương nhân. Bát cười giải thích. Mạc Phàm như mặt trời ban trưa, xưng hoàng đế trước mặt Mạc gia, những lời này vốn là cái hố. Nếu anh ta dám khẳng định câu nói kia, vậy cách gia tộc Rod bọn họ bị Mạc Phàm chém một kiếm không xa, tuy một kiếm này cũng không dễ chém. Vậy anh có ý gì? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Tiểu Tuyết có vài phần tức giận, nói. Cô vốn bất mãn chuyện gia tộc Rod chia tỷ lệ. Bỗng nhiên Bát lại chém thêm một đao nữa. Ý của tôi là chỉ cần ở trên thương trường, gia tộc Rod chúng tôi dám nói thứ hai trên địa cầu, không ai dám xưng thứ nhất, chỉ cần gia tộc Rod chúng tôi nguyện ý, có thể biến công ty giá trị 50 triệu chỉ đủ mua một cái ice cream, cũng có thể khiến một cửa hàng bán ice cream có ở khắp nơi trên địa cầu, thậm chí là Bắc Nam Cực, đây là thực lực của gia tộc Rod chúng tôi trên thương trường, không có một chút ý bất kính với Mạc tiên sinh Mạc gia. Bát nói rõ ràng. Khi nói chuyện, anh ta hữu ý vô ý liếc Bàn Tử và ice cream trong tay Bàn Tử một cái. Công ty 50 triệu, chỉ một câu của anh ta có thể khiến công ty này chỉ có giá trị 5 đồng. Cho nên ý của Bát tiên sinh là đàm phán ngày hôm nay, tập đoàn Mạc Thái của Mạc gia chúng tôi không có tư cách có kè mặc cả với gia tộc Rod, mà anh cũng không định sửa lại giá và tỷ lệ chia trên hợp đồng này đúng không? Bàn Tử nhíu mày hỏi. Ít nhất Bạch Tổng còn chưa có tư cách cò kè mặc cả với gia tộc Rod chúng tôi. Bát liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái, cười khinh thường nói. Anh ta vừa nói xong, Lâm Hải và trợ lý mỹ nữ bên cạnh Bạch Tiểu Tuyết đều hơi nhếch miệng, sắc mặt Bàn Tử thì khó coi. Bạch Tổng không có tư cách, Bát tiên sinh, có khả năng anh không biết anh đang nói chuyện với ai rồi. Bàn Tử nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Bát này có được giãn được. Bản lĩnh tránh nặng tìm nhẹ đã đến mức lô hỏa thuần thanh, đầu óc xoay chuyển rất nhanh còn chưa tính, còn năng ngôn thiện biện, người như vậy không làm thương nhân tuyệt đối là phung phí của trời. Nhưng Bát dám nói thẳng là Tiểu Tuyết không có tư cách đàm phán, đúng là không biết sống chết. Bàn Tử vừa nói xong, tươi cười trên mặt Lâm Hải và trợ lý mỹ nữ lại dày đặc hơn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đây là quy tắc trên chiến trường, trên thương trường cũng như vậy. Nếu bọn họ không biết Bạch Tiểu Tuyết là ai, sao dám không kiêng nể gì gây khó dễ cho Bạch Tiểu Tuyết? Bọn họ đã điều tra thân phận của Bạch Tiểu Tuyết đến từ Bạch Gia Giang Nam, còn chưa tới mức là Đại Tiểu Thư Bạch Gia. Nếu là Đại Tiểu Thư Bạch Gia, không đến mức chỉ làm Phó Tổng ở Tập đoàn Mạc Thái. Nếu không phải là Đại Tiểu Thư Bạch Gia, thì không cần phải e sợ. Bạch Gia đã không còn là Bạch Gia trước đây. Bạch gia chỉ dựa vào quan hệ bám váy mới duy trì được địa vị đại gia tộc Giang Nam, đã không còn như xưa. Gia chủ Bạch gia đến đây gia tộc Rod đều sẽ không nể tình, càng không nói tới một cô gái bình thường của Bạch gia. Bát nhíu mày, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái, trên mặt lộ ra chút tò mò. Bạch Tổng là ai, chẳng lẽ còn là Đại Tiểu Thư Bạch gia? Mấy người yên tâm, tôi không phải là Đại Tiểu Thư Bạch gia. Vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết lạnh lẽo. Lạnh lùng nói. Nếu cô lộ ra thân phận của mình, thì không có biện pháp dựa vào mình giúp Mạc gia xử lý công ty, cho nên lúc cô vào công ty, chỉ lấy thân phận là người của Bạch gia. Cộng thêm không có mấy người từng gặp cô, ở công ty ngoại trừ Lưu Nguyệt Như gia thì không ai biết cô là Bạch Tiểu Tuyết. Vậy Bạch Tổng cảm thấy thế nào, nếu không có vấn đề gì, chúng ta cùng ký tên lên hợp đồng này đi, chỉ cần Bạch Tổng ký phần hợp đồng này. Tôi đảm bảo trong vòng 3 ngày cái tên tập đoàn Mạc Thái sẽ chuyển tới Wall Street ở New York. Bát mỉm cười nói. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, cô do dự một lát, lúc này mới mở miệng. Nếu tôi không ký hợp đồng này, tôi
tôi muốn biết gia tộc Roth các anh sẽ làm thế nào, giá trị của tập đoàn Mạc Thái chúng tôi cũng không nhiều, gần 500 triệu, không biết gia tộc Roth có biến giá trị tập đoàn Mạc Thái chúng tôi thành tiền một hộp ice cream hay không? Trong mắt Bạch Tiểu Tuyết lóe sáng ánh sáng lạnh, nói. Gia tộc Roth không tới đàm phán, rõ ràng là lấy thân phận hoàng đế trên thương trường chèn ép tập đoàn Mạc Thái, sao cô có thể ký hợp đồng như vậy? Nếu ký hợp đồng này, tập đoàn Mạc Thái sẽ hướng ra quốc tế, nhưng vì kiếm tiền giúp gia tộc Roth mà thành trò cười của quốc tế. Bạch Tổng, như vậy không hay lắm đâu, ý của Lưu Tổng là chúng ta cố gắng hợp tác với gia tộc Roth, cô độc đoán như vậy, không cần bàn bạc với Lưu Tổng trước sao? Trợ lý Mỹ nữ ở bên cạnh hơi nhếch miệng cười đắc ý, âm dương quái khí nói. Nói xong cô ta lập tức thay đổi vẻ mặt khác, nhìn Pat. Pat tiên sinh, anh đừng tức giận, Bạch Tổng của chúng tôi còn quá trẻ, chỉ nhất thời kích động, chắc chắn chúng tôi sẽ ký hợp đồng, chỉ là có thể nói chi tiết hơn cho chúng tôi hay không? Pat hơi nhếch miệng, cười với vẻ khinh thường. Nếu Bạch Tổng muốn biết, vậy nể mặt Mạc tiên sinh, tôi có thể nói cho Bạch Tổng. Nếu Mạc gia không hợp tác với gia tộc Roth chúng tôi, chuyện này mà lan ra ngoài, gia tộc Roth chúng tôi không cần phải động một ngón tay, sẽ xảy ra mấy chuyện như sau. Thứ nhất, có khả năng không có ai tiếp nhận đơn đặt hàng của tập đoàn Mạc Thái. Thứ hai, nguồn cung cấp của tập đoàn Mạc Thái sẽ bị đứt. Thứ ba, có khả năng linh dược của tập đoàn Mạc Thái không chỉ không có biện pháp tiêu thụ ở quốc tế, có khả năng ngay cả Giang Nam cũng không có ai muốn. Cuối cùng tập đoàn Mạc Thái sẽ cầu xin hợp tác với gia tộc Roth chúng tôi. Nếu thương trường có hoàng đế, vậy chắc chắn gia tộc Roth là hoàng đế này. Lúc trước không phải không có ai từ chối hợp tác với gia tộc Roth, kết cục từ chối giống như người từ chối yêu cầu của hoàng đế cổ đại, có lẽ hoàng đế sẽ không so đo với người bình thường, nhưng tất cả những người xung quanh người này đều rời xa anh ta, mãi đến khi người này cúi đầu với hoàng đế mới thôi. Cho nên gia tộc Roth bọn họ không cần phải làm gì, chỉ dựa vào hoàng đế thương trường là đủ uy hiếp. Bắt vừa nói xong, một người đàn ông trung niên ngồi cạnh cửa sổ hơi nhếch miệng, nhắc nhở. Pat, đừng quên nơi này là công ty của Mạc tiên sinh, đừng làm càn quá. Đa tạ Godsen thúc nhắc nhở. Pat cảm kích Godsen, nói tiếp. Thiếu chút nữa đã quên, tập đoàn Mạc Thái là công ty của Mạc tiên sinh, cho dù tập đoàn Mạc Thái từ chối ký hợp đồng với chúng tôi, chắc chắn gia tộc Roth chúng tôi không thể làm gì tập đoàn Mạc Thái, nhưng những người khác sẽ thế nào, chúng tôi muốn nhúng tay vào không được. Dù sao bọn họ không phải do gia tộc Roth chúng tôi quản, cho nên Bạch Tổng vẫn nên suy xét một phen thì hơn, nhớ đâu biến thành như chúng tôi nữa, vậy thì là sai lầm của gia tộc Roth chúng tôi rồi. Anh ta luôn miệng xưng Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, nhưng trong giọng nói không có một chút tôn kính. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết và Bàn Tử khó coi, đều không nói gì. Nếu đàm phán thất bại, quả thật gia tộc Roth có thể khiến tập đoàn Mạc Thái không có đất dung thân. Trợ lý Mỹ nữ ở bên cạnh thấy Bạch Tiểu Tuyết và Bàn Tử không nói chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên, cười mỉa. Chuyện đã tới nước này rồi, đã không khác gì mọi chuyện đã bị hủy. Cố vấn chỉ là cố vấn, tìm tới giúp thì có năng lực làm gì, không phải đều cùng một kết cục. Bạch Tiểu Tuyết xong rồi, không lâu sau vị trí phó tổng sẽ là của cô ta. Bạch Tổng, hay là chúng ta nói với Lưu Tổng một chút, chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta rồi. Trợ lý Mỹ nữ lạnh lùng nói, lấy di động ra gửi tin cho Lưu Nguyệt Như. Là Lưu phu nhân Lưu Nguyệt Như của các cô sao? Bát cười hỏi. Đúng vậy, Bát tiên sinh, anh quen Lưu Tổng chúng tôi sao? Vẻ mặt trợ lý Mỹ nữ nịnh nọt, cười hỏi. Quen thì không quen, nhưng Lưu Tổng các cô tới đây cũng không có tác dụng, gia tộc Roth chúng tôi còn có quy củ, một khi hợp đồng đã chỉnh sửa xong, thà không hợp tác chứ không sửa lại, cho nên cô bảo bà ta tới. Tôi cũng không sửa hợp đồng. Bát lạnh nhạt nói. Chuyện này, hay là tôi bảo Bạch Tổng chúng tôi xin lỗi anh nhé. Trên mặt trợ lý Mỹ nữ xuất hiện khó xử, lúng túng nói. Xin lỗi, Bạch Tổng sẽ không xin lỗi bất luận kẻ nào. Trong mắt Bàn Tử lóe lên sắc bén, lạnh lùng liếc trợ lý Mỹ nữ một cái nói. Bảo Bạch Tiểu Tuyết xin lỗi Bát, cho dù Bát là sư tổ của gia tộc Roth cũng không được. Xin lỗi thì không cần, chỉ cần xin lỗi có thể thay đổi được quy củ của gia tộc Roth chúng tôi, vậy quy củ của gia tộc Roth chúng tôi như trò đùa rồi, mấy người ký thì ký, không ký chúng tôi cáo từ trước. Bát đứng dậy, làm bộ như muốn đi. Bàn Tử và Bạch Tiểu Tuyết nhíu chặt mày, trên mặt đều là do dự. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào một giọng nữ trẻ con. Anh,
Ice cream nhà này ăn ngon thật, lát nữa lúc đi, em còn muốn ăn cái nữa. Nghe thấy giọng nói này, trợ lý mỹ nữ và đám người của gia tộc Roth nhíu mày. Trợ lý Triệu, tôi nghĩ cách âm ở công ty các cô kém chỗ chúng tôi rất nhiều. Lâm Hải nói với trợ lý mỹ nữ. Bọn họ đã bước Bạch Tiểu Tuyết và Bàn Tử tới gần vách núi, đợi Bạch Tiểu Tuyết cúi đầu ký tên, bỗng nhiên truyền tới giọng một đứa bé, chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới kết quả đàm phán. Trong mắt trợ lý mỹ nữ lóe sáng ánh sáng lạnh, cười xấu hổ, vội vàng đứng dậy. Lâm tiên sinh đừng tức giận, tôi sẽ đuổi bọn họ đi. Trợ lý mỹ nữ này còn chưa rời khỏi vị trí, cửa phòng họp được mở ra, Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ đi vào. Chị dâu, sao chị còn chưa bàn xong vậy? Tiểu Vũ nhìn Bạch Tiểu Tuyết hỏi. Hửm, người của gia tộc Rót nhíu mày nhìn về phía cửa, thấy Mạc Phàm và Tiểu Vũ, có người giang tay với vẻ bất đắc dĩ, có người lắc đầu, có người cười khinh thường, vẻ mặt tất cả đều mờ mịt. Đây là đàm phán, hay mở cuộc họp phụ huynh đây? Có người dùng tiếng Anh kinh ngạc nói. Nhưng Gotsen người đàn ông mở miệng lúc trước nhìn thấy Mạc Phàm, trong chớp mắt vẻ mặt sửng sốt, sau đó sắc mặt trắng bệch, giống như gặp phải quỷ, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy từ trán ông ta xuống. Ông ta vừa định mở miệng, thì thấy ngón tay Mạc Phàm khẽ động, miệng ông ta còn chưa mở ra, cả người vẫn duy trì động tác ngồi vừa rồi, trong mắt đều là sợ hãi. Bởi vì ông ta ngồi gần cửa sổ, cho nên không ai nhận thấy được dị dạng của ông ta, Lâm Hải là người đầu tiên. Trợ lý Triệu, sao công ty các cô lại có đứa bé, ở đây mở nhà trẻ à? Lâm Hải nhíu mày lạnh giọng hỏi. Lâm tiên sinh, để chúng tôi xử lý chuyện này cho. Trợ lý mỹ nữ cười áy náy với Lâm Hải, nói. Nhưng lúc cô ta nhìn về phía Mạc Phàm, không quan tâm mặt mũi của Bạch Tiểu Tuyết, cô ta lập tức bùng nổ tức giận. Hai người là ai? Ai cho hai người đi vào đây? Đây không phải nơi hai người có thể tới. Nhanh đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới. Mỗi cửa ở công ty đều có gác cổng, nhất là phòng họp, không có thẻ sẽ không vào được. Chắc chắn hai người này cầm thẻ vào cửa của Bạch Tiểu Tuyết mới có thể tới đây. Nếu như vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tiền đồ của công ty, đừng nói là bạn trai Bạch Tiểu Tuyết, ngay cả Bạch Tiểu Tuyết cũng không thể gánh vác nổi. Thấy Mạc Phàm đi tới, Bàn Tử cười ăn ice cream. Bạch Tiểu Tuyết muốn nói gì đó, cô nghĩ một lát cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Mạc Phàm liếc mắt ra hiệu với Tiểu Vũ ngoan ngoãn rời khỏi người hắn, cầm ice cream chạy tới bên cạnh Bàn Tử. Bàn Tử kéo một cái ghế ra, ôm Tiểu Vũ ngồi trên ghế, hai người cùng ăn ice cream. Trợ lý mỹ nữ thấy Mạc Phàm thở ơ, Tiểu Vũ còn ngồi xuống thì lông mày nhíu chặt lại, ánh sáng lạnh lại thịnh hơn nhiều. Lỗ tai của anh bị điếc à, biết nơi này là nơi nào không? Đường đường là tập đoàn Mạc Thái, vậy mà có người dám tới quấy rối, không muốn sống nữa à? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nhìn xung quanh, khi ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Hải, khẽ nâng mí mắt, trong đôi mắt hắn hiện lên chút bất ngờ. Anh tên Lâm Khuynh Hải đúng không? Không đúng, có lẽ bây giờ anh tên là Lâm Hải. Mạc Phàm không để ý tới trợ lý mỹ nữ, hỏi. Lâm Hải là con riêng của Lâm gia, tính ra là anh họ của Lâm Khuynh Thiên. Kiếp trước sau khi Lâm Hải thành thành viên nòng cốt của gia tộc Rót, lúc này mới quay về Giang Nam nhận người thân, tên cũng đổi từ Lâm Hải thành Lâm Khuynh Hải. Chuyện này không chỉ khiến gia tộc có quan hệ với gia tộc Rót, cũng khiến thế lực Lâm gia ở Hoa Hạ tăng cao. Ngay cả Long Hoa Hội đều phải nể mặt Lâm gia vài phần. Hắn từng gặp Lâm Khuynh Hải vài lần, cho nên có ấn tượng rất sâu. Chẳng qua chuyện này là chuyện 5 năm sau, không ngờ hắn lại gặp Lâm Hải trong tình huống này. Nếu là như vậy, hắn có thể giảm bớt không ít phiền phức. Phong Thiên Chi Địa cần huyết mạch Lâm gia, hắn có biện pháp lược qua chuyện này, nhưng cần chuẩn bị vài thứ mới được. Hiện giờ Lâm Hải không chỉ tự mình đưa tới cửa, còn muốn đối phó tập đoàn Mạc Thái với gia tộc Rót. Sắc mặt Lâm Hải thay đổi, trong mắt hiện lên chút dị sắc, nhưng lập tức khôi phục như thường. Anh ta không trả lời Mạc Phàm, trái lại giang hai tay ra, nhìn về phía trợ lý mỹ nữ với vẻ không kiên nhẫn. Trợ lý mỹ nữ nhíu chặt mày, tức giận tới mức ngực lên xuống phập phồng. Lâm Hải có thân phận như vậy, người như Mạc Phàm có thể chất vấn sao? Không đi thì không đi. Vậy anh đợi bảo vệ tập đoàn Mạc Thái chúng tôi đuổi anh ra ngoài. Trợ lý mỹ nữ tức giận nói. Nói xong cô ta lấy di động ra gọi điện. Dám đến Mạc Thái của Mạc gia gây chuyện, nếu ném Mạc Phàm từ trên đây xuống,
cũng không có ai dám tới Mạc gia chất vấn. Mạc Phàm thấy Lâm Hải không trả lời, hắn chẳng muốn truy hỏi nữa. Tuy Lâm Hải khác với lúc hắn từng gặp, nhưng hắn không nhận sai người. Mấy người nói tới đâu rồi, nói tiếp đi. Mạc Phàm kéo một cái ghế, ngồi bên cạnh Tiểu Vũ. Ngoại trừ Gotsen ra, một đám thành viên của gia tộc Rót lộ ra biểu cảm không còn gì để nói. Bọn họ từng tham dự vô số lần đàm phán, không có một lần thành trò cười như hôm nay, Icream và đứa bé đều xuất hiện trong phòng hội nghị, thậm chí còn có người không liên quan xâm nhập. Vị tiên sinh này, gia tộc Rót chúng tôi có quy củ, không đàm phán với người mà chúng tôi không quen, xin hỏi anh là ai, giữ chức vị gì trong tập đoàn Mạc Thái? Bắt lắc đầu cười hỏi. Tôi sao? Mạc Phàm nhớn mày hỏi. Không sai, là anh. Bắt cũng không tức giận, lặp lại. Tôi xem như là người của tập đoàn Mạc Thái, còn thân phận sao, hôm nay chỉ là vệ sĩ của Bạch Tổng, đây có tính là quen không? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không đáp hỏi ngược lại. Vệ sĩ sao? Lâm Hải cười khinh thường, anh ta phiên dịch lại cho thành viên của gia tộc Rót, những người khác bắt đầu cười theo. Bọn họ còn tưởng chức vị của Mạc Phàm cao bao nhiêu, kết quả chỉ là vệ sĩ, đúng là buồn cười. Bọn họ chưa từng gặp vệ sĩ nào dám xông vào phòng họp, càng chưa từng thấy vệ sĩ còn mang theo đứa bé. Gotsen liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tuyết một cái, vẻ hoảng sợ lại dày đặc hơn nhiều. Cô gái Bạch gia có thể khiến Mạc Phàm trở thành vệ sĩ của mình chỉ có một, đó là vị hôn thê Bạch Tiểu Tuyết của Mạc Phàm. Chuyện này, vị tiên sinh này, có khả năng thân phận này không chỉ không đủ cho anh ngồi, còn có thể khiến anh bị ném từ nơi này xuống, cho nên tôi đề nghị anh mang đứa bé rời khỏi đây, nếu không có khả năng không chỉ anh bị ném từ nơi này, đứa bé cũng như vậy, đúng rồi, cuối cùng nhắc nhở anh một câu, công ty này là công ty của nhà Mạc tiên sinh danh chấn thế giới, cho dù anh bị người ta ném xuống, có khả năng không ai dám hỏi đến. Bắt mỉm cười nói, à, anh chắc chắn như vậy sao? Mạc Phàm nhướn mày, cười khẽ nói, nếu anh không tin, chúng ta có thể đánh cược, thế nào? Bắt xoay chiếc nhẫn trên tay anh ta, nói. Nghe lời Bắt nói, những người của gia tộc Rót đều lộ ra vẻ hứng thú. Đàm phán này thật sự không thú vị, ở giữa có đệm tăng tiền còn có chút lạc thú. Hơn nữa Bắt được gọi là đứa bé được nữ thần may mắn chiếu cố ở gia tộc Rót, đánh cược chưa từng thua, anh ta mang thùng tiền đầu tiên cho gia tộc Rót là thắng cổ thần Warren Buffett. Trợ lý mỹ nữ kia vốn định đuổi Mạc Phàm ra ngoài, thấy Bắt muốn đánh cược với Mạc Phàm một lần, thì nhìn Mạc Phàm như xem diễn trò, không nói gì nữa. Nhưng mà, mắt Gotsen mở to, mắt đảo liên tục. Bắt đánh cược với Mạc Phàm, chết cũng không biết chết thế nào. Đánh cược gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Nếu anh và tiểu cô nương kia không bị ném ra, vậy tôi sẽ phá quy củ của gia tộc Rót một phen, dựa theo hợp đồng lần trước của các anh ký tên. Nếu anh bị ném ra ngoài, như vậy Bạch Tổng sẽ phải ký phần hợp đồng này, thế nào? Bắt hơi nhếch miệng cười quỷ dị, nói. Nếu Mạc Phàm phá đàm phán của bọn họ, vậy thì dùng mạng của Mạc Phàm và tiểu cô nương này tới trợ hứng. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Hôm nay anh là vệ sĩ của em, tự em quyết định đi. Mạc Phàm cười khẽ nói. Nếu hắn đồng ý với Tiểu Tuyết làm vệ sĩ, hắn sẽ không bội ước. Bạch Tiểu Tuyết tức giận liếc Mạc Phàm một cái, đẩy hợp đồng về phía Mạc Phàm. Mạng của anh, tự anh xem mà làm đi. Mạc Phàm ngừng cười, bĩu môi với vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhìn thoáng qua hợp đồng, lông mày hơi nhíu lại, sau đó lập tức giãn ra. Đánh cược thì không cần, tôi không có hứng thú bắt nạt người khác, nhưng tôi cũng không thích bị người ta bắt nạt, anh chỉ cần nói cho tôi một chuyện là được. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hắn vốn cảm thấy kỳ lạ vì sao hắn và Tiểu Vũ đã ăn ice cream xong rồi, cuộc họp vẫn chưa kết thúc, hóa ra vấn đề nằm ở đây. Tuy hắn không có hứng thú với kinh doanh, nhưng hiểu biết rất rõ về đan dược, linh dược. Linh dược của Mạc gia bọn họ bị người ta thay đổi tùy thích, giá thấp hơn 10 lần, phần lớn tiền kiếm được đều nằm trong tay gia tộc Rót. Cứ như vậy, ngoại trừ nguyên liệu cần để chế thuốc và linh khí tiêu hao, Mạc gia gần như không chiếm được gì. Đây không phải là mượn đắn đo của Mạc gia uy hiếp Mạc gia, mà là đang bắt nạt Mạc gia. Tôi thấy không phải vị tiên sinh này không có hứng thú với chuyện bắt nạt người khác, mà là lá gan không đủ lớn, ngay cả đánh cược với tôi một lần cũng không dám. Bắt cười nói. Lá gan của tôi không đủ lớn sao?
Mạc Phàm lắc đầu cười, cầm lấy hợp đồng. Xoẹt một tiếng, hợp đồng bị xé làm đôi. Ở đây, trợ lý mỹ nữ và tất cả người của gia tộc Roth đều sửng sốt, sắc mặt thay đổi theo. Mạc Phàm chỉ là vệ sĩ của phó tổng, vậy mà dám xé hợp đồng của bọn họ. Chuyện này, tên kia, anh điên rồi à, anh biết anh đang làm gì không? Mắt trợ lý mỹ nữ mở to, tức giận nói. Xé hợp đồng, đây là hành động vô cùng nguy hiểm đối với đàm phán, có nghĩa là hai bên sẽ tuyệt giao, không thể hợp tác với nhau. Tôi đang làm gì, cô không nhìn thấy sao? Mạc Phàm lại chậm rãi xé, một phần hợp đồng chia đôi lại biến thành bốn. Phương thuốc luyện chế linh dược của tập đoàn Mạc Thái là hắn từng thay đổi, hiệu quả kém hơn một chút so với hắn luyện chế. Dù vậy phóng nhãn ra cả địa cầu, không có linh dược nào có hiệu quả tốt hơn tập đoàn Mạc Thái. Bởi vì tệ so với y tiên bất tử hắn, nhưng tốt hơn người khác vô số lần. Linh dược như vậy cần ký hợp đồng với gia tộc Roth, đúng là buồn cười. Vị tiên sinh này, anh có biết dựa theo quy củ của gia tộc Roth chúng tôi, xé hợp đồng với gia tộc Roth chúng tôi sẽ có kết cục gì không? Trong mắt bắt lóe sáng ánh sáng lạnh, trầm giọng hỏi. Từ khi gia tộc Roth bọn họ nắm giữ mạch máu tài chính Âu Mỹ tới nay, chưa từng bị người ta xé bỏ hợp đồng, cho đến bây giờ đều là bọn họ xé hợp đồng với người khác. Ý của anh là nói hợp đồng này của gia tộc Roth các anh à, nếu là của các anh, quả thật tôi rất muốn biết xé nó sẽ có kết cục gì. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, tò mò hỏi. Đối với người xé hợp đồng của gia tộc chúng tôi sẽ trừng phạt người này rất tàn nhẫn, nếu trừng phạt này đặt lên người một người, tương tự với hình phạt tàn khốc của Hoa Hạ các anh, hình phạt tàn khốc này tên là lăng trì, nhưng nếu là anh xé, không phải Bạch Tổng xé, chúng tôi có thể không so đo với tập đoàn Mạc Thái, nhưng có khả năng không phải anh chỉ bị ném từ trên tầng xuống đơn giản như vậy, anh và tiểu nha đầu này phải chịu hình phạt đó mới có thể bồi thường chuyện hợp đồng của chúng tôi bị xé. Bắt hơi nhếch miệng cười mỉa, nói. Hợp đồng của gia tộc Roth bọn họ có thể xé tùy tiện sao, nhất định phải có người biết đáng sợ của gia tộc Roth bọn họ mới được, nếu không sẽ còn người khác xé hợp đồng của bọn họ, vậy chỉ có thể nói xin lỗi với anh em Mạc Phàm rồi. Đây là quy củ của gia tộc Roth, người nào động vào người đó sẽ phải trả giá thật nhiều, cho dù là người già hay trẻ nhỏ. Trợ lý Triệu, chuyện này cô xem rồi làm đi, nếu tập đoàn Mạc Thái các cô bảo vệ vị tiên sinh này. Chúng tôi chỉ có thể tiến hành trừng phạt tập đoàn Mạc Thái. Bắt hơi nghiêng đầu, dùng tiếng Hoa Hạ nói với trợ lý mỹ nữ. Chắc chắn chúng tôi sẽ cho Bắt tiên sinh một câu trả lời hài lòng. Trợ lý mỹ nữ thề son sắt. Bạch Tổng, không phải tôi không đứng về phía cô, là bạn trai cô hơi quá đáng, hôm nay ai cũng không cứu được bạn trai cô, tốt nhất là bạn trai cô đừng rời đi. Trợ lý mỹ nữ lạnh lùng nói, giống như là muốn giúp Bạch Tiểu Tuyết. Vẻ mặt Bàn Tử và Bạch Tiểu Tuyết vô cùng lãnh khốc. Chỉ là một tờ hợp đồng, vậy mà gia tộc Roth lại muốn dùng lăng trì để bồi thường. Trái ngược lại, đối diện bọn họ ngoại trừ Gotsen ra, những người khác đều nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Anh, lăng trì là gì? Tiểu Vũ cảm nhận được bầu không khí quỷ dị trong phòng họp, tò mò hỏi. Không đợi Mạc Phàm trả lời, bắt hơi nhếch miệng nói xen vào một câu. Tiểu cô nương! Lăng trì giống như cô xúc từng miếng ice cream, có người dùng dao găm rất mỏng đâm cô một đao, chuyện này gần giống như vậy, cụ thể là gì, cô và anh cô sẽ biết nhanh thôi. Tiểu Vũ chớp mắt, vẻ mặt sửng sốt. Anh, là như vậy sao? Mạc Phàm cười khẽ sờ đầu Tiểu Vũ, khi nhìn về phía bắt sắc bén trong mắt hắn lóe lên như đao phong. Câu cuối cùng anh nói là gì thế, vừa rồi tôi không nghe thấy, anh có thể lặp lại lần nữa không? Vừa rồi Bát tiên sinh có nói, bởi vì cậu xé hợp đồng của gia tộc Roth, dựa theo quy củ của gia tộc Roth, anh em các cậu sẽ lập tức biết cảm giác lăng trì là gì. Lâm Hải cười lạnh lùng, bổ sung thêm. À, Mạc Phàm gật đầu, hắn cử động ngón tay, Gotsen vẫn không có biện pháp mở miệng lập tức có thể nói được. Ông ta không quan tâm mình còn đang thở hổn hển, giọng nói truyền từ cổ họng ông ta ra. Đều câm miệng hết cho tôi, cậu ấy là Mạc Phàm của Mạc gia. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Anh ta là Mạc Phàm sao? Thành viên của gia tộc Roth vốn sửng sốt, sau đó cười khinh thường. Gotsen, có phải ông nhầm rồi không? Một người trong đó cười hỏi. Người này chỉ là một vệ sĩ, sao có thể là Mạc tiên sinh được? Chú Gotsen, có khả năng chú nhận sai người rồi, nếu anh ta là Mạc tiên sinh, sao bây giờ chúng ta vẫn còn sống?
Bát cười hỏi. Nếu Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, với hiểu biết của anh ta về Mạc tiên sinh, bọn họ sớm đã chết oan chết uổng rồi. Hơn nữa lúc này Mạc Phàm nên ở đỉnh Hoa Sơn, còn chưa quay về. Bát câm miệng, cháu muốn hại chết gia tộc Rod chúng ta sao? Godsen nhíu mày nói. Sở dĩ ông ta có thể nhận ra Mạc Phàm, là vì ông ta đại diện cho gia tộc Rod tới Hoa Hạ, bình thường vẫn luôn kiêu ngạo mình là người của gia tộc Rod. Bởi vậy ông ta tận mắt chứng kiến Mạc Phàm đại chiến với Vạn Thiên Tuyệt, còn giết chết Vạn Thiên Tuyệt. Cảnh tượng lúc ấy khiến người ta vô cùng rung động, đến bây giờ ông ta vẫn không thể quên được, sao có thể nhận sai người. Trợ lý mỹ nữ kia cũng sửng sốt, sau đó cô ta hơi nhếch miệng, nở nụ cười khinh thường. Tuy cô ta chưa từng gặp Mạc Phàm, nhưng nếu Mạc Phàm tới đây, sao không có ai thông báo? Ngoài ra Mạc Phàm tới đây còn cần giả làm vệ sĩ. Còn làm vệ sĩ cho cô gái tầm thường như Bạch Tiểu Tuyết. Godsen tiên sinh, chắc chắn là ông nhận sai người rồi, nếu anh ta là Mạc tiên sinh của tập đoàn Mạc Thái chúng tôi, vậy tôi là Bạch Tiểu Tuyết vị hôn thê của Mạc tiên sinh ấy chứ. Trợ lý mỹ nữ vừa nói xong, một giọng nói lạnh như băng truyền từ bên ngoài phòng họp vào. Quả thật cậu ấy là Mạc tiên sinh, nhưng cô không phải là Bạch Tiểu Tuyết, người bên cạnh cô mới đúng là Phó Tổng Bạch Tiểu Tuyết. Trợ lý mỹ nữ và đám người của gia tộc Rod nghe thấy giọng nói này thì nhíu mày, vội vàng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Lưu Nguyệt Như dẫn theo một đám người vội vàng đi tới, những người này không có một ai không phải cấp cao của Mạc Thái, vẻ mặt cả đám nghiêm trọng đứng sau Mạc Phàm. Lưu Nguyệt Như mặc trang phục công sở màu trắng, tóc được búi lên cao lộ ra gương mặt hoàn mỹ, bà đi đến bên cạnh Mạc Phàm hơi cúi người, đường cong hoàn mỹ hơi lộ ra, đứng bên cạnh Mạc Phàm. Mạc tiên sinh. Phía sau Lưu Nguyệt Như, những người khác cũng cúi người với Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, câu này vừa vang lên, cho dù là Pat hay người của gia tộc Rod, hoặc trợ lý mỹ nữ kia, tươi cười trên mặt bọn họ đều cứng đờ, trong chớp mắt sắc mặt vô cùng âm trầm. Ở tập đoàn Mạc Thái, chỉ có Lưu Nguyệt Như mới tiếp xúc được với Mạc Phàm, bởi vì Lưu Nguyệt Như là một trong số những người đi theo Mạc Phàm từ sớm. Trợ lý mỹ nữ này sẽ nhận sai, Godsen sẽ nhận sai. Nhưng Lưu Nguyệt Như thì không. Như vậy người này thật sự là Mạc tiên sinh danh chấn thế giới. Chỉ trong chớp mắt, trong phòng hội nghị yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở. Cộp cộp, trợ lý mỹ nữ kia lùi về sau mấy bước, mặt xám như cho tàn, không còn vênh váo đắc ý như vừa rồi nữa. Trái lại giống như con chuột thấy chân long, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Lúc trước cô ta hung hãn như thế, hoàn toàn là dựa vào Mạc Phàm. Mà cô ta lại dựa vào Mạc Phàm để bắt nạt người của Mạc Phàm. Chuyện này, ngoại trừ cô ta ra, tuy Pat và người của gia tộc Rod không chật vật như cô ta, nhưng trong chớp mắt quần áo ướt đẫm, mắt cả đám không ngừng đảo. Nhất là Pat, gia tộc Rod dùng hợp đồng bắt nạt tập đoàn Mạc Thái là vấn đề không lớn, vậy mà anh ta nói muốn lăng trì Mạc Phàm và em gái Mạc Phàm, chuyện này không khác gì nhổ lông trên đầu lão hổ. Trừ chuyện đó ra, lúc này Mạc Phàm xuất hiện ở Giang Nam. Vậy nói lên Mạc Phàm đã đánh bại Bát Phương. Vậy mà vừa rồi anh ta còn muốn đánh cược với Mạc Phàm, nếu Mạc Phàm đồng ý quả thật là bắt nạt anh ta. Bởi vì không chỉ ở Giang Nam, phóng nhãn ra toàn bộ thế giới cũng không có ai có thể ném Mạc Phàm từ trên tầng xuống. Nhưng mà, chỉ trong phút chốc Bát hơi nhếch miệng cố nặn ra nụ cười, vẻ mặt khôi phục như thường. Hóa ra là Mạc tiên sinh, thật sự là thất kính thất kính. Không ngờ đàm phán nho nhỏ này của chúng tôi cũng có thể hấp dẫn Mạc tiên sinh, càng không ngờ Bạch Tổng người đàm phán với chúng tôi lần này lại là vị hôn thê của Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh đúng là có mắt nhìn, tìm được một đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương như Bạch Tiểu Thư. Không phải anh ta chưa từng ứng phó người như Mạc Phàm, mâu thuẫn với người như vậy, không nói lời nào mới gần với đường chết. Anh muốn nói cái gì, còn nữa không? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Vừa rồi là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không nhận ra Mạc tiên sinh, cho nên những lời vừa rồi mong Mạc tiên sinh và Mạc tiểu thư có thể thông cảm, lát nữa tôi sẽ chuẩn bị một phần đại lễ đưa đến Mạc gia, coi như là xin lỗi. Bát cười khiêm tốn nói. Còn nữa không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Còn chuyện hợp đồng, chỉ là mấy tờ giấy mà thôi, nếu Mạc tiên sinh xé rồi, tôi lập tức bảo người chuẩn bị thêm một phần nữa, đưa tới cho Mạc tiên sinh. Giá và tỷ lệ Mạc tiên sinh muốn ký thế nào thì ký thế đó. Vẻ mặt Bát nịnh nọt, liếc mắt ra hiệu với đám Lâm Hải. Đám Lâm Hải hiểu ý, luống cuống tay chân đi lục văn kiện,
tìm hợp đồng dự phòng. Vì tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bình thường bọn họ không chỉ mang một phần hợp đồng. Tôi nhớ rõ anh vừa nói rồi, hợp đồng của gia tộc Roth không thể bị người ta xé, chỉ cần bị người ta xé, thì phải chịu trừng phạt tương tự với Lăng Trì. Ngoài ra quy củ của gia tộc Roth không thể thay đổi. Nếu là như vậy, gia tộc Roth các anh chuẩn bị trừng phạt tập đoàn Mạc Thái chúng tôi, chuẩn bị xử trí tôi và em gái tôi mới phải. Mạc Phàm lắc đầu nói. Hắn vừa nói xong, tươi cười trên mặt bắt lập tức cứng đờ, những người khác câm như hến, không dám thở mạnh một phen. Mạc Phàm như vậy, rõ ràng là không muốn tha cho bọn họ. Nếu Mạc tiên sinh nguyện ý, gia tộc Roth chúng tôi có thể vì anh mà ngoại lệ, anh xem như vậy có được không? Trên mặt bắt cố nặn ra tươi cười vui vẻ, cố gắng nói. Mạc tiên sinh, lúc trước tôi tận mắt chứng kiến cảnh cậu đại chiến với Vạn Thiên Tuyệt, đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, quả thật chuyện hôm nay là chúng tôi có mắt như mù, Mạc tiên sinh có thể nể mặt gia tộc Roth chúng tôi, cho chúng tôi cơ hội hối cải làm người mới hay không? Gia tộc Roth chúng tôi nguyện ý chịu tất cả phí tổn, đảm bảo sẽ cho Mạc gia câu trả lời hài lòng mở rộng linh dược ra khắp thế giới. Sắc mặt Godsen rất khó coi, nói xen vào một câu. Ông từng quan sát tôi chiến với Vạn Thiên Tuyệt sao? Mạc Phàm cười khẽ hỏi. Đúng vậy, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ tư thế oai hùng khí phách uy vũ của Mạc tiên sinh, cho dù dùng độc nhất vô nhị để hình dung cũng không đủ. Godsen vội vàng gật đầu. Tôi thấy ông quên rồi mới đúng. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Mạc tiên sinh có ý gì? Godsen hơi sửng sốt, sau đó hỏi. Nếu ông còn nhớ rõ lúc ấy tôi giết Vạn Thiên Tuyệt thế nào, gia tộc Roth của ông còn dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tập đoàn Mạc Thái Mạc gia tôi ở Giang Nam sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Lúc trước gia tộc Roth không định đàm phán với tập đoàn Mạc Thái, lại lựa lúc hắn đại chiến ở Hoa Sơn đàm phán, chỉ sợ đã quên tên của hắn, cảm thấy hắn sẽ chết trong cuộc chiến ở Hoa Sơn. Nếu không cho dù gia tộc Roth có 100 lá gan, bọn họ cũng không dám ký hợp đồng như vậy. Nhưng nếu gia tộc Roth dám làm như vậy, chỉ là mặt mũi của gia tộc Roth, sao hắn không làm gì tha cho những người của gia tộc Roth? Nếu gia tộc Roth đã quên tên hắn, nếu hắn không khiến gia tộc Roth biến mất, vậy thì hắn sẽ khiến gia tộc Roth nhớ tên hắn vĩnh viễn. Chuyện này, trong chớp mắt cơ thể Godsen và đám bắt run lên, giống như bị sét đánh trúng, sắc mặt cả đám trắng bệch. Mạc tiên sinh, gia tộc Roth chúng tôi tuyệt đối không dám quên uy danh của Mạc tiên sinh. Godsen cuống quýt nói, Mạc Phàm có thể ở đây, tuyệt đối là thắng tám cường giả tuyệt thế kia. Nếu như không có tám cường giả tuyệt thế kia, bọn họ đâu dám hung hãn ở Mạc gia như vậy. Không cần các người nhớ, tên Mạc Phàm tôi cũng không cần các người nhớ kỹ. Mạc Phàm lạnh lùng nói, người nhớ kỹ tên hắn chắc chắn sẽ nhớ kỹ, người không nhớ được miễn cưỡng cũng vô dụng. Hắn vừa định mở miệng, bắt thấy không có đường sống dịu đi. Lông mày nhíu lại nói xen vào một câu. Mạc tiên sinh đây là muốn ra tay với gia tộc Roth chúng tôi sao? Có vấn đề gì à? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn bắt một cái nói. Đương nhiên là có vấn đề, nếu vừa rồi chúng tôi mạo phạm anh ra tay với chúng tôi không có gì để nói, nhưng chúng ta chỉ đàm phán nhỏ, là chuyện rất bình thường ở trên thương trường, nếu anh vì gia tộc Roth chúng tôi ép giá mà tính toán chi ly với chúng tôi. Chỉ sợ sau này không có ai buôn bán với Mạc gia anh nữa. Bắt cười nói. Bắt nói không sai, mong Mạc tiên sinh suy nghĩ lại. Godsen lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Người của gia tộc Roth đều thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm thì lắc đầu, cười khinh thường. Gia tộc Roth các người nhìn chúng chuyện này, cho rằng đắc tội Mạc gia tôi như vậy, Mạc gia tôi cũng không thể ra tay quá tàn nhẫn, mới dám tới Mạc gia đúng không? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Gia tộc Roth không đè được hắn, thì dùng quy củ trên thương trường, đúng là buồn cười, chuyện này có thể đè được hắn sao? Không đồng ý thì dùng phương pháp khiến công ty bình thường không có đất dung thân trên thương trường, nhưng tập đoàn Mạc Thái của hắn chính là ngoại lệ. Nếu Mạc tiên sinh nhất định phải nói như vậy, quả thật có nguyên nhân ở bên trong đúng không? Hình như Pat cũng không sợ hãi, cười nói. Vậy tôi nói cho anh biết, quy củ của Mạc gia tôi là chúng tôi sẽ không bắt nạt người khác. Trái lại người khác cũng không thể bắt nạt chúng tôi một chút, không đúng, một chút cũng không được, nếu là thứ chúng tôi cần tìm, anh nhất định phải cho, anh không cho tôi giết anh cũng phải lấy được, ngoài ra đồ của tôi, trừ phi tôi muốn cho người khác, tôi không muốn cho người khác cũng đừng mơ cướp được,
nếu không mặc kệ anh là ai, tôi đều giết anh không còn cả cặn, bây giờ anh còn cảm thấy gia tộc Rod các anh rất biết nhìn xa trông rộng nữa không? Mạc Phàm lạnh lùng nói, trên mặt không có ý đùa giỡn. Nếu coi Mạc gia bọn họ là người tốt thì sai lầm rồi, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình là người tốt. Nếu người nào bắt nạt Mạc gia hắn, hắn càng vui khi có người gọi hắn là ma quỷ. Mạc Phàm vừa nói xong những lời này, cuối cùng Pat và người của gia tộc Rod không thể cười nổi. Mạc Phàm không có ý lập tức ra tay, mà rời mắt nhìn Lưu Nguyệt Như ở bên cạnh. Lưu phu nhân, tập đoàn Mạc Thái chúng ta cần hợp tác với gia tộc Rod sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Vụ làm ăn này là gia tộc Rod tới tìm, bây giờ nhìn quả thật không cần thiết. Lưu Nguyệt Như liếc mắt nhìn người của gia tộc Rod một cái, nói. Nếu không cần thiết, vậy linh dược của tập đoàn Mạc Thái chỉ bán cho người có quan hệ và đứng về phía Mạc gia, còn giới hạn ở trong vòng Hoa Hạ, bên ngoài Hoa Hạ có một viên bán ra, vậy sẽ chặt đứt tuyến đó. Mạc Phàm nói. Mạc gia không thiếu tiền thì không nói, linh dược của Mạc gia đều là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu của bất luận thế gia nào, thứ mà mọi người tranh giành như vậy lại có uy hiếp, không thể tiêu thụ ở ngoài Giang Nam sao? Gia tộc Rod nắm giữ mạch máu tài chính Âu Mỹ thì thế nào, Hoàng đế thương trường thì sao, nơi này là Hoa Hạ. Dạ, Mạc tiên sinh, tôi sẽ làm theo cậu nói. Lưu Nguyệt Như gật đầu. Mạc tiên sinh, nếu anh dám làm vậy, tôi đảm bảo sẽ không có một ai dám mua. Sắc mặt Bắt khó coi, lạnh lùng nói. Sở dĩ gia tộc Rod bọn họ tới Giang Nam, là nhìn chúng linh dược của Mạc gia, nếu là như vậy bọn họ không chỉ đắc tội Mạc Phàm, cũng không chiếm được linh dược này, tương đương với tiền mất tật mang. Hửm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, cười khẽ. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số, còn bật loa ngoài ra. Chỉ trong phút chốc, giọng nói nhu hòa của Giang Thành truyền từ bên trong ra. Chúc mừng Mạc tiên sinh đại chiến thắng lợi, Mạc tiên sinh có gì phân phó sao? Có mấy người châu Âu nói Mạc gia tôi không hợp tác với bọn họ, linh dược của Mạc gia tôi sẽ không bán được một phần. Mạc Phàm không thèm nhìn Bát, nói. Tôi cảm thấy người này không muốn sống nữa rồi, nhưng mà Mạc gia còn bao nhiêu linh dược, Thanh Long chúng tôi và bộ đội cấp dưới muốn hết. Giang Thành mỉm cười nói. Ông phái người tới ký hợp đồng với Mạc gia chúng tôi, sau đó lấy hàng tồn trong kho Mạc gia mang đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Tôi sẽ dẫn đám Nhược Tuyết tự mình tới. Giang Thành nói rất chân thành. Được. Mạc Phàm gật đầu, tắt điện thoại. Sắc mặt Pat và những người khác khó coi, khí thế yếu hơn trước nhiều. Mạc Phàm không thèm nhìn Pat, lại ấn một dãy số, lặp lại những lời hắn vừa nói. Có người dám nói chuyện với Mạc tiên sinh như vậy sao, có cần tôi phái người giết bọn họ không? Long bác lão đại Kiêu Long cười mỉa nói. Đối phương là người của gia tộc Rod. Mạc Phàm nói. Gia tộc Rod, ha ha, nơi này là Hoa Hạ. Long bác nói với vẻ khinh thường. Những lời này vừa vang lên, cơ thể đám Bát lập tức run lên. Giết người thì không cần Long tiên sinh ra tay, phái một số người tới xử lý giúp tôi là được, tập đoàn Mạc Thái, hẳn là người của ông có thể tìm được. Mạc Phàm cười mỉa nói. Hoa Hạ rộng lớn, nhưng chưa có nơi nào mà hội ngũ lão chúng tôi chưa tìm được, tôi lập tức phái người qua. Long bác vô cùng tự tin nói. Một lát sau, Mạc Phàm gọi mấy đại lão một phương có quan hệ với hắn. Bọn họ đều bày tỏ muốn mua linh dược của Mạc gia, mà phần lớn mọi người bày tỏ muốn thu thập đám Bát giúp Mạc Phàm, không có ngoại lệ. Đợi Mạc Phàm tắt điện thoại, sắc mặt đám Bát đã vô cùng khó coi. Nhất là Bát, từ lúc 5 tuổi anh ta đã tinh thông buôn bán, sau đó được vinh danh là thiên tài buôn bán, chưa từng chật vật giống như hôm nay. Không phải anh nói linh dược của Mạc gia chúng tôi sẽ không bán được sao, bây giờ anh còn gì muốn nói? Bát nhíu chặt mày. Trên mặt là xanh mét. Anh ta biết rất rõ phân lượng quả đấm của Mạc Phàm, lại xem nhẹ thế lực của Mạc Phàm ở Hoa Hạ. Những người mà Mạc Phàm vừa gọi, anh ta đều biết, đều là đại lão một phương ở Hoa Hạ. Mạc Phàm gọi điện cho một đám người, cho dù có nhân tố Mạc Phàm mới thắng Bát Phương, nhưng anh ta cảm thấy cho dù không có Mạc Phàm đại sát Bát Phương, những người này cũng sẽ không do dự nói những lời vừa rồi. Mạc tiên sinh muốn thế nào? Việc đã đến nước này, bọn họ nói gì đều không có tác dụng, chỉ có thể nghe Mạc Phàm xử lý. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, liếc mắt nhìn Bàn Tử ở bên cạnh một cái. Bàn Tử cười đê tiện, trong chớp mắt hiểu ý của Mạc Phàm.
Tiểu Vũ, vừa rồi anh không bồi em ăn ice cream, bàn ca mang em đi ăn ice cream nhé, thế nào? Bàn tử cười nói. Tiểu Vũ vẫn muốn ăn ice cream nữa sao, vậy chị cũng đi cùng em, ở đây không chỉ có ice cream ăn rất ngon, thịt bò Pháp cũng rất được, chị mang em đi nếm thử nhé. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày rồi nói. Kế tiếp Mạc Phàm sẽ làm gì, tất nhiên là cô biết. Tiểu Vũ còn nhỏ tuổi, vẫn nên đưa Tiểu Vũ rời đi trước thì hơn, tuy Tiểu Vũ cũng có tu vi trong người, nhưng dù sao vẫn là đứa bé. Gan ngỗng nhà bọn họ cũng nổi tiếng ở Giang Nam, Tiểu Vũ có thể nếm thử. Bên cạnh Mạc Phàm, Lưu Nguyệt Như cười nói. Thịt bò, gan ngỗng, em muốn ăn hai phần. Tiểu Vũ nghe thấy vậy trước mắt sáng lên. Mấy phần đều được hết, chỉ cần em ăn được. Tiểu Tuyết véo má Tiểu Vũ nói. Anh, em đi ăn trước đây, anh nhanh lên đó. Tiểu Vũ đứng dậy, đi đến bên cạnh Mạc Phàm cười nói. Đi đi, anh sẽ qua đó nhanh thôi. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ nói. Đi thôi. Bạch Tiểu Tuyết và bàn tử đi qua đám Lưu Nguyệt Như mang Tiểu Vũ rời khỏi phòng họp, cửa phòng họp chậm rãi đóng lại. Trong phòng hội nghị, một đám người của gia tộc Rót lập tức đứng ngồi không yên, tất cả đều nhìn Mạc Phàm với vẻ kính sợ, áp lực giống như sắp chết. Mạc tiên sinh, rốt cuộc anh muốn thế nào, đúng là chúng tôi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng chúng tôi không có ý làm hại Mạc gia. Bắt cố gắng nói. Không có ý làm hại Mạc gia sao? Mạc Phàm lắc đầu. Cười khinh thường. Nếu tôi không phải là Mạc Phàm, em gái tôi cũng không phải là em gái của Mạc Phàm, chỉ sợ không chỉ bị các người ném từ trên đây xuống thành thịt nát, còn bị các người lăng trì xử tử rồi. Chuyện này, đó chỉ là nói đùa thôi. Bắt như quả bóng cao su xì hơi, vô cùng lo lắng. Ở trước mặt người khác có thể anh ta sẽ mặt không đỏ tim không đập nhanh, nhưng ở trước mặt Mạc Phàm, anh ta thật sự không có năng lực duy trì bình tĩnh lúc trước. Giống như không ai có thể ung dung trước mặt một con rồng đang phẫn nộ. Có đôi khi vui đùa cũng sẽ hại chết người, nếu nổi lên sát tâm, cũng là tự sát. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu hắn và Tiểu Vũ chỉ là người bình thường, tuyệt đối sẽ chết trên tay gia tộc Rót, không có ngoại lệ. Gia tộc Rót coi sinh mệnh người bình thường như cỏ rác, nhưng bọn họ không biết hắn cũng coi mạng của bọn họ như vậy. Anh! Bắt nhíu chặt mày, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Rõ ràng Mạc Phàm muốn giết bọn họ, còn không cho bọn họ một chút cơ hội. Mạc tiên sinh, cậu không định cho chúng tôi một con đường sống sao? Gót Sen nhíu mày hỏi. Trong mấy người ai có tiền xu? Mạc Phàm không để ý tới Gót Sen, hỏi người phía sau. Mạc tiên sinh, tôi có. Lưu Nguyệt Như lấy một đồng xu cổ đại trong túi ra. Lúc bà gặp một số vấn đề khó, sẽ xoay đồng xu theo quán tính, như vậy sẽ khiến bà tỉnh táo lại. Cho nên bà luôn mang theo bên người. Mạc Phàm cầm lấy đồng xu, nắm trong lòng bàn tay. Hắn vươn một ngón tay ra, vẽ một đồ án lên trên. Bên ngoài và giữa đồ án đều là một vòng tròn, bên trong giống như là một số ký hiệu cổ xưa. Đồ án vừa hình thành, Mạc Phàm đặt đồng xu ở giữa. Người vì tài mà chết, chim vì ăn mà chết, mấy người vì tài phú đã đi trên con đường chết, nhưng tôi có thể cho mấy người một con đường sống. Không phải mấy người thích đánh cược sao, tôi sẽ cho mấy người đánh cược một lần, nếu mấy người đoán trúng đồng xu này trái hay phải, sẽ là các người thắng, tôi sẽ không ra tay với mấy người và tha cho mấy người rời đi, nếu mấy người thua, vậy thì để lại mạng của mình đi. Mạc Phàm dựng thẳng đồng xu, khẽ búng lên. Đồ án hắn vẽ bên trên sáng lên, đồ án khẽ bay lên, từ 2D biến thành 3D, nhanh chóng chuyển động giống như quỹ tích tinh vân. Đồng xu này chuyển động trong quỹ tích tinh vân, phát ra âm thanh ong ong. Đồ án này có tên là đánh cược vận mệnh, không phải đánh cược vận khí, mà đánh cược đám người này có nên chết hay không. Đồ án này giống như cân tiểu ly đo thiện ác của con người trong thần thoại Ai Cập, trái tim của kẻ ác sẽ nhẹ hơn lông chim, người như vậy sẽ bị đẩy xuống địa ngục Tu La. Nếu đám bắt đáng chết, tiền xu này sẽ xuất hiện mặt trái với bọn họ nói. Nhất định phải như vậy sao? Gót Sen sửng sốt hỏi. Cơ hội 50%, không lớn cũng không nhỏ, nhưng chuyện này liên quan tới tính mạng của bọn họ nên không hề nhỏ. Đây là cơ hội duy nhất của mấy người, nếu không tôi sẽ giết tất cả người của gia tộc Rót ngoại trừ anh ta ra. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Lâm Hải nói. Trên người Lâm Hải có huyết mạch Lâm gia, tất nhiên hắn sẽ không giết anh ta. Muốn đánh cược cũng được,
nhưng tôi muốn đổi phương pháp đánh cược. Bát nhíu mày nói. Xung quanh đồng xu của Mạc Phàm còn có trận pháp, chắc chắn trong đó còn có kỳ lạ, khả năng bọn họ sống sót còn không được 50%. Có thể đổi, nhưng là tôi giết mấy người. Mạc Phàm thản nhiên nói. Sắc mặt đám bắt khó coi, trong mắt cả đám lóe sáng lửa giận, nhưng không dám phát tác. Sao tôi có thể tin tưởng anh sẽ không dở trò. Bắt lạnh giọng hỏi. Ở trước mặt tôi, quy củ là tôi định, các anh chỉ có thể lựa chọn mặt trái hay mặt phải, không có tư cách hoài nghi, tôi cho anh 3 giây để chọn, sau 3 giây mà anh không chọn, sẽ có người nhặt xác giúp các anh ở tầng 1. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Mạc Phàm, tôi sẽ không lựa chọn. Anh dám giết chúng tôi, anh không sợ gia tộc Rod chúng tôi trả thù à? Bắt cao giọng nói. Quả thật Mạc Phàm có thực lực và thế lực cường đại, nhưng gia tộc Rod bọn họ cũng không kém. Ở Âu Mỹ đại lão một số quốc gia nhìn thấy người của gia tộc Rod, đều vô cùng khách sáo. Những cường giả nổi tiếng ở Âu Mỹ cũng vậy, tôn trọng với bọn họ là giả bộ, nhưng không dám đắc tội bá đạo giống Mạc Phàm. Sợ gia tộc Rod các người, tôi cần phải sợ sao? Mấy người không chọn, vậy đi chết đi. Mạc Phàm cười khẽ, hỏi ngược lại. Hắn vung tay lên, trên người đám bắt, gót sen sáng lên. Vừa rồi mấy người còn ở trong phòng họp, ngay sau đó liền ra ngoài thủy tinh, xếp thành hàng ở nơi cao hơn 100 tầng. Trong chớp mắt cho dù là gót sen hay bắt đều tái mét, trong mắt đều là hoảng sợ. Mọi người mới kêu lên hoảng sợ, nhưng giống như loạn chảo chìm vào trong gió lạnh, muốn quay về phòng họp. Nhưng cơ thể ở trong không trung không thể di chuyển. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, những người này nối tiếp nhau rơi xuống, giống như sủi cảo rơi xuống nước. Thấy sắp tới lượt mình, trước mắt gót sen sáng lên, vội vàng mở miệng. Mạc tiên sinh, tôi có một tin tức rất quan trọng muốn nói với cậu. Mạc Phàm nhíu mày giơ tay nắm, gót sen và bắt bắt đầu rơi xuống dưới được hắn kéo lại. Tin tức, nghe một chút cũng không phải không thể được. Nếu không quan trọng, lại giết bọn họ cũng không muộn. Nói đi. Vẻ mặt Mạc Phàm hờ hững, nói. Một tay Pat và gót sen sờ ngực mình, một tay chống vào bàn, thở hổn hển liên tục, giống như mới chạy mấy cây số, mãi mới bình tĩnh lại được. Vừa rồi nếu gót sen nói chậm chút nữa, bọn họ sẽ bị ném thành thịt nát như mấy người kia. Gót sen chớp mắt, không lập tức nói cho Mạc Phàm. Tin tức này có liên quan tới Mạc gia, nếu chúng tôi nói. Mạc tiên sinh có thể tha cho hai chúng tôi được không? Nếu chúng tôi còn sống quay về, chúng tôi đảm bảo gia tộc Rod sẽ không so đo chuyện hôm nay. Nếu tin tức của hai người đủ quan trọng, tôi sẽ suy xét chuyện tha cho hai người một lần. Mạc Phàm thản nhiên nói. Giết hai người hay không, đối với hắn mà nói chẳng khác nào giết một con kiến. Nếu tin tức của Godsend có tác dụng với hắn, hắn không ngại để bọn họ sống. Sao tôi có thể tin lời Mạc tiên sinh nói? Nếu được, tôi hy vọng Mạc tiên sinh có thể lập khế ước. Bắt lạnh lùng nhìn Mạc Phàm nói. Nhớ đâu bọn họ nói xong vẫn bị Mạc Phàm giết, tương đương với chuyện bọn họ nói cũng vô ích rồi. Anh đã không muốn nói, vậy tôi có thể ném hai người từ đây xuống, sau đó lấy tin từ linh hồn hai người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn muốn ra tay hay không, đều phải dựa vào tâm tình của hắn. Godsend và Bắt nhìn thoáng qua nhau, nhíu mày. Trong mắt bọn họ đều là lửa giận, nhưng không dám nói gì. Quả thật bây giờ bọn họ không có tư cách bàn điều kiện với Mạc Phàm. Theo tôi được biết, trong số cao thủ Mạc tiên sinh đại chiến ở Hoa Sơn, có một người là pháp thần Horus đến từ Ai Cập đúng không? Godsend hỏi. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Tôi biết một tin liên quan tới pháp thần Horus. Pháp thần Horus không chỉ tự mình đến Hoa Sơn đối phó Mạc tiên sinh, còn phái một người tới Giang Nam. Tặng một lễ vật không thể mở cho Mạc gia, rất có khả năng bây giờ lễ vật này đã được đưa tới Mạc gia, nếu lễ vật này mở ra, có khả năng Mạc gia gặp nguy rồi. Godsend nói, gia tộc Rod bọn họ ngoại trừ là hoàng đế thương trường gia, mạng lưới thông tin cũng rất được chú trọng. Dù sao phần lớn tin tức chẳng khác nào tiền tài. Mạng lưới thông tin của bọn họ có ở khắp toàn cầu, bất luận là gió thổi cỏ lay đều không thoát khỏi mắt gia tộc Rod bọn họ. Cho dù phóng nhãn ra toàn bộ thế giới, cũng không có mấy thế lực có mạng lưới thông tin rộng như bọn họ. Mạng lưới tin tức này rất đại chúng ở Hoa Hạ còn được cấp cao Hoa Hạ biết rõ, tên là Võng. Bọn họ tình cờ phát hiện ra chuyện này thông qua Võng. Nếu Mạc Phàm không giết bọn họ,
bọn họ sẽ không định nói chuyện này cho Mạc Phàm, Mạc gia gặp nguy hiểm chỉ có lợi không có hại với bọn họ. Nghe thấy lời Godsen nói, trên mặt Lưu Nguyệt Như và những người ở bên cạnh lập tức hiện lên lo lắng. Thứ không thể mở là gì, ông biết không? Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Chúng tôi chỉ biết như vậy, cụ thể là thứ gì tôi cũng không biết, chỉ biết không thể mở thứ này ra, một khi mở ra sẽ sản sinh tai nạn khủng bố, tai nạn này cho dù là Mạc tiên sinh cũng không thể ngăn cản được. Godsen giải thích, anh cũng không biết thứ này sao? Mạc Phàm nhìn Pat hỏi, tôi chỉ biết thông tin như Godsen thôi. Trong giọng nói của Pat mang theo vài phần phẫn nộ, nói. Anh ta mới nói xong, Mạc Phàm vươn một tay ra, cơ thể Pat lập tức bay lên, bay vào trong tay Mạc Phàm. Một tay Mạc Phàm nắm lấy Pat, hai mắt nhắm lại. Một lát sau, lúc này hắn mới mở to mắt ném Pat sang một bên. Godsen này nói không sai, bọn họ chỉ biết như vậy, pháp thần Horus không chỉ ra tay với hắn, còn ra tay với Mạc gia, sử dụng thứ gì đó không thể mở ra. Gia tộc Rod các người biết, thứ không thể mở ra trên địa cầu là gì? Mạc Phàm hỏi. Hắc thị, hội ngũ lão và long tổ đều có mạng lưới thông tin rất rộng, những người đó đều không nói tin này cho hắn, nói lên cấp bậc mạng lưới thông tin của gia tộc Rod còn trên bọn họ. Chuyện này không nằm trong phạm vi trả lời của chúng tôi đúng không? Bắt tức giận nói. Anh ta chưa từng bị người ta đối xử như vậy, nếu anh ta không tức giận vậy anh ta không phải là thiên tài của gia tộc Rod. À, Mạc Phàm khẽ đáp, tay vung lên. Bóng dáng Pat nhoáng lên một cái, xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Dưới gió lạnh phần phật, mắt Pat mở to, trong chớp mắt mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, vẻ phẫn nộ, điên cuồng và hối hận xuất hiện trên mặt anh ta. Anh ta vừa định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, cơ thể đã rơi xuống dưới, nhanh chóng biến mất vào trong biển mây ở phía dưới. Godsen thấy Pat đã biến mất, trong cổ họng như có thứ gì mắc nghẹn. Lúc này ông ta đã không nghi ngờ, bọn họ lựa chọn đắc tội Mạc gia là sai lầm. Đắc tội Mạc Phàm, không khác gì người bình thường chọc tức một con rồng. Không có nhiều thứ không thể mở trên địa cầu, nhất là thứ có thể đối phó Mạc tiên sinh, nhưng có một chiếc hộp rất nổi tiếng có thể tạo thành phiền phức nhất định với cậu, không biết Mạc tiên sinh từng nghe nói tới chưa? Godsen nuốt nước bọt cho ít hầu hơi ướt, hỏi. Nếu ông ta không mở miệng, sẽ có kết cục giống như Pat. Hơn nữa Mạc Phàm cũng không thèm chớp mắt một cái. Thứ gì? Mạc Phàm thản nhiên nói. Ma hộp Pandora. Ma hộp Pandora là một chiếc hộp trong thần thoại, nghe nói một khi mở chiếc hộp này ra, sẽ phóng ra tất cả tà ác trong cuộc sống, trong đó bao gồm tham lam, dối trá, phỉ báng, ghen tị, thống khổ, vân vân, cho nên chiếc hộp này được gọi là nguồn gốc của tội ác. Tuy đây chỉ là truyền thuyết, nhưng nghe nói một đám phần tử điên cuồng đến trên núi của Prometheus trong truyền thuyết, đã tìm được chiếc hộp tương tự với ma hộp Pandora trong truyền thuyết. Chiếc hộp không thể mở mà pháp thần Horus đưa đến Mạc gia, 89 phần 10 là ma hộp Pandora. Ma hộp Pandora sao? Mạc Phàm nhíu mày. Hắn từng nghe nói tới thứ này ở phương Tây, là thứ trừng phạt Prometheus đào trộm trong lửa ở trong truyền thuyết. Nhưng ở tu chân giới không có thứ này. Không chỉ ở tu chân giới không có, ngay cả ma giới cũng không có nốt, nếu không hắn đã biết thứ này rồi. Đương nhiên đây là thứ gì đó của ma giới trên địa cầu cũng không biết chừng. Ngoại trừ ma hộp Pandora này, còn có thứ khác không? Mạc Phàm hỏi. Thứ khác sao? Godsen lộ vẻ khó xử, có rất nhiều thứ không thể mở, tất có thứ có thể làm hại được Mạc Phàm. Godsen còn chưa nghĩ ra được thứ gì nữa, Mạc Phàm nhíu mày. Trong mắt hắn lóe lên dị sắc, một tay hắn vươn ra. Tay này của hắn vừa mới vươn ra, một vùng hắc khí với khí tức tà dị đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Những hắc khí này vừa xuất hiện, thì ngưng tụ thành một chiếc quan tài huyền ảo, phong cách cổ xưa. Trên quan tài ngoại trừ khắc hoa văn và tượng tinh xảo, trên mỗi mặt đều có khắc một số văn tự hình chêm, đây là quan tài trong kim tự tháp sao. Godsen nhìn thấy thứ này thì mắt mở to, kinh ngạc nói. Ông ta tưởng rằng pháp thần Horus sẽ đưa ma hộp Pandora tới, ai biết pháp thần Horus lại đưa một chiếc quan tài. Quan tài vốn là vật không rõ, còn tượng trưng cho tử vong và tai nạn, pháp thần Horus còn đưa một chiếc quan tài không tầm thường tới. Bên trên viết cái gì? Mạc Phàm nhìn văn tự trên quan tài hỏi. Người mở sẽ chết. Godsen cẩn thận nói.
trên cơ bản đều có chú ngữ như vậy khắc trên kim tự tháp, trong đó nổi tiếng nhất là chú ngữ này khắc trên tháp vàng của Pharaoh Khufu. Lúc ấy có một tên trộm mộ vào trong mộ thất của Pharaoh Khufu, không để ý chú ngữ ở bên trên này. Sau khi quan tài của Pharaoh Khufu được mở ra, phàm là người tiến vào trong mộ thất đều lần lượt tử vong. Không chỉ như vậy, người động vào vật bồi táng đều chết một cách ly kỳ. Những người này không phải bị côn trùng kỳ lạ đốt, thì bị rắn hổ mang thường gặp ở Ai Cập cắn chết. Có thể nói là những chú ngữ này, khiến kim tự tháp tràn ngập một tầng khăn che mặt quỷ dị mấy trăm năm. Ông ta từng nhìn quan tài Khufu, cho nên lúc này mới nhớ rõ câu chú ngữ đó. Ông ta mới nói xong, bỗng nhiên quan tài do hắc khí ngưng tụ trên tay Mạc Phàm phát ra âm thanh xèo xèo, tự nó chậm rãi mở ra, câu chú ngữ kia cũng sáng lên. Bùm một tiếng, quan tài rầm một tiếng mở ra. Đúng lúc này, một bóng đen hình con rắn hổ mang há cái miệng to, bay từ trong quan tài ra, tốc độ rất nhanh, không đợi những người khác phản ứng kịp, nó đã tới trước mặt Mạc Phàm. Sắc mặt những người ở đây thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Chuyện này, không đợi rắn hổ mang do hắc khí ngưng tụ thành tới trước người Mạc Phàm, trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, hừ lạnh một tiếng. Bầu không khí lập tức chấn động, rắn hổ mang do hắc khí ngưng tụ thành còn chưa đụng tới Mạc Phàm, chỉ cách trước mặt Mạc Phàm một ngón tay đã bị đánh sơ xác, biến mất không thấy. Đốt! Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hỏa diễm lam văn kim sắc giấy lên trên tay hắn, lập tức giấy lên trên quan tài do hắc khí ngưng tụ thành. Mạc tiên sinh, đây là thứ gì, cậu không sao chứ? Lưu Nguyệt Như ở bên cạnh Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Trái lại tôi không có chuyện gì, nhưng những người khác thì không dễ như vậy. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng sắc bén, nhắm mắt lại. Hắc xà này do nguyền rủa ngưng tụ mà thành, phương pháp bình thường không thể ngăn cản được. Hắn có thể ngăn được hắc xà này, thứ nhất là vì hắn biết về nguyền rủa, thứ hai là tu vi của hắn cao. Hắn chỉ thiếu chút nữa, những người khác muốn đỡ nguyền rủa cũng không đơn giản như vậy. Lúc này không chỉ trên người Mạc Phàm xuất hiện hắc khí này. Trong nhà ăn món Pháp ở tầng 1 cao ốc Thiên Kiếm, đám Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết và Bàn Tử đang gọi món ăn. Tiểu Vũ nhíu chặt mày, trên gương mặt non nớt hiện lên vẻ tò mò, nhìn về phía bàn tay của mình. Tiểu Vũ, làm sao vậy? Tiểu Tuyết nhận thấy Tiểu Vũ hơi lạ, hỏi. Sau đó sắc mặt cô và Bàn Tử lập tức khó coi. Trên tay Tiểu Vũ có một quan tài giống trên tay Mạc Phàm như đúc. Tiểu Tuyết nheo mắt, trong chớp mắt đồng tử màu đen biến thành vạn hoa màu trắng, bốn chữ truyền từ miệng cô ra. Cẩn thận, Tiểu Vũ. Quan tài mở ra, một con rắn hổ mang bắn nhanh mà ra như tia chớp. Không đợi con rắn hổ mang này cắn Tiểu Vũ, tay Tiểu Tuyết đã vươn ra chắn trước người Tiểu Vũ. Rắn hổ mang cắn tay Tiểu Tuyết, chỉ trong chớp mắt đã biến mất vào trong cơ thể cô. Tiểu Tuyết nhíu chặt mày, trong chớp mắt khuôn mặt cô như tờ giấy vàng, cô vội vàng vận khởi công pháp. Vẻ mặt Tiểu Vũ sừng sốt, ngón tay ngưng tụ mấy khí châm, không do dự đâm vào mấy huyệt quan trọng trên người Tiểu Tuyết. Nhưng một ký hiệu hình châm vẫn xuất hiện ở chỗ mi tâm của Tiểu Tuyết. Không chỉ Tiểu Vũ, cùng lúc đó, trên người lão mẹ Mạc Phàm, cha Mạc Phàm, cậu, mợ, anh họ, em họ của Mạc Phàm ở thành phố Nam Sơn cũng xuất hiện tình huống tương tự. Nhưng ngoại trừ Mạc Phàm và Tiểu Vũ ra, cái quan tài kia vừa mở ra, rắn hổ mang màu đen biến mất luôn vào trong cơ thể bọn họ. Rắn hổ mang màu đen vừa nhập thể, cha, mẹ Mạc Phàm và Tiểu Tuyết có tu vi cao hơn nên còn đỡ, một đám người tưởng ra thì hôn mê bất tỉnh. Trong biệt viện ở trang viên Mạc gia, bà ngoại Mạc Phàm, sắc mặt lão phu nhân tưởng da đen xì té xỉu trên ghế, một chiếc hộp đen như mực trong tay rơi xuống đất. Trong hộp có hắc khí nồng đậm tản ra, bay lên trên không trang viên Mạc gia, giống như một đám hắc phân. Một con rắn hổ mang màu đen vĩ đại chui từ trong cơ thể lão phu nhân tưởng ra ra, một phân thành hai, hai chia làm ba, chỉ trong giây lát đã biến ra rất nhiều, bò về phía có hơi người ở xung quanh. Những hắc xà này còn chưa bò đi rất xa, thiên hỏa hình liên hoa lam văn kim sắc xuất hiện trong không khí. Một số liên hỏa hợp hai thành một, ngưng tụ thành một đóa đại hỏa liên vĩ đại, trôi nổi phía dưới hắc vân kia. Một số liên hỏa khác thì xuất hiện bên cạnh hắc xà, như hỏa vũ trời giáng rơi xuống đám hắc xà đó. Tiếng vù vù vang lên, chỉ trong phút chốc tất cả hắc xà bị đốt không còn. Liên hỏa bao quanh chiếc hộp trong tay phu nhân tưởng ra rơi xuống.
biến mất cùng với chiếc hộp đó. T. Dòng cao ốc Thiên Kiếm, Mạc Phàm mở to mắt, trong đôi mắt có lôi quang nhấp nháy. Hắn nhìn thoáng qua hỏa diễm đang cháy trên tay phải, hỏa diễm trong tay bành trướng, chỉ trong chớp mắt đã đốt sạch hắc khí, hóa thành hình liên hoa. Cánh liên hoa mở ra, lộ ra chiếc hộp đen xì ở bên trong. Ý niệm của hắn vừa động, trên chiếc hộp đen lóe sáng ô quang, chiếc hộp nhanh chóng thay đổi, từ hộp vuông biến thành quan tài loại nhỏ, giống hệt cái quan tài xuất hiện trên tay Mạc Phàm lúc trước. Nhìn thấy quan tài loại nhỏ này, Lưu Nguyệt như nhíu chặt mày. Mạc tiên sinh, đám tiểu vũ không sao chứ? Thứ này chỉ có trên người Mạc Phàm, rõ ràng là nhằm vào Mạc gia, vậy tiểu vũ cũng gặp nguy hiểm rồi. Tiểu vũ không sao, tiểu tuyết đỡ nguyền rủa này thay tiểu vũ, nhưng so với chuyện này tôi càng muốn biết ai chuẩn bị nguyền rủa. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu nguyền rủa này do pháp thần Horus hạ, ông ta đã chết nguyền rủa này cũng mất đi hiệu lực. Nguyền rủa thành công, nói lên còn người của Ai Cập khác. Ai Cập còn người lớn mật như vậy sao? Lưu Nguyệt như cắn môi hỏi. Tôi cũng không biết. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên cất chiếc hộp hình quan tài kia, rồi nhìn về phía gót sen ở đối diện. Pháp thần Horus đã bị giết chết, lẽ ra địa vị của pháp thần còn trên Pharaoh. Chẳng lẽ Ai Cập còn người trên cả pháp thần? Mạc tiên sinh còn chuyện gì sao? Gót sen bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, cơ thể run lên, cung kính nói. Ngoại trừ Horus ra, Ai Cập còn cao thủ khác còn sống không? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Trong phòng họp có cơn gió lạnh thổi qua. Ai Cập sao? Gót sen suy nghĩ một lát, trên mặt lộ vẻ khó xử. Sao thế, bọn họ đáng sợ như vậy à? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Pháp thần đã vô cùng đáng sợ ở Ai Cập rồi, nhưng trên pháp thần còn có 11 linh hồn chủ thần. Gót sen do dự một lát, nói. Ai Cập là một quốc gia cổ xưa, cho dù là mặt trời, trăng và sao, hay là núi, biển, cây cối và sinh linh trên đất, đều có thể thành thần. Nhưng trên thần linh có 13 vị chủ thần, theo thứ tự là Minh thần, Nguyền rủa chi thần, Thái dương chi thần, vân vân. Pháp thần Horus là dung hợp một thần cách trong 13 vị chủ thần. 12 thần cách chủ thần còn lại thì đã rơi vào trong trạng thái hôn mê theo thời gian, còn không thể rời khỏi Ai Cập, thậm chí không thể rời khỏi kim tự tháp mà bọn họ hôn mê. Nhưng bọn họ có thể thông qua tín đồ của mình làm giá y, thi triển lực lượng của mình. Nếu tôi đoán không sai, người chế tạo quan tài gỗ này là nguyền rủa chi thần. Gót sen nói tiếp. Ngoại trừ pháp thần Horus ra, 12 vị chủ thần này thay phiên tỉnh lại, người từng tỉnh là Nguyệt, chủ thần tỉnh lại gần đây hẳn là nguyền rủa chi thần. Nguyền rủa chi thần, bọn họ ở đâu? Mạc Phàm nhíu mày. Chủ thần là thần linh có thực lực rất cao ở ma giới, trái lại hắn có biết nguyền rủa chi thần, còn từng giao tế với nhau, nhưng chắc chắn người ở Ai Cập không phải người hắn quen. Bởi vì nguyền rủa chi thần mà hắn biết không yếu như vậy. Nghe nói 12 vị chủ thần này đều ở đế vương cốc Ai Cập, cùng một chỗ với pháp thần Horus, nhưng bọn họ có thật sự ở đó hay không, gia tộc Roth chúng tôi cũng không chắc lắm, có khả năng Mạc tiên sinh phải tự mình đi tìm hiểu. 12 vị chủ thần này tồn tại đã lâu trong truyền thuyết, nhưng gia tộc Roth chúng tôi chưa từng gặp bọn họ, cũng không biết bọn họ có thật sự ở đế vương cốc hay không. Đế vương cốc, trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, đôi mắt như đao nhìn về phía Ai Cập. Một lát sau Mạc Phàm mới thu hồi ánh mắt. Tôi đã biết, tôi sẽ tìm ra tất cả bọn họ, bây giờ ông có thể đi rồi. Mạc Phàm không thèm nhìn Gót Sen, thản nhiên nói. Vẻ mặt Gót Sen sửng sốt, giống như được đại xá, vội vàng muốn rời đi. Ở yên trong đây, không biết lúc nào ông ta sẽ như đám bắt, bị Mạc Phàm ném từ trên xuống tan xương nát thịt. Ông ta mới đi 2 bước, còn chưa ra khỏi cửa. Đợi một chút. Gót sen như bị sét đánh cơ thể run lên, dừng lại. Mạc tiên sinh có gì phân phó sao? Giọng nói của Gót sen hơi run, hỏi. Nói với gia tộc Rót của ông, lần này xem như là cảnh cáo, nếu dám đánh chủ ý với Mạc gia tôi, bảo gia tộc Rót các người chú ý kết cục của 12 chủ thần hoa hạ. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, quay đầu liếc Gót sen một cái nói. Mạc tiên sinh yên tâm, sau này gia tộc Rót chúng tôi sẽ không là địch với Mạc gia. Gót sen vội vàng nói, đừng nói là Mạc gia hoa hạ, cho dù Mạc gia đến quốc tế, sau này cũng không thể là địch với Mạc gia, nếu không có khả năng gia tộc Rót sẽ như những thế lực thanh bang,
thần điện, hắc ám giáo đình, chưa tới một năm đã biến mất hoàn toàn. Các người cũng có thể chọn báo thù, nhưng các người phải suy nghĩ cho thật kỹ, rốt cuộc các người muốn nhiều tiền hơn, hay là kiếm của tôi càng sắc bén hơn. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Hắn vừa nói những lời này, Hồng Liên theo tâm ý của hắn kêu ong ong, xuất hiện xung quanh hắn. Ừng ực, gót sen nuốt nước bọt, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Ông ta có thực lực tương đương với Tiên Thiên Tông Sư, nhưng thanh kiếm này có thể khiến ông ta không thể thở được. Những lời Mạc Tiên Sinh nói, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại cho chú tôi. Khuôn mặt gót sen trắng bệch, vô cùng gian nan nói. Tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc gót sen là chú ông ta. Mạc Phàm không đáp lại, hắn cất Hồng Liên rời khỏi phòng họp. Lưu Nguyệt Như và cấp cao tập đoàn Mạc Thái cũng rời đi theo, chỉ để lại hai vệ sĩ nhìn gót sen. Mạc Phàm mới rời đi, hai chân gót sen mềm nhũn quỳ trên đất. Ông ta nhìn bóng lưng Mạc Phàm, một lúc lâu sau mới đứng dậy, rồi rời khỏi tập đoàn Mạc Thái. Một tiếng sau, trong phòng bà ngoại Mạc Phàm ở trang viên Mạc gia, hai mắt bà ngoại Mạc Phàm nhắm chặt, vẻ mặt xanh mét nằm trên giường. Không ít người Mạc gia tụ tập ở đây, trên mặt mỗi người đều là mây đen. Nhất là cha và mẹ Mạc Phàm, bọn họ cùng bị chúng nguyền rủa, khuôn mặt bọn họ như giấy vàng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn lão phu nhân Tưởng gia ở trên giường. Trước giường bệnh, trong mắt Mạc Phàm lóe sáng lam quang, vẻ mặt nghiêm trọng đảo qua người lão phu nhân Tưởng gia, một tay chạm vào cổ tay lão phu nhân Tưởng gia. Đến tình trạng này của hắn, rất nhiều chứng bệnh hắn chỉ nhìn một cái là nhìn ra. Rất ít bệnh hắn cần bắt mạch chẩn đoán, nguyền rủa này là một trong số đó. Một lát sau hắn mới rời mắt, sắc lạnh trên mặt không giảm còn tăng thêm. Tiểu Phàm, thứ này thế nào, con có thể diệt trừ được không? Lão mẹ Mạc Phàm thấy Mạc Phàm đã chẩn đoán bệnh xong, ân cần hỏi han. Diệt trừ thì có thể, nhưng hơi phiền phức một chút, có khả năng cần tu dưỡng một thời gian. Mạc Phàm nhíu mày, nhưng lông mày hắn lập tức giãn ra, nói. Nguyền rủa này có tên là vạn xà huyết chú, diệt trừ thì không phiền phức, nếu lúc ấy hắn ở bên cạnh, hắn có thể đốt nguyền rủa này như muốn đối phó hắn. Tuy hiện giờ đã nhập vào trong cơ thể bọn họ, nhưng không phải hắn không có biện pháp diệt trừ, chỉ hơi tốn sức một chút. Nhưng nguyền rủa này không chỉ tạo thành thương tổn nhất định đối với cơ thể, cho dù diệt trừ trên người một người, một thời gian sẽ nảy sinh trong máu, rồi lan tới người có huyết mạch tương đồng, đây mới là chuyện phiền phức nhất. Phiền phức, ngay cả con cũng không giải quyết được sao. Lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày, lo lắng nói. Hiện giờ Mạc Phàm đã là cao thủ cấp thế giới, rất ít chuyện có thể khiến Mạc Phàm cảm thấy phiền phức, nếu Mạc Phàm nói là phiền phức, vậy thì không đơn giản rồi. Tố Tố, bà đừng kích động, bà đợi Tiểu Phàm nói xong đã, nếu Tiểu Phàm nói phiền phức, hẳn là chuyện có giải quyết được. Cha Mạc Phàm khuyên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm trả lời. Mẹ, mẹ yên tâm đi, không phải là con không chữa hết được, cũng không phải không giải được, chỉ có chút phiền phức mà thôi, lát nữa con sẽ bảo Khương Nguyệt phối ít thuốc, bà ngoại uống vào sẽ tỉnh lại, còn nguyền rủa kia, con đi giết người hạ chú, nguyền rủa này sẽ được giải trừ. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên nhu hòa, nói, con biết người hạ chú là ai không? Vẻ mặt lão mẹ Mạc Phàm thay đổi, hỏi, hiện giờ con vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn không lâu sau con sẽ biết được thôi. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, nói,